đám người trung lập thứ hai chạy tới thì Triệu Bân đang cầm Long Uyên giết chóc trong đám đông. Hắn chẳng dùng chiêu thức đặc biệt gì mà chỉ như một kẻ nổi điên, giết hết người này tới kẻ khác, bổ chém lung tung, tắm máu kẻ thù, điên cuồng đổ sát. Lùi lại. Tìm mấy kẻ trung lập giật thót, lập tức lùi ra sau. Điên rồi. Cơ Ngân này điên rồi. Đệ tử Thiên Tông này đã giết chóc tới mức chẳng màng thân thuộc. Vì thế tốt nhất vẫn nên đứng xa ra, tránh cho hàng kia giết chưa đã tay thì thịt luôn họ. Sắc mặt cô gái tóc xanh trắng bệch, cảm xúc cũng dao động theo. Đối với Cơ Ngân, ban đầu cô ta rất hận, sau đó là tán thưởng. Hiện tại cảm giác đã là sợ hãi rồi. Người nọ, thật sự quá khủng khiếp. Nhiều yêu nghiệt như thế bắt tay tấn công mà vẫn không bắt được hắn, còn bị giết tới mức chết không thể chết thêm. Cứ mỗi một giây là lại có người bị chém, cứ mỗi một giây là có người ngã xuống trong vũng máu. Sau nỗi sợ là tiếng thở dài. Cô ta nhìn thấy sát thần đang rơi lệ, trên mặt là huyết lệ ướt đẫm. Có quá nhiều tiếng hét thảm. Bên ngoài đất ma, những tiếng thảng thốt không ngừng vang lên tứ phía. Dù cách rất xa nhưng họ vẫn nghe được tiếng hét thê lương. Chẳng lẽ có bảo vật kỳ quái gì xuất thế? Vì tranh giành bảo bối nên kéo bè kéo lũ đập nhau rồi sao? Đừng ai gặp chuyện gì không may nhé, Dương Huyền Tông hít sâu một hơi. Có chút hối hận vì đã phái họ tiến vào, Linh Lung nhủ thầm trong lòng. Cô ta có linh cảm không lành, giờ phút này, nó lại càng trở nên nồng đậm hơn. Phụt, phụt, tiếng rên thảm thiết, huyết quang tỏa ra khắp ma vực. Ma thần đồ sát vẫn chưa dừng tay. Không một ai biết rốt cuộc Triệu Bân đã giết bao nhiêu người. Họ chỉ thấy thây phơi khắp nơi. Chạy! Đám kẻ thù khàn giọng hét, chúng sợ bị Cơ Ngân giết. Không ai dám tấn công, toàn bộ chạy trốn. Đền mạng cho cô ấy đi. Triệu Bân quát, cầm theo Long Uyên đang nhỏ máu mà đuổi theo để trả thù. Mấy người trung lập đứng ngoài hóng hớt cũng rất kính nghiệp. Triệu Bân giết tới đâu, họ chạy theo tới đó. Suốt quãng đường đều là cảnh tượng ai thấy cũng phải hãi hùng. Hễ là chỗ nào Cơ Ngân giết qua thì xác chết ngổn ngang. Phụt, huyết quang lại hiện, lại một kẻ đoàn tụ với tổ tiên. Lần này là Tam Hoàng Tử Đại Nguyên, Nguyên Kinh. Lần trước tên này không dính bẫy. Lần này cũng phải nộp mạng. Một kiếm tuyệt sát của Triệu Bân chém bay đầu của hắn ta. Ví dụ như thế thì nơi nào cũng có. Đừng nói kẻ bị đuổi giết. Người đứng xem cũng run rẩy không thôi. Bọn họ nên cảm thấy may mắn vì trước đó đã không trêu vào Triệu Bân. Nếu không họ cũng sẽ chết vô cùng thảm. Trời tối tăm mù mịt, huyết quang không ngừng bắn ra. Triệu Bân điên cuồng giết chóc, hắn vẫn còn đang đi gạt mạng người. Một câu miêu tả, không đường lên thiên đàng, biết cửa xuống địa ngục. Cảnh tượng đáng sợ, đám đông yêu nghiệt chạy khắp đồi núi. Từng kẻ một bị đuổi giết tới mức thân tàn ma dại, đầu cũng không dám ngoái lại nhìn, chỉ muốn chạy khỏi ma vực, nhanh chóng về nhà. Phụt phụt, con đường chạy trốn cũng máu me không kém. Có quá nhiều người chạy một hồi là đầu mình hai nơi. Sinh mệnh đang sống khỏe mạnh bỗng chốc biến mất trong vũng máu. Chất lỏng đỏ tươi chảy ra đầm đìa, tụ thành một con suối nhỏ, thấm ướt đất đai khô cằn, rất nhiều năm về sau, nó sẽ lại bồi dưỡng ra một đám ma quỷ. Bây giờ còn không ra thì đợi tới bao giờ? Ma Khôi tức giận gào thét, hắn ta cũng bị Triệu Bân đuổi giết bị dồn ép tới mức sắp điên. Gào! Hắn ta cưỡng ép triệu hồi Thái Thượng Hung Hổ. Sau hắn ta là Thân Dung cũng gọi ra Bát Thủ Thương Xà. So với trước đó, kích thước của Hung Hổ và Thương Xà nhỏ hơn nhiều, vì chúng nó đều đang trong tình trạng suy yếu, bị sét đánh thêm một hồi lại càng yếu ớt hơn, năng lực phóng ra cũng hạn chế. Tuy chúng nhỏ nhưng trong mắt mọi người, hai con vật này vẫn rất mạnh. Ai yếu ai mạnh, mấy người trung lập bên ngoài lại lùi ra sau một khoảng. Mà đám kẻ thù đang chạy trối chết lại dừng hết cả. Ma Khôi gọi Hung Hổ. Thân Dung dùng Thương Xà. Không chừng họ có thể diệt trừ Cơ Ngân, mà dù không giết được đối phương thì chắc cũng đánh tên đó tàn phế. Vậy cứ nhìn xem đã, diệt được là tốt nhất, còn không giết nổi thì họ có thể lên bổ thêm một đao. Kết quả là, đám kẻ thù bỏ chạy tứ tán lại tụ tập. Không biết Triệu Bân đã giết bao nhiêu. Nhưng giờ nhìn lại thì nhân số vẫn khủng bố như cũ. Cơ Ngân, để mạng lại đây. Ma Khôi quát, tay cầm ma đao. Có thêm sức mạnh của Hung Hổ,
mà đao dài ra mười mấy trượng. Thân Dung cũng cầm theo thanh huyết kiếm, thứ này cũng kéo ra hơn 10 trượng. Hai tên này, một đông một tay, vây đánh Triệu Bân. Giết! Triệu Bân thét lên, trời xanh chấn động. Kiếm Long Uyên cũng thay đổi hoàn toàn, ma sát cuồn cuộn truyền vào, nó cũng kéo dài vô hạn, so với ma đao của Ma Khôi và huyết kiếm của Thân Dung. Nó còn dài hơn cả mấy chục trượng. Từ xa nhìn lại, ai không biết còn tưởng Triệu Bân đang cầm một thanh kiếm ánh sáng mấy chục trượng. Cũng đúng. Đánh với hung hổ Ma Khôi và thương xà Thân Dung, không phải đều cần dùng binh khí lớn sao? Gào! Hung hổ Ma Khôi lao lên trước, hắn ta bổ xuống một đao. Triệu Bân không sợ hãi, vung mạnh Long Uyên. Bùm! Đao kiếm va chạm, âm thanh thanh thúy vang lên. Từ nơi mà đao và kiếm đụng nhau, một quần sáng màu đen tản ra xa. Núi non chung quanh bị chém ngọt như đang cắt đậu hũ, không biết bao nhiêu người bị quần sáng hất bay ra xa, kẻ có tu vi yếu thì chết ngay tại chỗ. Muốn hóng chuyện cũng cần có bản lĩnh. Người khác tiếp tục nhìn Cơ Ngân và Ma Khôi. Hung hổ Ma Khôi đã rơi vào thế yếu, bị Triệu Bân chém ngã. Chuyện này, cô gái tóc xanh lại càng hoảng hốt, những người trung lập cũng sợ hãi, đám kẻ thù khiếp vía. Đó là hung hổ Ma Khôi đó, thế mà lại bị Địa Tạng chém tới lật thân. Giống, thương xà Thân Dung đánh tới. Triệu Bân mang theo ma sát tận trời vung kiếm chém xuống. Keng, lại là tiếng kim loại va đập. Vẫn là một quầng sáng, núi lớn lại bị chấn sụp từng mảng. Nhìn thì thấy thương xà Thân Dung cũng không khá khẩm hơn, cũng bị chém tới trở mình. Giết! Ma Khôi lại tới, miệng phun lửa nóng tạo thành một biển lửa bao trùm Triệu Bân. Sức lực Triệu Bân được điều động, ma sát cuồn cuộn mãnh liệt, nuốt ngược ma hải, cũng nuốt ngược hung hổ Ma Khôi. Ma sát của hắn rất mạnh, đáng sợ như năng lượng sức mạnh của hung hổ mà nó cũng có thể hóa diệt. Hung hổ vốn đã mờ ảo và không còn to lớn, hiện giờ lại thu nhỏ thêm một chút. Gào! Thương xà Thân Dung cũng bổ nhào tới, tám cái đầu rắn đều chiến, phun ra biển sét. Triệu Bân như dao long, vẫy vùng khiến biển sét nổ vang, một kiếm chém bay ba đầu thương xà. Từng cái đầu khổng lồ rơi xuống rồi biến mất, chưa đáp đất là tiêu tan trong thiên địa. Còn chưa xong đâu. Ma sát của Triệu Bân hóa thành một bàn tay lớn, túm lấy đuôi của thương xà, vung mạnh con quái vật khổng lồ lên. Cảnh tượng hết sức chấn động. Tất cả những người nhìn thấy trận đại chiến đều kinh hãi không thôi, Triệu Bân chỉ nhỏ bé giống như một con trâu trấu trước mặt rắn tám đầu, nhưng hắn lại có thể nhấc bổng nó lên. Chẳng lẽ hắn còn muốn đập nó xuống? Lời đồn quả không sai, Cơ Ngân Thiên Tông quả nhiên có một bộ bí pháp đập người cao thâm, bất cứ kẻ nào bị hắn đập thì đều bị bán thân bất toại. Sự thật đúng như bọn họ dự đoán. Triệu Bân đang ở trong trạng thái cực hạn quả nhiên có sức mạnh thống trị trời đất. Hắn đã đập rắn tám đầu xuống đất khiến cho mặt đất nứt vỡ, đất đá văng tung tóe, thậm chí trên thân thể của rắn tám đầu cũng đã xuất hiện những vết nứt rạn. Phụt! Thân Dung hộc máu, chấn kinh đến mức gần như suýt nổ tung. Gầm! Hung hổ và Ma Khôi đã chạy tới cứu viện. Ân oán lúc trước tạm thời buông xuống. Bởi vì bây giờ việc giết chết Cơ Ngân mới là quan trọng nhất. Hung hổ phun ra một luồng sáng đen hất tung Triệu Bân ra ngoài. Khiến cho nửa thân người của hắn nổ tung thành máu thịt bê bết. Nhưng Triệu Bân đang ở trong trạng thái sức mạnh cực hạn, trong nháy mắt đã phục hồi như cũ. Đám người nhìn thấy cảnh này đều thất kinh hồn vía. Trạng thái sức mạnh cực hạn của hắn còn có khả năng đáng sợ này sao? Điều đó dường như đã vượt quá phạm trù sức mạnh của tái sinh lực, đó chính là trường sinh bất tử, là trường sinh bất tử. Chết đi! Hung hổ gầm giống lên dữ dội. Ngay lập tức liền có một bộ vuốt hổ khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Triệu Bân rơi xuống đất đánh ầm một tiếng rồi cũng liền biến ra ma thủ khổng lồ siết chặt lấy bộ vuốt hổ, sau đó nhấc bổng nó lên đập xuống đất. Hung hổ bị đập rách thịt rách ra, Ma Khôi cũng bị chấn đến hộc máu, phun ra cột máu cao ba trượng. Ta thấy xấu hổ thay cho cả hai. Có không ít người tỏ ra kinh ngạc, thì thào tự nói. Cả hai mà bọn họ đang nói tới tất nhiên là hung hổ và rắn tám đầu. Bọn chúng to lớn như vậy. Từ khi bọn chúng xuất đạo tới nay, e rằng đây là lần đầu tiên mới bị người khác đập thê thảm. Bọn họ liên tục lẩm bẩm, bởi vì bọn họ quá khiếp sợ. Cơ Ngân Thiên Tông thật là đáng sợ, lực đập của hắn mạnh như vậy, ngay cả hai con quái vật kia cũng có thể bị đập tới chết.
hắn phải có sức mạnh khủng khiếp cỡ nào thì mới có thể nhấc bổng cả rắn tám đầu và hung hổ lên như thế. Bên ngoài đất ma, sương mù ma đã trở nên mịt mù hơn bao giờ hết. Sâu ở nơi bị màn sương mù đen kịt bao phủ, có rất nhiều bóng người đứng sừng sững, ẩn hiện tứ phía. Có người của đại hạ, cũng có người tới từ những vương triều khác. Mục đích của họ đều giống nhau, chờ tiếp ứng người nhà. Trong nháy mắt, tất cả đều cau mày. Tiếng giống đáng sợ quá. Rất nhiều người xì xào bàn tán, họ dường như đã cảm thấy bên trong di chỉ ma vực có hai con mãnh thú hồng hoang ẩn thân. Nghe tiếng giống thì hẳn là của một con hổ và một con chăn lớn. Nếu nghe kỹ thì còn có thể đoán được hai con mãnh thú dường như đang đánh nhau. Về phần bọn chúng đánh nhau với ai thì phải vào xem mới biết được. Có ký chủ tiến vào ma vực sao, Dương Huyền Tông nhíu mày. Linh Lung không đáp. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, có ký chủ đã tiến vào ma vực. Hơn nữa còn không chỉ có một. Linh Lung có thể mơ hồ nghe thấy một trong số đó chính là Thái Thượng Hung Hổ. Về kẻ còn lại, thật sự rất ít nghe nói đến. Là Thánh Tử. Ở sâu trong màn sương mù, hai mắt của các trưởng lão ma cung lóe lên tia sáng. Kẻ nào đang đánh nhau với Thái Thượng Hung Hổ? Đây là chuyện mà họ rất muốn biết. Bọn họ không biết, nhưng người của Vương Triều Hắc Long thì biết. Rắn tám đầu đã được thỉnh ra ngoài. Hẳn là đang tranh hùng với Thái Thượng Hung Hổ bên trong số tất cả những yêu nghiệt thiên tài đã tiến vào bên trong di chỉ ma vực thì e rằng chỉ có ma khôi cùng Thái Thượng Hung Hổ là đối thủ của Thân Dung cùng rắn tám đầu, chỉ có điều bọn họ vẫn không biết rốt cuộc ai mới là người mạnh hơn. Bọn họ đã đoán sai. Không phải rắn tám đầu và hung hổ đang đánh nhau, mà là rắn tám đầu cùng hung hổ đang liên thủ lại đánh cơ ngân. Nói chính xác hơn thì một mình cơ ngân đang đập rách ra rách thịt cả hai bọn chúng. Bên trong ma vực tối tắm liên tục truyền ra tiếng gầm giống. Triệu Bân một chọi hai. Ma khôi cùng Thân Dung hai đánh một. Ba người và hai con thú chiến đấu ác liệt từ đông sang tây, từ tây tới nam rồi từ nam sang bắc, từ sơn cốc tới thương nguyên, từ thương nguyên sang vực thẳm. Trong suốt một ngày một đêm, bất cứ nơi nào bọn họ đi tới đều trở nên hỗn loạn, huyết quang bắn ra bốn phía, lôi điện chớp động, không biết đã có bao nhiêu ngọn núi sụp đổ. Bao nhiêu người bị thương, những cung điện còn sót lại bên trong ma vực cũng bị phá hủy từng cái một, máu ngói, đá vụn văng tung tóe đầy trời, hơn phân nửa di chỉ ma vực đều đã bị đánh thành phế tích. Quá mạnh mẽ. Những người trung lập ở bên ngoài cả kinh tột đỉnh. Đây không phải là đánh nhau, mà là hủy thiên diệt địa. Người mạnh mẽ nhất mà bọn họ nhắc đến chính là Cơ Ngân. Tên nhóc đó một khi đẩy sức mạnh lên tới cực hạn thì đánh khắp thiên hạ không ai là đối thủ. Giết! Giết hắn! Đám kẻ thù của Triệu Bân vẫn còn chưa đi, đang tụ tập thành một nhóm lớn. Mấy người Triệu Bân đánh nhau tới đâu thì bọn chúng liền đuổi theo tới đó. Tiếng kinh hô của bọn chúng khiến cho thiên địa rung chuyển. Nét mặt của kẻ nào cũng lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ, so với ma quỷ lại càng gớm ghiếc hơn, kẻ nào cũng nghiến răng nghiến lợi trợn ngược hai mắt, kỳ vọng ma khôi cùng Thân Dung sẽ tiêu diệt Cơ Ngân, cho dù không giết được hắn thì ít nhất cũng phải đánh hắn tàn phế. Sau đó chuyện còn lại cứ giao cho bọn chúng. Giữa những tiếng kinh hô, một ngọn núi khác đã sụp đổ. Nó đã bị hung hổ đè bẹp. Thân hình của hung hổ lúc này đã không còn khổng lồ nữa, nhưng vẫn bị thu nhỏ lại thêm một vòng. Ma khôi cũng đang lâm vào tình trạng máu thịt bê bết không ra hình người. Trong mắt hắn ta tràn đầy sự khiếp đảm. Từ khi tu luyện võ đạo cho đến nay, từ khi làm ký chủ của Thái Thượng Hung Hổ cho đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp được một đối thủ cùng thế hệ mạnh như thế này. Hơn nữa, chẳng lẽ chân nguyên của đối thủ còn cuồn cuộn không suy kiệt? Đánh nhau đã lâu như vậy thế mà khí huyết của đối thủ vẫn dồi dào như thế. Hắn ta nhìn không sai. Hiện tại Triệu Bân không còn mượn sức mạnh của đại lực nữa mà đã mở ra cảnh giới tái sinh vô hạn, là trạng thái bá đạo nhất thế gian. Một khi đã mở ra cảnh giới này thì hắn chẳng những bất tử mà còn có nguồn năng lượng vô tận. Sau hung hổ, rắn tám đầu cũng đã bị quật ngã. Một ngọn núi lớn khác đã bị đập sụp đổ. So sánh với hung hổ thì rắn tám đầu lại càng thảm hại hơn, vốn dĩ nó có tám đầu nhưng đã bị Triệu Bân diệt hết chỉ còn một cái, mà cái đầu còn sót lại cũng đang dần teo tóp thoi thóp. Lúc này, trong lòng Thân Dung giống lớn. Hắn ta đang kêu gọi rắn tám đầu bên trong cơ thể chia sẻ sức mạnh cho hắn ta.
rắn tám đầu không đáp lại. Chia sẻ, có cái rắm mà chia, ta làm gì còn sức mạnh nữa. Đây là sự thật. Chân nguyên võ tu đã khô kiệt thì cần có thời gian hồi phục, nó cũng không khác gì võ tu. Đại chiến lại tiếp tục, những tiếng nổ vang trời lại truyền ra. Triệu Bân đã nổi điên, sát ý vô song, chiến ý cũng vô song. Những người trung lập thấy vậy thì máu huyết cũng sôi trào. Một người đối kháng hai mãnh thú hồng hoang, cơ ngân thiên tông thật vô cùng đáng sợ. Tại sao thiên địa không biến hóa? Có không ít người thầm nghĩ, liếc mắt nhìn thiên địa. Quả thực, một ngày một đêm đã trôi qua nhưng thiên địa vẫn chưa biến hóa. Thực ra thì thiên địa vẫn biến hóa, chỉ có điều nó đang biến hóa từng phần và vẫn chưa tới chỗ họ mà thôi. Gầm, Vika nhìn lên lại nghe thấy một tiếng gầm giống. Rắn tám đầu lại bị đánh gục, cái đầu duy nhất còn lại của nó cũng đã bị Triệu Bân chặt đít. Chỉ có điều mặc dù rắn tám đầu không còn đầu thì vẫn có thể chiến đấu như trước, bởi vì tám đầu thật sự của nó vẫn nằm bên trong đan điền của thân dung, thứ bị diệt chỉ là năng lượng hiện hữu bên ngoài, chỉ cần ký chủ còn sống thì nó hoàn toàn có thể biến ra tám cái đầu khác. Điều kiện tiên quyết là nó phải còn năng lượng. Nhưng lúc này năng lượng của nó đã cạn kiệt cho nên không thể biến ra tám cái đầu được nữa. Gầm. Thấy rắn tám đầu và thân dung đã không thể tiếp tục đánh nữa, Thái Thượng Hung Hổ liền gầm lên một tiếng. Mọi người dường như đều có thể nghe thấy trong tiếng gầm này có ý tứ tuyệt vọng rất rõ ràng. Hung Hổ và Ma Khôi trở thành kẻ đào tẩu. Thấy rắn tám đầu và thân dung ngã gục, Hung Hổ và Ma Khôi chẳng những không hỗ trợ mà còn quay đầu bỏ chạy. Hèn nhát, cái tên này thật quá hèn nhát. Trong lúc đang đánh nhau mà hắn ta thật sự bỏ lại đồng đội, xoay người chạy trốn. Hung Hổ phi nước đại, rất sợ Triệu Bân đuổi kịp, không dám đánh nhau với hắn nữa, nếu còn đánh nữa thì nó chắc chắn sẽ chết. Thừa dịp Hung Hổ vẫn còn chút sức tàn, nên bỏ chạy là vừa. Gầm. Hung Hổ đã bỏ chạy nên số phận của rắn tám đầu rất thảm. Thảm thế nào, nó đã bị Triệu Bân chém làm hai khúc. Thân thể của rắn tám đầu ầm ầm băng diệt. Phụt. Thân dung hộc máu, bị chấn ngược ra phía sau. Trong khi bay lộn ngược, hắn ta đã đào 18 đời tổ tiên của Ma Khôi lên mà mắng. Ông! Hắn ta còn chưa kịp đáp đất thì đã thấy ma sát phóng tới, hóa thành một ngọn chiến mâu đóng đinh hắn ta thẳng lên vách đá sau lưng. Không không không! Thân dung rú lên, hai mắt lồi ra, đồng tử co rút lại, đầy vẻ sợ hãi. Trong cơ thể hắn ta, biểu hiện của rắn tám đầu cũng giống như vậy. Ký chủ chết, nó cũng chết. Nó muốn lao ra ngoài nhưng không thể vượt qua cấm chế trói buộc. Chiến mâu nổ thành ma sát bộc phát nguồn sức mạnh cực hạn khiến cho thân dung trong chớp mắt bị nổ tung thành xương máu. Đám đông nhìn thấy cảnh đó đều lạnh cả sống lưng. Thái tử của Vương Triều Hắc Long, người thừa kế ngai vàng tương lai, ký chủ thích hợp của rắn tám đầu, ngày hôm nay đã bị cơ ngân thiên tông giết chết. Hắn ta chết không oan, hắn ta đã khiêu khích người không nên khiêu khích. Nhưng ít nhất hắn ta cũng đã chết khá vinh dự, còn có rắn tám đầu chôn cùng với mình. Giết! Triệu Bân giống lên, sau khi tiêu diệt rắn tám đầu và thân dung thì ngay lập tức phóng tới truy đuổi Hung Hổ cùng Ma Khôi. Thấy vậy, Ma Khôi vô cùng kinh hãi. Cơ ngân đã có thể tiêu diệt rắn tám đầu cùng thương dung thì chắc chắn cũng có thể tiêu diệt hắn ta. Hắn ta dùng hết sức bình sinh chạy trốn để giành lấy mạng sống của mình. Ở trong trạng thái Hung Hổ hắn ta liên tục phóng về phía trước. Hắn ta đang chạy trốn, đám kẻ thù của Triệu Bân cũng đang chạy trốn. Mong muốn của tất cả đều đã bị tiêu tan. Hung Hổ Ma Khôi cùng rắn tám đầu thân dung liên thủ cũng không đánh lại cơ ngân thì bọn chúng còn hy vọng gì nữa. Trạng thái hung tợn của bọn chúng lúc trước giờ đây đều đã hóa thành sợ hãi. Không kẻ nào dám quay đầu lại, càng không có kẻ nào dám quay đầu lại mắng lớn. Tất cả đều đang chạy trốn trong tuyệt vọng. Đền mạng cho cô ấy. Triệu Bân đuổi kịp Ma Khôi, một kiếm chém hắn ta trở mình. Núi cao không biết mình đã chọc giận ai, lại bị chấn sụp đổ. Trong đống hỗn độn, Hung Hổ Ma Khôi chật vật đứng dậy, vừa đứng dậy liền bỏ chạy, không biết là do quá hoảng loạn không nhìn thấy đường chạy hay là do nhân phẩm quá kém mà nó lại đâm đầu vào một vết cắt không gian. Triệu Bân cũng là một đại hán tử, ngay lập tức đuổi theo hắn ta vào vết cắt không gian. Những người trung lập bên ngoài nhìn thấy vậy thì đều đồng loạt nuốt nước miếng. Vết cắt không gian không phải là chuyện đùa. Lúc trước không biết có bao nhiêu người đã bị cuốn vào trong đó và đều bị tiêu diệt.
lọt vào trong đó chắc chắn sẽ chết. Hung hổ ma khôi lọt vào vết cắt không gian, liên tục bị cắt trúng. Cơ Ngân đã phát điên, chủ động đuổi theo. Trả thù cho cô ấy. Muốn tự tay giết hắn. Nữ tử tóc xanh khẽ lẩm bẩm, tựa hồ như hiểu được tâm tư của Triệu Bân. Cho dù đuổi tới chân trời góc biển thì hắn cũng muốn tự tay giết chết hung hổ ma khôi, dùng máu huyết của hắn ta tế bái vong linh Sở Vô Xương. Vì thế cho nên hắn mới đuổi giết mà không cần mạng. Xem kìa! Tất cả mọi người đều đang nhìn vết cắt không gian. Trong lúc bọn họ đang nhìn chăm chú, vết cắt không gian còn chưa kịp khép lại thì đã thấy máu tươi văng ra ngoài. Ngoài ra còn có tiếng Cơ Ngân gầm giống truyền ra. Ngoài ra, còn có tiếng kêu rên thảm thiết của ma khôi truyền ra. Chỉ trong chốc lát, vết cắt không gian liền khép lại. Trái tim của tất cả mọi người đều giật thót. Hai người e rằng đều phải chết ở bên trong. Ầm, ầm. Trên bầu trời đột nhiên lại vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Không ai có thể tìm được vị trí chính xác, chỉ biết đầy trời đều vang lên thanh âm đại chiến, kéo dài từ đông sang tây. Vẫn chưa chết. Đang đại chiến trên bầu trời sao? Những thanh âm kinh hãi của đám người đứng xem đang vang lên không dứt, thần sắc của ai cũng biến đổi. Hung hổ ma khôi vẫn đang chống trả. Mạng của Cơ Ngân cũng quá lớn. Cả hai đã lọt vào vết cắt không gian nhưng vẫn có thể sống. Ầm. Trong lúc đám người bên dưới đang quan sát thì bầu trời lại nứt ra. Từ bên trong vết nứt lọt ra ngoài một con thú lớn. Đó chính là hung hổ ma khôi, còn chưa kịp rơi xuống đất thì hung hổ liền nổ thành cho bụi. Sau đó mới thấy Cơ Ngân cũng ngã ra khỏi vết nứt. Toàn thân hắn lúc này đã nhuốm đầy máu tươi. Nhưng trên người hắn không có chút vết thương nào. Nói cách khác, tất cả vết thương của hắn đều đã được cảnh giới cực hạn khôi phục. Xì. Dưới bầu trời tràn đầy khí lạnh. Lọt vào vết cắt không gian mà vẫn có thể sống sót trở ra đã là hết sức khủng bố, thế mà hắn vẫn có thể trở ra không chút vết thương. Ông! Trong lúc bọn họ còn đang khiếp đảm thì một thanh chiến mâu ma sát đã phóng từ trên trời xuống. Không không không! Ma khôi cũng rú lên, chiến mâu còn chưa đâm trúng mục tiêu thì cơ thể của hắn ta đã bị sát khí trên chiến mâu phá hủy, trước khi bị đâm trúng hắn ta dường như còn nhìn thấy thần chết đang vẫy tay với mình. Nở ra nụ cười ầm trầm đáng sợ. Hắn ta hoảng sợ, thái thượng hung hổ cũng hoảng sợ. Ký chủ chết thì nó cũng chết. Phụt, thanh chiến mâu cuối cùng cũng đã xuyên thủng người hắn ta, đóng đinh hắn ta lên vách đá. Cũng như lúc trước, chiến mâu ngay lập tức nổ tung. Ma sát nổ tung bộc phát năng lượng cực hạn biến ma khôi cùng hung hổ thành xương máu. Thánh tử ma cung. Ký chủ của thái thượng hung hổ đã bị giết rồi, những người trung lập âm thầm nuốt nước miếng. Cả hai ký chủ đều đã bị Cơ Ngân tiêu diệt. Cả hai ký chủ chết không nhắm mắt. Bọn chúng chạy đến di chỉ ma vực với khí thế chân áp, mục đích chính là để tầm bảo. Tới nơi rồi, nhưng còn chưa kịp bộc phát khí thế chân áp, ngay cả bảo bối cũng chưa lấy được thế mà đã phải mất mạng. Tất cả chỉ vì bọn chúng đã khiêu khích người mà mình không nên khiêu khích. Hừm. Chính là Cơ Ngân Thiên Tông. Dám khiêu khích hắn đều sẽ không có kết cục tốt. Vì vậy, tốt hơn hết là đừng gây sự với hắn. Giống như bọn chúng vậy, nếu như biết điều ngay từ đầu thì đã không có kết cục của ngày hôm nay. Thân Dung đã chết. Ma Khôi cũng đã chết. Nhưng tiếng giống giận của Cơ Ngân vẫn chưa dứt. Còn có một đám kẻ thù vẫn đang liều mạng muốn chạy trốn. Trong cái chết của Sở Vô Xương bọn chúng cũng đều có phần. Lên trời xuống đất, không có nơi nào có thể bảo vệ được mạng của bọn chúng. Đền mạng cho cô ấy. A, à, sau một ngày một đêm bị chôn vùi, tiếng hét thảm thiết lại vang lên khắp ma vực. Thân Dung chết, ma khôi bị diệt, nhưng ma thần vẫn không ngừng giết chóc. Quan sát kỹ có thể thấy cả một đám đông bị hắn đuổi theo giết chết. Chúng chạy thục mạng, không ai dám ngoái đầu nhìn, dù không bị đuổi kịp nhưng mấy âm thanh thê lương vẫn vang lên. Chúng đều bị việc thảm sát dọa rồi. Chết, không đáng sợ. Kinh khủng hơn chính là quá trình chờ đợi nó đến. Vì chúng không biết là đến khi nào mình mới mất mạng. Mau lên. Đám người trung lập đều là những thính giả trung thành. Triệu Bân đuổi theo một đường, họ vẫn bám sát không hề bỏ lỡ. Cũng như trước đó, hễ là chỗ Triệu Bân tàn sát thì thây người ngổn ngang. Đền mạng cho cô ấy. Vẫn là tiếng quát khàn giọng. Là âm thanh phát ra từ linh hồn. Triệu Bân như một ma đầu,
một ma đầu đang nổi cơn điên loạn. Nhưng ma cũng không phải là kẻ vô tình. Hắn cũng có máu có thịt, có tình và rơi nước mắt. Lệ máu che mờ mắt hắn nhưng không thể che hết sát khí bên trong. Hắn muốn dùng máu kẻ thù để bái tế linh hồn Sở Vô Xương ở trên trời. Ầm, tiếng hét của hắn như đã làm cảm động trời xanh. Bầu trời quang đãng bỗng có mây đen giăng kín, sấm sét vang rền. Mưa rồi, lúc này mà trời lại mưa. Ma vực đã không mưa mấy ngàn năm mà lúc này lại đổ mưa to. Bùm, Triệu Bân dậm chân một cái, lao thẳng lên không, kiếm chĩa lên trời. Chỉ trong tích tắc, hàng tỷ lôi điện tụ lại, vây hãm Long Uyên, cũng là vây nhốt cơ thể Triệu Bân. Khi ấy, những kẻ trung lập đều ngửa đầu. Ánh mắt tất cả hoảng hốt, họ không thể phân biệt được Cơ Ngân là người thế nào nữa rồi. Rốt cuộc hắn là một ma đầu hay một vị thần, lúc này đây, quanh hắn có sấm sét tụ lại, hào quang vạn trượng, Triệu Bân rất giống một vị thần nhuốm đầy máu. Giết! Triệu Bân giơ cao kiếm, rơi thẳng xuống, chĩa về phía đại địa xa xăm tối tăm. Hắn vừa dứt lời, sét đã bổ xuống, đánh về phía đám kẻ thù đang bỏ chạy kia. Cả một vùng lại loang lổ máu tươi. Lôi điện không phải thiên kiếp nhưng có chứa đựng uy nghiêm của thiên kiếp. Mỗi một tia sét đều mang theo sức mạnh hủy diệt, độ chính xác không quá cao nhưng cũng mang theo uy thế tấn công chẳng kém bao nhiêu. Chỉ cần là ở trong nơi này thì đều bị trúng đòn vì Triệu Bân kéo theo rất nhiều lôi điện. Nhiều thế thì phải có một, hai cái bổ trúng. Hễ là người bị đánh trúng thì đều máu thịt tứ tung. Người thực lực yếu là bị đánh chết ngay tại chỗ. Từng tên yêu nghiệt bị sét bổ thành làn xương máu. Phụt, phụt. Những người trung lập hoảng sợ, cho rằng lại có thêm một thiên kiếp không gì bì nổi nữa. Tha mạng. Xin tha cho ta. Nhân tính là vậy, không tới lúc sống chết hấp hối thì sẽ không khẩn khoản gào khóc. Ra sự hèn mọn và sợ hãi ẩn giấy trong nội tâm. Giống như đám kẻ thù lúc này, trước đó còn đòi đánh đòi giết. Giờ chúng đã không còn ý nghĩ kia nữa, chỉ mong có thể sống sót, cầu xin Cơ Ngân tha mạng cho mình. Nếu đoán trước được thì lúc trước cần gì làm vậy? Một người trung lập thở dài, đã không chết không ngừng rồi, Cơ Ngân có thể tha cho mấy người sao? Đúng vậy, Triệu Bân sẽ không tha. Sấm sét đầy trời chính là sự trừng phạt của hắn. Mỗi một tia đều mang theo sức mạnh hủy diệt, một tia đều chứa đầy sát ý, Sở Vô Xương đã chết đi cần máu của chúng bái tế tiễn đưa. Lôi điện tới nhanh mà đi cũng nhanh. Cảnh giới cực hạn kéo dài một ngày một đêm cũng tiêu tan theo. Triệu Bân cũng không chịu thua kém, giết đám kẻ thù tới máu chảy thành sông. Nhưng trận chiến trong tối cũng không quá lạc quan. Nguyên rủa bị phản kháng lại ngóc đầu, thậm chí còn ảnh hưởng tới Triệu Bân. Ọc! Chưa đợi rơi xuống đất, một cánh tay của Triệu Bân đã nổ tan thành màn xương máu. Không chỉ thế, trên thân thể xuất hiện thêm vài vết nứt rỉ máu quỷ dị, dù dùng năng lực tái sinh cũng không thể làm chúng khép lại. Còn cánh tay cũng không thể mọc ra lại. Vùng đất tăm tối lầy lội, thân hình Triệu Bân cũng thất tha thất thểu mà đi tới trước, không ngừng ho ra máu. Cấm thuật tan rồi à? Bị thương thảm như vậy chắc là bị phản phệ. Người trung lập bên ngoài thấy vậy thì suy đoán. Những kẻ thù còn sống thấy vậy thì lại vô thức ngừng bước chân. Chúng liếc nhau, sợ hãi trong mắt biến thành hung ác. Giết! Một tiếng thét lên, chúng quay lại phản sát. Giết! Triệu Bân cũng gào thét, tay cầm Long Uyên, chân lảo đảo xông tới. Chỉ trong nháy mắt, mấy người trung lập nhìn mà tâm cảnh chấn động. Cơ Ngân Thiên Tông kiên cường hơn họ nghĩ. Đã bị thương tới mức không ra hình người rồi mà vẫn lao lên chém giết. Không có trạng thái mạnh nhất, khí huyết không đủ, tinh thần sa sút, hắn có thể bị diệt bất cứ khi nào. Nàng là chấp niệm của ngươi sao? Cô gái tóc xanh thầm thì. Có lẽ cô ta cũng hiểu tâm trạng của Triệu Bân. Có lẽ là chấp niệm về chữ tình đã chống đỡ giúp người thanh niên kia. Dù toàn thân đã tan nát, máu xối ướt đẫm nhưng hắn vẫn muốn báo thù cho cô gái đã chết kia, không giết hết kẻ thù thì hắn sẽ không ngã xuống. Chuyện này đúng là chuyện tên kia có thể làm. Sự hâm mộ ngày hôm đó của Sở Vô Xương, hiện giờ cô gái tóc xanh cũng có. Sở Vô Xương hâm mộ Liễu Tâm như là có một người chồng quên cả sống chết vì mình. Giờ cô gái tóc xanh hâm mộ Sở Vô Xương là có một người yêu chịu huyết chiến với cả bát hoang vì mình. Điên rồi. Hắn thật sự mất trí rồi. Trong giọng nói mấy người trung lập có chút run rẩy.
cô gái áo xanh đang chìm trong cảm xúc mềm yếu bỗng bừng tỉnh. Trong không gian này, ở nơi đầy mùi máu tanh, trong đám người mênh mang, Cơ Ngân thấm đẫm máu thật sự đã biến thành kẻ mất trí, hắn ra sức vung vẩy Long Uyên, nổi máu điên mà chém bổ lung tung. Trận đại chiến đó cũng không tạo ra động tĩnh gì lớn. Cơ Ngân bị thương thê thảm, chân nguyên như cạn kiệt sạch. Đám kẻ thù cũng vậy, chúng bị sét đánh, thêm nữa là bị đuổi giết một đường, sức lực và tinh thần cũng khô kiệt. Hai bên đánh nhau gần như biến thành kiểu vật lộn nguyên thủy nhất. Dù vậy, Cơ Ngân bị cụt một tay vẫn là người nổi bật nhất. Không ai biết tổng cộng hắn đã giết bao nhiêu người. Cũng không ai biết Triệu Bân bị đám kẻ thù bao vây mấy lần, chỉ biết hắn như con rán đánh hoài không chết. Bị đánh một lần là giết ra một lần, đánh kiểu nào cũng không được, tới khi tâm thái của đám kẻ thù sụp đổ. Chẳng biết lúc nào tiếng la hét mới kết thúc. Trong rừng núi tăm tối mà lầy lội, thi thể ngổn ngang khắp nơi. Máu tươi đổ dồn tạo thành một dòng suối nhỏ. Sương mù màu đen cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Cơ Ngân cũng ngã xuống. Thật lâu, không có một ai nói gì. Cũng rất lâu, cô gái tóc xanh mới nhấc chân. Cô ta đi được một, hai bước là ngừng lại. Cô ta dừng chân vì trong núi rừng đỏ thẫm có một bóng người đỏ tươi đang loạng choạng bò lên, cầm theo thanh kiếm nhỏ giọt toàn là máu, lảo đảo đi tới một hướng. Đó là Triệu Bân. Thấy hắn bò dậy, cô gái tóc xanh vô thức bịt miệng. Nhóm người trung lập cũng đồng loạt nuốt nước bọt. Thê thảm, Cơ Ngân của Thiên Tông quá thê thảm, tóc tai rũ rượi, người đầy vết thương, bên vai bị đứt mất cánh tay vẫn đang chảy máu đầm đìa. Hắn đâu còn hình người nữa, nếu không phải tận mắt chứng kiến, chắc người ta sẽ tưởng hắn là lệ quỷ mới từ địa ngục bò ra. Không ai tiến lên phía trước, chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn. Trả mạng cho cô ấy. Trả mạng cho cô ấy. Tiếng gào thét khản đặc nhanh chóng vang vọng khắp rừng cây. Vẫn là Triệu Bân, đang điên cuồng chém giết một người nào đó. Chém ai thế? Chém Vương Dương đấy. Đúng vậy, Vương Dương vẫn còn sống. Thế nhưng, hắn ta cách cái chết cũng không còn xa nữa. Trước đó đánh nhau đến sức cùng lực kiệt, hắn ta cũng bị thương thê thảm, bất lực nằm trong vũng máu, trơ mắt nhìn Triệu Bân chém từng nhát kiếm, nhưng không còn sức đâu để đứng lên nữa. Chỉ có thể dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, không gì che giấu được vẻ khiếp sợ. Mỗi một vết máu trên người hắn ta như đang thay hắn ta cầu cứu, xin hãy tha mạng. Trả mạng cho cô ấy. Tiếng thét gào của Triệu Bân khàn đến nỗi không nghe ra âm sắc nữa. Tên Vương Dương này có phải thật hay không, hắn vẫn chưa chắc chắn. Hắn giống như một con rối đứng còn không vững. Hắn chỉ lặp đi lặp lại một động tác, giơ tay lên. Hạ kiếm xuống. Phụt, phụt, phụt. Thánh tử ma quật bị hắn chém hết kiếm này đến kiếm khác, chém thành một vũng máu bấy nhầy. Ma vực hỗn loạn cuối cùng cũng chìm vào lặng im. Di chỉ thực sự biến thành một đống đổ nát, trong tối tăm nhuốm thêm màu đỏ ngầu, thoang thoảng mùi tanh nồng, máu đỏ chảy thành sông, dường như còn cuốn theo tiếng gào của lệ quỷ, biến thành địa ngục giữa nhân gian. Kết thúc rồi. Sự tĩnh lặng chết chóc bị phá vỡ bởi một tiếng lầm bầm. Đám người trung lập vẫn còn đứng dưới bầu trời u ám trông về cánh rừng màu đỏ thẫm, Cơ Ngân điên cuồng như kẻ mất trí kia cuối cùng cũng dừng lại, thánh tử ma quật sống sờ sờ cũng bị chém thành cho bụi. Mà hắn, cuối cùng cũng ngã xuống. Qua một lúc lâu vẫn chưa thấy hắn đứng lên. Hắn đáng kính đấy chứ. Chí ít thì giờ phút này, những kẻ trung lập nghĩ như vậy. Họ là quân cờ trong ván cờ. Nhưng cũng là người ngoài cuộc. Với bữa tiệc tàn bạo này, họ là người chứng kiến. Chàng thanh niên tên Cơ Ngân kia đã biến Di Chỉ Ma Vực thành một địa ngục đỏ lòm, yêu nghiệt đỉnh cao từ thế hệ trẻ của các người dường như đã bị hắn đổ sát sạch sẽ, ngoại trừ họ ra. Đến cả Bất Diệt Ma Quân xưng hùng xưng bá năm xưa chắc cũng không có được chiến tích thế này ở thời kỳ ấy. Thế nên mới nói, hắn đã tạo ra một thần thoại. Trước kia không có một ai. Sau này, cũng không thể có ai vượt qua được hắn. Chết rồi à? Lại thêm một tiếng lẩm bẩm nữa, nhưng không ai nhúc nhích. Khu rừng đẫm máu kia dường như biến thành cấm địa. Dù cho hắn ngã xuống rồi, cũng không ai dám đặt chân vào. Chỉ sợ kẻ điên tên Cơ Ngân kia sẽ lại bò dậy. Đám kẻ thù của hắn bị giết đến mức suy sụp tinh thần, mà những người mang tư tưởng trung lập như họ cũng quan sát đến mức suy sụp tinh thần. Nghiễm nhiên. Hắn đã trở thành cơn ác mộng của cả một thế hệ. Chắc là chết rồi,
không ít người nói vậy. Đành thôi. Dọn xác cho hắn đi. Rất nhiều người hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cất bước. Cô gái tóc xanh nghiêng đầu, lông mày khẽ nhíu lại. Rõ ràng cô ta đã nhìn ra vẻ tham lam trong đôi mắt của họ. Nói một cách dễ nghe là dọn xác cho Cơ Ngân. Trên thực tế, họ chỉ muốn cướp lấy bảo vật của hắn thôi. Cũng phải, có lẽ Cơ Ngân đã bị tiêu diệt, cho dù chưa chết, e là cũng không còn sức nữa. Hắn đã yếu đến mức không thể yếu hơn được nữa rồi. Lúc này đây giết người cướp của là thời cơ thích hợp nhất. Cô ta nhìn nhận không sai. Đám người mang tư tưởng trung lập kia nghĩ như vậy, ngay thời khắc họ cất bước đã không giấu được vẻ tham lam, đợi khi bước chân vào cánh rừng, họ xé luôn lớp mặt nạ đau thương, lộ ra biểu cảm hừng hực, từng bước chân dè dặt rón rén như một lũ trộm. Dưới ánh trăng mờ nhạt, mặt mũi họ xấu xa tới nhường nào. Đây mới là bản tính của con người. Cái gọi là trung lập cũng phải tùy lúc tùy thời. Họ có thể hóa thân thành bầy sói đói tranh cướp thức ăn bất cứ lúc nào. Quay đi quay lại, vẫn là một trận thảm sát. Tới cuối cùng, họ mới là kẻ thắng cuộc sau cùng. Soạt, cô gái tóc xanh cũng hành động, cô ta như một bóng ma, lao vọt qua đám đông, chắn trước mặt chúng. Tính mạng của Cơ Ngân thuộc về cô ta. Cho dù muốn giết, cũng phải do cô ta giết. Hắn là nhân kiệt cái thế mình đồng ra sắt. Cho dù phải chết cũng không thể chết trong tay đám vô lại này được. Ngươi làm gì hả? Đám đông quát lên. Tính mạng của hắn thuộc về ta, cô gái tóc xanh điềm tĩnh đáp. Chính bản thân cô ta cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm khi nói câu này. Phải biết rằng, cô ta đang đối diện với cao thủ yêu nghiệt nhất từ các quốc gia. Không phải một hai người, là cả một bầy. Cô ta không ngăn được, cũng không thể nào ngăn được. Nếu thực sự phải đánh, cô ta có 100 cái mạng cũng không đủ để chết. Thế nên khi nói câu này mới cần can đảm. Từ khi tu võ đạo, hình như cô ta chưa từng can đảm đến vậy. Một câu nói thôi, cô ta chỉ mong người kia sống sót. Thích chết à? Cái gọi là kẻ trung lập. Cái gọi là kẻ cứu người với lời thề non hẹn biển. Trong giây phút ấy, cuối cùng chúng cũng bại lộ, hung tàn, độc ác, muốn giết người cướp của. Đột nhiên, trời đất vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Sự thay đổi của đất trời vẫn luôn tồn tại. Trùng hợp thế nào mà đến vào lúc này, bất kể là cô gái tóc xanh, kẻ trung lập, kẻ cướp giật, Triệu Bân hay những cái xác ngổn ngang, đều bị dịch chuyển đi khắp nơi. Tìm đi. Trong thoáng chốc, tiếng hô hào vang lên từ mọi phía. Đùng, uỳnh đùng đùng. Đất trời đỏ thẫm như máu dường như không nghe thấy tiếng hô hào của bao nhiêu người, khắp nơi vang lên tiếng nổ, núi liền như sấm dậy, toàn bộ di chỉ ma vực rung lắc đảo điên. Lại một lần trời đất thay đổi. Đã vậy còn tới tấp, rất dị thường. Dài nhất chưa đến 15 phút. Ngắn nhất chưa đầy vài khoảnh khắc. Nhiều người bị đưa đi mà không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc. Càn khôn của ma vực lại thêm một lần hỗn loạn, không gian gãy nứt liên tục nổ tung, không một dấu hiệu nào. Có người đang đi thì bị cuốn vào khe nứt, có người xui xẻo hơn, vừa gặp lúc trời đất biến thiên nên bị dịch chuyển tới bên trong khe nứt, bị kẽ hở không gian khuấy thành cho bụi. Ngoài ra còn có cả tiên trận của ma vực. Trận pháp tấn công chủ lực thậm chí biết tự vận hành. Lưỡi dao, lưỡi kiếm, biển cả, núi bằng. Đâu đâu cũng gặp, giết chết cả đồng người. Không ai giải thích được biến cố này, chúng ập đến quá đột ngột. Giống như có ai đó đang âm thầm điều khiển. Nguyệt thần tầng liếc mắt nhìn lại một lần, cũng nhìn thấy rất rỡ. Sở di di chi ma vực thành ra như vậy không phải là do ai thao túng, mà bởi số người bị chôn vùi ở đây quá nhiều. Máu của họ, cán hận của họ tập hợp thành một nguồn năng lượng mới, đào lộn càn khôn, quấy dây tiên trận. Trốn mau, tiếng gào thét vang lên. Không ai còn lòng dạ nào đi tìm Cơ Ngân nữa. Cũng không ai còn tâm trí nào mà giết người cướp của nữa. Trốn thoát quan trọng hơn. Ma vực quá kỳ dị, quá đáng sợ. Cái trốn quái quỷ này, họ không muốn ở lại thêm nữa. Cơ Ngân. Có một tiếng hét cực kỳ chói tai. Nó phát ra cô gái tóc xanh, cô ta đang hả hỏng thét gọi. Không một ai đáp lời. Nhưng vận may của cô ta cũng không tệ. Từng có lúc đất trời biến đổi, đưa cô ta và Cơ Ngân dịch chuyển tới cùng một khoảng trời. Nhưng cô ta chỉ nhìn thấy một cảnh tượng bi thảm, vết nứt không gian nuốt mất Cơ Ngân. Kể từ khoảnh khắc đó, cô ta không thấy người kia ra nữa. Cô ta sững sờ,
không hiểu tại sao, trái tim đột nhiên thấy rất đau. Đây sẽ là lần cuối cùng cô ta thấy Cơ Ngân. Nhìn mãi, hai mắt lại thấy mơ hồ. Chỉ vài ba khoảnh khắc thôi, trời đất tiếp tục biến đổi. Xảy ra chuyện gì thế? Có lẽ vì động tĩnh bên trong ma vực quá lớn mà người ở bên ngoài cũng căng thẳng, cố gắng dương mắt nhìn, không biết gì chỉ xảy ra biến cố gì, chỉ biết rằng toàn bộ ma vực đang rung lắc, dư chấn lan ra tới vùng đất ma ở bên ngoài, khói bụi đen ngòm bay ngập trời, vùng đất ma cũng chao đảo. Lão Tổ! Sư Tôn cứu con! Vương Thúc! Không lâu sau đó, họ nghe thấy tiếng kêu gào. Những người này chạy trốn ra khỏi ma vực, ai nấy chật vật vô cùng, vừa lăn vừa chạy, luôn miệng kêu cứu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Họ đang liều mạng trốn chạy ra bên ngoài. Hoàng tử, thiếu chủ, thánh tử, người chi viện từ khắp nơi cũng hô gào. Nhóm của Linh Lung nghe được những tiếng gọi này, họ cũng dự đoán trước và biết rằng cao thủ tiến vào di chỉ ma vực có người của đại hạ thì cũng có người của các nước khác. Phàm là người tiến vào được, đều là nhân tài đỉnh cao. Họ có ý định ngăn lại, thế nhưng lực bất tòng tâm. Nếu muốn trách, phải trách ma vực quá lớn. Nếu muốn trách, phải trách lối vào nhiều vô số kể. Nếu muốn canh chừng, ước chừng phải điều động toàn bộ quân đội đại hạ tới. Họ biết rằng điều này không thể xảy ra. Quân đội phải dùng để trấn giữ biên quan, nếu dám điều binh mà không suy tính kỹ càng, sẽ bị các nước khác bao vây tấn công. Chớ xảy ra chuyện gì đấy. Nhóm người Linh Lung cầu nguyện rồi đợi chờ trong lo lắng. Cùng cảnh lo lắng còn có cao thủ ẩn giấu ở các nước. Ai đã đón được người nhà mình thì lập tức trốn đi. Ai chưa đón được người nhà mình thì còn đang vò đầu bứt tai. Tiếc rằng họ có 10 phần thì 9 phần không đợi được người nhà mình nữa. Bên trong khe nứt không gian. Tàn tích cơ thể của Triệu Bân bị cắt xé hết lần này đến lần khác. Bây giờ đang có xu thế bị tiêu hủy. Sở dĩ nó chưa bị hủy hoại là nhờ Tiểu Kỳ Lân và cây thần tạo hóa. Tiểu Kỳ Lân cống hiến dòng máu nguyên bản, bảo vệ lấy tim mạch và thể phách của Triệu Bân. Cây thần tạo hóa cũng không nhàn rỗi, không ngừng nuôi dưỡng tinh hoa và sinh linh khí. Bởi vì chúng chật vật duy trì mới giữ được tính mạng cho Triệu Bân. Không lâu sau đó, hắn lại từ bên trong khe nứt không gian rơi ra ngoài. Đùng! Đung uỳnh uỳnh, ma vực tối tăm vang lên tiếng nổ mạnh hơn. Trời đất biến đổi, không gian nứt vỡ, tiên trận vận hành khiến di chỉ náo động không ngừng. Cảnh tượng này kéo dài tới tận 3 ngày 3 đêm. Mà người ở bên ngoài cũng đợi ròng rã 3 ngày 3 đêm. Cường giả từ các nước càng đợi càng nôn nóng, họ cứ đi tới đi lui. Cũng nên ra ngoài rồi chứ. Chẳng lẽ là bị chôn ở trong đó thật? E là gặp phải chuyện bất trắc thật rồi. Ở nơi bị mây đen che phủ, những câu nói thế này vang lên rất nhiều. Ta sai rồi, không nên phái các ngươi vào trong đó. Ở bên này, Linh Lung đã lo lắng đến mức mặt mũi trắng bệch. Dương Huyền Tông ở bên cạnh, hai mắt đỏ ngầu, con ngươi như muốn nứt ra. Lâu như vậy rồi vẫn không thấy ra, sợ là đã mất mạng. Ông ta nên ăn nói thế nào với thống soái Ngự Long, với nữ soái Xích Diễm, với Vân Yên? Thời gian trôi đi. Chớp mắt đã là đêm thứ tư rồi. Ma vực bình lặng. Mọi thứ tĩnh lặng. Nhưng cảm giác tĩnh lặng này khiến tất cả mọi người cảm thấy đè nén hơn gấp bội, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ trong lúc không chú ý sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Các vị, đi thôi. Đừng đợi nữa. Có ý gì? Chết hết ở bên trong rồi. Không thể nào. Khắp nơi vang lên những lời thì thầm to nhỏ. Trước đó có người còn sống sót thoát ra được. Đợi khi tới nơi an toàn đã kể hết mọi chuyện bên trong ma vực, bao gồm trận hỗn chiến, thiên kiếp, Cơ Ngân thảm sát, kể rõ tường tận. Tình báo của các nước đều qua lại với nhau. Một bên biết là các bên cùng biết. Thế nhưng, không ai báo với đại hạ. Cơ Ngân, ngươi chết thật đấy à? Bấy giờ cường giả vẫn còn đang đợi của các nước khác mới lùi đi. Ngươi chết cả rồi, đợi gì nữa? Nhanh chóng rời đi thì tốt hơn, tránh để trấn ma ti chặn được. Phải nhanh chóng quay về, nhanh chóng bẩm báo thông tin. Còn về chuyện quyết định thế nào, xem ý kiến cấp trên thôi. Ta sai rồi, không nên để các ngươi đi. Cùng một câu nói, không biết Linh Lung đã nói tới lần thứ bao nhiêu rồi. Người xung quanh, mặt mũi cũng tái nhợt. Các nước đã rút hết rồi, chỉ có bọn họ vẫn còn đang đợi. Đi thôi.
qua hồi lâu mới nghe Tử Y Hầu nói vậy. Cũng chính lão, sau cùng liếc mắt nhìn về phía đó, rồi lập tức quay đi. Nhìn kìa, có người. Tử Y Hầu vừa mới quay đi thì Dương Huyền Tông kinh hãi hô lên. Không chỉ ông ta trông thấy, Linh Lung và các cường giả đại hạ cũng trông thấy. Phóng hết tầm mắt ra xa, trong màn khói đen mờ mịt, có một bóng người chậm chậm hiện ra. Là Triệu Bân, Triệu Bân một tay cõng theo Thiên Vũ máu me đầm đìa, bước chân lảo đảo lắc lư bước ra ngoài. Giữa vùng đất ma mênh mông, bóng dáng tiêu điều của hắn trở nên cô độc và thê lương vô cùng, giống như kẻ may mắn đáng thương bò ra từ trong núi thây biển máu của chiến trường. Ba người tiến vào ma vực, hai người quay về. Trong cơn gió thổi thốc điên cuồng, hắn ngã xuống. Cơ Ngân, Linh Lung và những người khác lao lên. Nhìn hai hậu bối này, không ai không thấy dao động. Rốt cuộc họ đã trải qua khổ nạn cỡ nào mới rơi vào tình cảnh thảm thương thế này, một người chi chít vết thương, một người chỉ thấy lỗ máu, một người căn cơ nứt vỡ, một người chỉ còn nửa cái mạng. Sở Vô Xương đâu? Tất cả mọi người muốn hỏi như vậy. Nhưng không một ai cất tiếng hỏi. Cảnh tượng trước mắt đã là câu trả lời tốt nhất rồi. Chết rồi. Sở Vô Xương chết rồi. Trong Linh Lung phủ, nét mặt của ai cũng tràn đầy lo lắng. Triệu Bân đã được mang về. Hắn nằm ngủ say trên giường, hơi thở mỏng manh, sắc mặt trắng bệch, nhìn thế nào cũng giống một người đang nguy kịch. Khóe miệng hắn liên tục chảy ra máu tươi, nhưng so với máu tươi thì dòng lệ không thể khô trên má hắn còn chói mắt hơn. Hẳn là hắn đang nằm mơ, nhưng đó chắc chắn không phải là một giấc mơ đẹp. Thiên Vũ cũng không khá hơn. Khi Triệu Bân tìm thấy hắn ta thì hắn ta đã là một phế nhân. Căn cơ của hắn ta đã hỏng, cho dù có tỉnh lại thì cũng vĩnh viễn không thể luyện võ được nữa. Trước giường bệnh, Linh Lung và Dương Huyền Tông đứng cạnh nhau thật lâu cũng không nói nên lời. Chuyện xảy ra bên trong ma vực đã được lan truyền khắp nơi bởi những kẻ sống sót. Không nghe thì không biết. Nghe rồi liền không khỏi khiếp hãi. Bọn họ không thể nào ngờ được lại có nhiều người tiến vào ma vực đến như vậy. Người đến từ khắp mọi nơi, khắp mọi quốc gia, người của những dòng truyền thừa ma vực. Tất cả đều đã xuất hiện ở đó. Trong số đó còn có hai ký chủ, một là thân dung ký chủ của rắn tám đầu, hai là ma khôi ký chủ của hung hổ. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được ba hậu bối đã gặp phải những khó khăn gian khổ như thế nào. Trước đội hình nhiều yêu nghiệt như vậy, việc Cơ Ngân và Thiên Vũ vẫn còn sống trở ra ngoài đã là một điều kỳ diệu. Nhưng Sở Vô Xương đã chết trong trận chiến. Ta đã sai. Linh Lung đã lặp lại ba chữ đó rất nhiều lần, cảm thấy vô cùng áy náy. Dương Huyền Tông cũng vậy. Có lẽ trong mắt người ngoài, Cơ Ngân và đồng đội của mình đã lập được một kỷ lục khó tin, chỉ mất một Sở Vô Xương nhưng lại gần như xóa sổ hết thế hệ thiên tài trẻ tuổi của nhiều quốc gia, trở thành những yêu nghiệt thiên tài hàng đầu. Chuyện này cũng giống như chiến tranh giữa các quốc gia. Mà sau trận chiến này, Long Triều Đại Hạ đã có một trận đại thắng. Trong mắt thiên hạ, đây quả thực là một chiến thắng vĩ đại. Đánh hay lắm. Trên đường phố đế đô đã tràn ngập những tiếng hoan hô. Cơ Ngân Thiên Tông quá lợi hại. Thiên kiếp có 102, lại còn có thánh thú Kỳ Lân. Trời ạ, ta thật sự không dám tưởng tượng. Còn có trạng thái bất tử bất diệt kia nữa, đúng là quá bá đạo. Năm dòng truyền thừa của ma vực đã bị giết hết 4 dòng. Chín hoàng tử của Đại Nguyên đã bị tiêu diệt 2 người, thái tử thân dung của Vương Triều Hắc Long cũng đã bị giết, ngoài ra còn có thánh tử Huyết Y Môn. Ngay cả hai con mãnh thú hồng hoang là rắn tám đầu và thái thượng hung hổ cũng đã đều bị đánh thành cho bụi. Bất cứ chỗ nào có người là chỗ đó đều có những tiếng bàn tán hết sức sôi sục. Bầu không khí vui sướng dạt dào. Thậm chí còn có rất nhiều nhà răng đèn kết hoa. Đây chỉ mới là ở đế đô. Ở khắp các tòa cổ thành trong đại hạ cũng đều đang nói về chuyện này. Tất cả mọi người đều đang nói về sự tích truyền kỳ của Cơ Ngân bên trong ma vực, nếu như không có những kẻ còn sống truyền ra ngoài thì chỉ có quỷ mới biết được bên trong ma vực có cất giấu nhiều bảo bối đến như vậy, hơn nữa còn xảy ra nhiều chuyện kinh thiên động địa đến như vậy. Nhân tài ở trong Triều Long đại hạ quả thật có rất nhiều. Thậm chí lúc đó hai ký chủ của đại hạ là Long Phi và Ân Minh còn không tiến vào ma vực. Nếu như cả hai người đó cũng tiến vào thì mọi chuyện chắc chắn sẽ còn náo nhiệt hơn nữa. Đêm nay ở Thiên Tông không có ai ngủ được, người nào cũng tụm năm tụm ba lại bàn tán. Những tiếng khiếp sợ vang lên không ít. Cũng có rất nhiều tiếng hoan hô.
Đồ nhi của ta mạnh như vậy sao? Trên đỉnh Tử Trúc, Vân Yên đã đứng một mình trầm ngâm rất lâu. Là sư phụ của Cơ Ngân, cô ta là người bị sốc nặng nhất, các đệ tử khác cùng thế hệ với Cơ Ngân cũng đều lộ vẻ tự giễu, thực lực của bọn họ vẫn còn kém hắn quá xa, ngay cả đám kẻ thù của Cơ Ngân cũng đều nghiến răng nghiến lợi. Cơ Ngân, người còn có thể cho ta bao nhiêu bất ngờ? Người duy nhất đang nở nụ cười âm hiểm chính là Ân Minh, hai mắt của hắn ta dường như đã bùng lên ngọn lửa. Chờ xem. Khi Cơ Ngân hồi phục, giữa họ sẽ có một cuộc chiến. Cơ Ngân có thể đánh bại rắn tám đầu cùng hung hổ cũng không có nghĩa là hắn có thể đánh bại một nửa sức mạnh cửu vĩ bên trong cơ thể Ân Minh. Phải biết rằng chiến lực của rắn tám đầu cùng thái thượng hung hổ lúc này còn kém hơn 1/10 thời kỳ đỉnh cao của chúng. Đánh hay lắm. Tiếng hoan hô kéo dài suốt đêm. Hai. Giữa những tiếng reo hò, còn có cả những tiếng thở dài. Trong trận chiến này, tuy giành được thắng lợi to lớn nhưng đại hạ cũng bị tổn thất nhân tài nghiêm trọng. Sở Vô Xương chết trận. Thiên Vũ trở thành phế nhân. Cơ Ngân mạnh nhất cũng chỉ còn nửa cái mạng. Cầu cho linh hồn của ngươi được lên trời. Không ít người già cầm bầu rượu rót xuống đất để tế nguyện vong linh Sở Vô Xương. Phủ đệ Sở gia đã treo lụa trắng. Cả Sở gia đều tràn ngập nỗi bi ai. Không có lễ tang. Họ đang chờ Cơ Ngân tỉnh lại, chờ thi thể của Sở Vô Xương. Đêm dài không hề bình yên. Nếu nói trước đây Cơ Ngân chỉ nổi tiếng ở Đại Hạ, thì sau trận chiến ở Ma Vực, tên tuổi của hắn đã nổi tiếng khắp thế gian. Tất cả các quốc gia khác đều nổi sóng. Giết chết Cơ Ngân. Không chết không ngừng. Mệnh lệnh này đã nhanh chóng được truyền khắp tám vương triều lớn. Liên minh tám vương triều lớn đã thuê sát thủ La Sinh Môn ám sát Cơ Ngân. Bọn họ không mời cao thủ địa tạng mà mời thẳng tới cao thủ chuẩn thiên. Đây gọi là lệnh ám sát của tám vương triều lớn. Nghe đồn ngay cả môn chủ La Sinh Môn cũng đã hành động. Khi tin tức này được lan truyền ra, thế nhân đều khiếp sợ. Chưa từng có ai nhìn thấy môn chủ La Sinh Môn. Nhưng thế nhân đều biết các đời môn chủ La Sinh Môn đều đạt tới cảnh giới thiên võ. Môn chủ La Sinh Môn thế hệ này chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ. Nếu như người đó ra tay, Cơ Ngân chắc chắn sẽ chết. Cho dù người đó không ra tay thì Cơ Ngân cũng sẽ không được sống yên ổn. Sát thủ La Sinh Môn có mặt ở khắp mọi nơi, xuất quỷ nhập thần. Chỉ cần có thể chi tiền cho bọn chúng thì ngay cả hoàng đế của các quốc gia bọn chúng cũng dám đi ám sát. Nếu như bị người của La Sinh Môn để ý thì ngủ cũng không dám nhắm mắt. Vẫn chưa hết. Sau lệnh ám sát còn có lệnh điều binh khiển tướng. Tám vương triều lớn đã hợp nhất để tấn công Đại Hạ. Một cuộc chiến đã bắt đầu. Chiến tranh đã xảy ra ở tất cả các biên giới lớn của Đại Hạ. Đáng chết. Quỷ Minh, Phô Mi Đạo Nhân, U Tuyền Lão Tổ đều tức giận. Bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đoạt quyền. Thế mà tám vương triều lớn lại liên thủ công phạt Đại Hạ, khắp các biên quan đều có tin báo nguy, trong thời khắc mấu chốt này ba người bọn họ không thể trở mặt với Đại Hạ Hồng Uyên. Hiện tại tốt nhất là nên hợp lực chống lại các thế lực bên ngoài. Về phần đoạt quyền, phải tạm thời gác lại. Bên trong Linh Lung Phủ có rất nhiều quân hoàng ảnh vệ. Tất cả quân ở đây đều có cảnh giới địa tạng đỉnh phong trở lên. Tất nhiên bọn họ ở đây là để bảo vệ Cơ Ngân. Linh Lung đã ra lệnh, ngoại trừ cô ta và Dương Huyền Tông thì không ai được tới gần phòng của Cơ Ngân. Dù vậy cô ta vẫn biết rõ nếu như môn chủ La Sinh Môn thật sự đích thân ra tay thì quân hoàng ảnh vệ cũng không thể ngăn cản được, đừng nói đến quân hoàng ảnh vệ, ngay cả sư phụ Đại Hạ Hồng Uyên của cô ta ở trạng thái đỉnh cao cũng có khi không ngăn cản được. Tất cả mọi chuyện chỉ vì Cơ Ngân ở Ma Vực đã gây ra động tĩnh quá lớn. Liên minh tám vương triều lớn kết hợp. Thực sự có thể mời được môn chủ La Sinh Môn xuống núi. Những điều này Triệu Bân tất nhiên không biết, hắn cũng không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng hơi thở của hắn đã dần ổn định, tái sinh lực cũng đã dần dần tái tạo lại cánh tay bị đứt, không có vấn đề gì nghiêm trọng, việc hắn hồi phục chỉ còn là vấn đề thời gian. Dưới ánh trăng, Ma Vực đã trở thành đống đổ nát. So với sự hỗn loạn trước đây, ở đây bây giờ yên tĩnh đến chết người. Không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người áo đen xuất hiện. Đó không phải ma quỷ. Cẩn thận xem xét thì đó chính là mặt quỷ tà niệm. Cơ Ngân, ta nên cảm ơn ngươi. Phản chiếu dưới ánh sao mờ ảo là một khuôn mặt vặn vẹo đang nở nụ cười kỳ dị.
Nó đứng trên mặt đất cháy đen như một bóng ma lơ lửng, không biết nó đã dùng bí pháp gì mà lại lấy ra được máu huyết từ trong bùn đất, đó đều là máu của các yêu nghiệt thiên tài đã ngã xuống tại nơi đây, còn có xương máu đang dập dờn bay trên không trung, tất cả máu huyết bên dưới lẫn xương máu bên trên đều hòa vào bên trong thân thể hư ảo của nó, sau đó dần dần luyện ra cho nó một thân thể có máu thịt thật sự. Rắn tám đầu, thái thượng hung hổ. Ta sẽ cho các ngươi được tái xuất tại nhân gian. Mặt quỷ nở nụ cười quỷ dị, trong mắt lóe ra hung quang, so với lệ quỷ lại càng sắc lạnh hơn. Màn đêm lại lặng lẽ buông xuống. Linh lung phủ trước sau vẫn hết sức vắng lặng. Trong linh lung phủ, mặc dù bên ngoài có rất ít người nhưng bên trong lại âm thầm bộc phát rất nhiều khí tức. Tất cả đều là khí tức của cao thủ từ cảnh giới địa tạng đỉnh phong trở lên, bọn họ bị điều tới nơi đây tất nhiên là để bảo vệ cơ ngân. Nếu không có chuyện xảy ra thì bọn họ sẽ luôn ẩn thân. Bọn họ cũng đều đang nghĩ về câu chuyện truyền kỳ của cơ ngân. Xét trong thế hệ này, chiến tích của cơ ngân hoàn toàn nghiền áp bọn họ. Đừng nói tới bọn họ, ngay cả đại hạ Hồng Nguyên cùng bất diệt ma quân ở độ tuổi của cơ ngân cũng không bá đạo như hắn. Cho dù bọn họ bị điều tới đây để bảo vệ cơ ngân thì cũng không vì thế mà mất đi tư cách tiền bối. Phải biết rằng sau này cơ ngân chắc chắn sẽ là một tồn tại siêu việt như đại hạ Hồng Nguyên, cũng sẽ là trụ cột của triều Long đại hạ. Không thể để hắn bị bóp chết khi còn ở trong nôi. Bên trong linh lung phủ yên bình nhưng bên ngoài thì hết sức náo nhiệt. Lệnh ám sát của tám vương triều lớn đã được hạ xuống, đế đô lúc này đang dậy sóng. Không cần hỏi cũng có thể biết được ở đây hiện đang có rất nhiều cường giả đến từ tất cả các quốc gia. Sát thủ La Sinh Môn cũng đang lục tục chạy tới. Tuy nhiên, vẫn chưa có kẻ nào dám manh động. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của đại hạ, là đế đô của đại hạ. Nếu như dám tùy tiện ra tay thì sợ rằng không có được mấy người có thể thoát ra ngoài, đừng quên Hồng Uyên cùng Hồng Tước vẫn đang trấn thủ tại đế đô, nếu như kinh động tới bọn họ thì chỉ có cường giả thiên võ tới đây mới có thể cứu được bọn chúng. Trong phòng, Triệu Bân vẫn đang ngủ yên. Sau mấy ngày ngủ say, tái sinh lực của hắn vẫn không ngừng hoạt động, cánh tay của hắn đã thành hình và liền sẹo nhưng sắc mặt của hắn vẫn khá nhợt nhạt, ánh mắt vẫn còn mơ hồ. Ngươi định đánh một trận rồi nghỉ đánh luôn hay sao? Ngươi là con gà trọi à? Nguyệt thần bắt đầu mắng, cô ta cũng đang mắng lời nguyền rủa của thần. Lời nguyền đến một cách tự nhiên và không ngừng nghỉ. Mỗi khi cô ta muốn làm chuyện gì thì lời nguyền của thần sẽ lựa thời cơ mà giáng xuống đầu cô ta tới tấp. Nếu không có chúc phúc của thần gánh bớt thì một mình cô ta cũng không thể gánh chịu được lời nguyền này. Cô ta vốn tưởng rằng nếu như mình khống chế được thần thức của Triệu Bân thì sẽ có thể yên tâm ngưng tụ thần hồn. Đợi hắn về già, trở về thế gian thì cô ta cũng có thể trở về bài vị của mình. Không ngờ kết quả lại thành ra như thế này. Không đáng không chịu được, hỏi có đáng tức giận hay không. Không những đánh mà còn phải đánh thật nặng. Nếu cô ta gánh không nổi, tất cả sẽ kết thúc. Cũng giống như lần này, Triệu Bân chỉ bị đứt lìa một cánh tay. Nhưng nếu như lại trúng thêm dư uy của lời nguyền thì Triệu Bân chắc chắn sẽ nổ tung thành cho bụi. Nguyệt thần không mắng thì tốt rồi. Cô ta càng mắng thì lời nguyền lại càng công phạt nặng hơn. Có phải ta đã nể nang ngươi quá rồi không? Nguyệt thần mắng lớn, cực kỳ tức giận. Hoặc cũng có thể nói, cô ta bị đánh liên tục tới mức phải tức giận. Thực tế bọn họ còn chống đỡ được đến tận lúc này đều nhờ vào chúc phúc của thần. Nếu như không có nó trấn áp tình hình thì Nguyệt thần sớm đã bị tiêu diệt bởi vì lời nguyền quá mạnh mẽ, nói cách khác là vị thần tạo ra lời nguyền này quá mạnh mẽ, đến nay Nguyệt thần cũng không đoán ra là vị thần nào đã nguyền rủa mình. Bên trong cõi U Minh vẫn đang diễn ra đại chiến ầm ĩ. Đáng tiếc, người bên ngoài không thể nghe thấy. Triệu Bân đang ngủ thỉnh thoảng sẽ lại kêu rên đau đớn. Đêm đó, hắn đã tỉnh. Mở mắt ra. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn lên mái nhà. Ngủ say nhiều ngày, quanh miệng hắn đã mọc ra rất nhiều râu, hắn đã trải qua một cơn ác mộng rất dài, trong mộng tràn đầy những tiếng kêu rên cùng máu thịt văng tung tóe, nhiều đến mức giống như đang ở địa ngục. Một lúc lâu sau ý thức của hắn mới minh mẫn trở lại. Tỉnh rồi. Linh Lung đang ở đó. Ngoài cô ta thì còn có Dương Huyền Tông. Triệu Bân chỉ nhẹ gật đầu. Linh Lung dường như muốn nói gì đó lại thôi. Hầu như ngày nào cô ta cũng đến đợi cơ ngân thức dậy. Cô ta có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Triệu Bân. Dù gì thì tin đồn cũng chỉ là tin đồn, hơn nữa chúng còn được truyền đến từ các thế lực khác. Cô ta chỉ muốn nghe cơ ngân nói,
chẳng hạn như chuyện gì đã xảy ra ở Di Chỉ Ma Vực, Sở Vô Xương đã chết như thế nào, làm thế nào cơ ngân có thể trở lại trạng thái bình thường, trạng thái bất tử bất diệt của cơ ngân là như thế nào. Cô ta có rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, thấy Triệu Bân vẫn còn suy sụp cho nên cô ta đành phải kìm nén tâm tư. Vẫn phải để cho tên tiểu bối này có thời gian vơi bớt thương tâm. Sở Vô Xương không chỉ là chiến hữu của hắn mà giữa hai người còn có một đoạn tình duyên thế nhân không hề hay biết. Thân là tiền bối, có một số việc cô ta vẫn có thể nhìn ra được. Sở Vô Xương đâu? Linh Lung không hỏi không có nghĩa là Dương Huyền Tông sẽ không hỏi. Triệu Bân vẫn im lặng, lấy ra quan tài băng ngọc. Sở Vô Xương nằm ở bên trong giống như một bức tượng băng, máu từ khóe miệng trào ra và nước mắt từ khóe mắt đều đã trở thành băng giá. Hẳn là cô ta ra đi rất bình yên cho nên trên gương mặt mới còn đọng lại nụ cười thản nhiên. Lần này, Linh Lung và Dương Huyền Tông đều trầm mặc. Chính hai người bọn họ đã để cơ ngân và hai tiểu bối này bước vào ma vực. Ba người bước vào nhưng chỉ có hai người trở ra. Hai người bọn họ phải chịu trách nhiệm cho cái chết này. Trong ma vực không có đan bất lão. Sự yên tĩnh đến tột cùng cuối cùng cũng bị lời nói của Triệu Bân phá vỡ, giọng của hắn khàn đục. Dứt lời, hắn thu lại quan tài băng ngọc. Lá rụng về cội. Hắn phải mang con gái Sở gia trở về Sở gia. Linh Lung không phản đối. Dương Huyền Tông tất nhiên cũng không phản đối. Tinh rối sao, nhìn thấy Triệu Bân đi ra khỏi phòng. Các cường giả đại hạ đang ẩn thân trong bóng tối đều chấn kinh. Tuy nhiên bọn họ cũng không hiện thân, chỉ âm thầm đi theo hắn. Triệu Bân đi tới đâu, bọn họ sẽ bí mật theo sau tới đó để bảo vệ. Đây cũng là mệnh lệnh tuyệt đối của Linh Lung. Người chết không còn nữa, nhưng người sống vẫn còn cần một thời gian dài để vượt người giống như cơ ngân không thể chết. Hắn là tương lai của đại hạ. Cho dù bọn họ có phải đối đầu với toàn bộ La Sinh Môn thì cũng phải bảo vệ được hắn chu toàn trời ao, đó là cơ ngân phải không? Chính là hắn. Đường phố đế đô vốn náo nhiệt, bây giờ vì Triệu Bân lại càng trở nên náo nhiệt hơn nữa. Hôm nay cơ ngân Thiên Tông đã trở thành một thần thoại. Truyền thuyết về hắn đã truyền khắp mọi ngóc ngách của đại hạ. Quá mạnh mẽ, quá đáng sợ, đúng là yêu nghiệt nghịch thiên. Những tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Những câu này thế nhân không biết đã nói bao nhiêu lần, đêm nay bọn họ lại còn nói với kiểu cách rất long trọng. Có rất nhiều người vì hắn mà họ hét hoan hô, chẳng khác nào đang chào đón một đại anh hùng. So sánh với cơ ngân trong trạng thái cải lão hoàn đồng thì cơ ngân trong trạng thái bình thường vẫn thuận mắt hơn, thứ duy nhất không hoàn mỹ chính là khuôn mặt quá đại chúng của hắn, dù vậy vẫn có rất nhiều nữ tử thế gia chớp chớp đôi mắt đẹp lúng liếng khi nhìn thấy hắn. Từ xưa anh hùng đã khó qua ải mỹ nhân. Lời này cũng có thể áp dụng ngược lại. Thế nhưng không có ai dám lại gần hắn. Bởi vì sát khí mà Triệu Bân bộc phát ra quá nồng đậm. Hắn phải giết rất nhiều người thì mới có thể bộc phát ra được sát khí bậc này. Trong ma vực có vô số người đã chết trong tay hắn, trong đó có cả những người bị thiên kiếp của hắn đánh chết. Thiên kiếp của hắn giết người tức là hắn đang giết người, đã giết người thì liền sẽ có sát khí ngưng tụ, khắc sâu vào xương cốt và linh hồn. Vì vậy, thế nhân không chỉ nhìn hắn với sự tôn trọng mà còn nhìn hắn với sự sợ hãi. Triệu Bân như người qua đường lặng lẽ đi qua. Hắn có nghe những tin đồn về mình. Khi đi ngang qua cầu vòm, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy phủ đệ Sở gia. Hàng vạn ngọn đèn đang thắp sáng sâu bên trong sương mù. Nhưng những ngọn đèn ngày hôm nay trông trắng và chói mắt hơn thường ngày rất nhiều. Bởi vì lụa trắng dành cho đám tang đã được treo lên. Vô Xương, về nhà rồi. Đến trước cửa phủ đệ Sở gia, hắn lẩm bẩm nói. Không một ai ngăn cản hắn, cũng không một ai dám ngăn cản hắn. Trước sảnh lớn Sở gia đã có rất nhiều người. Tất cả đều mặc y phục trắng. Những đứa trẻ khóc rấm rứt. Lớp người già mặc dù đã cố gắng kiềm nén nhưng vẫn không thể kiềm được nước mắt chảy ra. Hắn nhìn thấy trưởng tộc Sở gia, cũng nhìn thấy lão tổ Sở gia. Trong trí nhớ của hắn, cả hai người đều rất oai hùng. Bây giờ gặp lại, hắn thấy tóc của ai cũng đã bạc phơ, thân người cúi gầm, tiểu tụy không chịu nổi, giống như đều đã mắc phải bệnh hiểm nghèo. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Không có nỗi đau nào trên thế gian đau hơn nỗi đau này. Ông, Triệu Bân một lần nữa lấy quan tài băng ngọc ra. Con gái. Lúc này, cảm xúc bị kiềm nén và nỗi đau của toàn bộ Sở gia cuối cùng cũng trào ra.
họ quỳ xuống trước quan tài, từng người một khóc nức nở. Tiếng khóc tràn ngập Sở gia, còn truyền khắp đế đô. Tất cả mọi người nghe thấy đều ngưng trọng, sau khi thở dài một hơi thì đều cầm lấy bình rượu rót xuống đất. Ta xin lỗi. Triệu Bân đứng ở đó rất lâu mới lên tiếng, không biết là đang nói với Sở Vô Xương hay là nói với người của Sở gia. Không ai trách hắn. Sở Vô Xương không trách hắn. Sở gia cũng sẽ không trách hắn. Có nhiều yêu nghiệt tiến vào ma vực đến như vậy, bọn họ đều có thể tưởng tượng được những khó khăn gian khổ mà ba người Triệu Bân gặp phải. Hắn có thể mang thi thể của Sở Vô Xương về an táng thì bọn họ đã vô cùng cảm kích rồi, làm sao còn đi trách hắn nữa. Nửa đêm, Triệu Bân mới lặng lẽ xoay người. Hắn khoác hắn bào, tựa như một cô hồn dã quỷ lang thang trên đường phố đế đô. Trong bóng tối, có quá nhiều người đang theo dõi hắn. Có sát thủ La Sinh Môn, có cường giả đến từ các quốc gia khác, cũng có người của Hoàng Ảnh Vệ. Một bên ám sát, một bên bảo vệ. May mắn thay, tất cả đều ổn. Cường giả của các quốc gia khác cùng với sát thủ La Sinh Môn xem như vẫn còn có đầu óc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không thì đế đô sẽ trở thành nơi chôn xác của bọn chúng. Triệu Bân đi tới Thanh Lâu, lặng lẽ bước vào. Tên nhóc này thật sự không có lương tâm. Những cường giả âm thầm đi theo bảo vệ hắn không khỏi thở dài. Hắn vừa mới mang thi thể Sở Vô Xương trở về thì đã liền chạy tới Thanh Lâu uống rượu, chẳng lẽ hắn lại vô lương tâm đến vậy sao? Bọn họ không biết nếu như Sở Vô Xương vẫn còn sống thì có lẽ cô ta cũng sẽ vào đó cùng với hắn. Vẫn là căn phòng đó. Khi Triệu Bân đẩy cửa bước vào thì trên bàn vẫn còn hai vò rượu, hẳn là Đao Vô Ngân đã để sẵn ở đó. Triệu Bân có thể ngửi thấy khí tức còn sót lại của Đao Vô Ngân. Chắc ông ta đã ở đây nhưng đã rời đi trước. Triệu Bân dập nến, lấy kính viễn vọng ra. Tầng 9 hình tháp đang sáng đèn, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình đang đứng trước cửa sổ nhìn về hướng nam, chắc là bà ấy đang nhìn về phía thành vong cổ nhưng rồi lại vô tình liếc mắt nhìn sang Thanh Lâu. Máu mủ tình thâm, giữa mẹ con luôn có một mối liên hệ rất thần kỳ. Thật không may. Bà ấy không thể nhìn thấy con mình. Không biết Triệu Bân đã đặt kính viễn vọng xuống từ lúc nào. Hẳn là mẹ hắn rất mệt mỏi. Hoặc là trên người của bà ấy đã bị phong ấn, khi phong ấn tới thời hạn thì bà ấy sẽ phải nặng nề chìm vào giấc ngủ. Triệu Bân ngồi vào bàn, cầm lấy rượu Đao Vô Ngân để lại, một mình uống cạn trong bóng tối. Không biết từ lúc nào mà hắn lại đặc biệt thích bóng tối. Bởi vì chỉ trong bóng tối hắn mới dám xé bỏ lớp ngụy trang của mình. Rượu của Đao Vô Ngân để lại rất mạnh. Hắn còn chưa hết say thì đã rời đi trong bóng đêm. Thanh Lâu vào ban đêm rất náo nhiệt, tấp nập người ra kẻ vào. Rời khỏi Thanh Lâu, Triệu Bân đứng yên vị ở đó, vô thức nhìn xung quanh. Hắn luôn cảm thấy rằng dường như còn thiếu một cái gì đó. Thiếu cái gì? Thiếu một người. Trước đây mỗi khi ra khỏi Thanh Lâu thì hắn đều sẽ gặp tiểu thư Sở gia. Lần này không còn bóng dáng xinh đẹp đó chờ hắn nữa. Hắn vô thức ngước nhìn lên bầu trời đầy sao bao la. Khi con người chết đi, họ biến thành những ngôi sao trên bầu trời. Sau này khi sao trăng sáng tỏ ngươi có ngước nhìn ta không? Những lời nói trước khi chết của Sở Vô Xương vẫn còn vang lên bên tai hắn. Nhưng hắn không biết ngôi sao nào mới là Sở Vô Xương. Đế đô phồn hoa, Thanh Lâu tấp nập người đến kẻ đi. Chỉ có Triệu Bân như một khúc gỗ lẳng lặng đứng ở đó, lẳng lặng nhìn lên bầu trời sao, khiến cho người qua đường đều phải nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, cái tên này bị bệnh rồi sao? Sao lại đứng nhìn chằm chằm lên bầu trời vậy? Phong, hắn đang nhìn bầu trời chăm chú đến mức không biết rằng có người đã phong ấn hắn. Hắn bị một tấm bùa màu vàng phong ấn, cấp bậc của bùa không hề thấp. Có thể phong ấn chân nguyên cùng đan hải của hắn. Thiên nhãn của hắn cũng bị phong ấn. Người ra tay là hai lão già, một đen một trắng. Họ đều là người của Linh Lung Phủ. Người áo đen là Hắc Huyền Lão Đạo. Người áo trắng là Lão Bạch Huyền Lão Đạo. Bọn họ phong ấn cơ ngân cũng là vì mệnh lệnh của Linh Lung. Cái tên này chỉ được ở trong đế đô chứ nếu hắn chạy lung tung ra ngoài đế đô thì có một số việc bọn họ không thể nào giải quyết được. Cho nên sau khi hắn đem thi thể Sở Vô Xương trở về Sở gia thì phải nhanh chóng mang hắn về Linh Lung Phủ. Đương nhiên, vẫn còn có một lý do khác, không cho hắn trở về Thiên Tông. Thiên Tông hôm nay không thích hợp để cơ ngân quay lại. Âm Minh vẫn đang đợi hắn.
với tính cách của Cơ Ngân, hắn chắc chắn sẽ đi tìm Ân Minh liều mạng, bởi vì Ân Minh đã đánh tàn phế bạn bè của hắn. Cơ Ngân rất mạnh, ở ma vực hắn đã đánh bại hung hổ ma khôi cùng rắn tám đầu thân dung, nhưng phải biết rằng, hung hổ cùng rắn tám đầu lúc đó đều đã suy yếu, chiến lực không bằng 1/10 thời kỳ đỉnh cao. Ân Minh thì khác. Hắn ta đã nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều ngày, một nửa sức mạnh cửu vĩ trong người hắn ta hoàn toàn có thể thoải mái đánh diệt Cơ Ngân. Dù sao cũng không ai biết trạng thái bá đạo nhất của Cơ Ngân có thể tùy ý mở ra hay không. Ngay cả khi hắn có thể tùy ý mở ra trạng thái bá đạo thì có lẽ cũng sẽ không thể đánh lại Ân Minh. Cuối cùng, hành động của Linh Lung đều là để bảo vệ tên nhóc này. Tại sao lại phong ấn ta, Triệu Bân cau mày. Linh Lung sư muội cho mời, hai vị trưởng lão mỉm cười, cưỡng chế mang hắn đi. Ở sâu trong Linh Lung phủ có một rừng trúc tím tĩnh lặng. Bình thường Linh Lung đều tu luyện ở đây. Khi Triệu Bân được đưa đến, Linh Lung đã đợi sẵn trong đình nghỉ mát. Ngồi đi. Linh Lung khẽ nói, tự tay pha một bình trà đắng. Triệu Bân không trả lời, chỉ ngồi đối diện với Linh Lung. Trong vài ngày tới, ngươi sẽ tu luyện ở đây, Linh Lung nói. Ta còn có chuyện phải làm, Triệu Bân nói giọng khàn khàn. Hắn còn có việc phải làm, cứu mẹ mình, tìm đèn trường minh, đánh thức Liễu Tâm Như. Có rất nhiều điều đang chờ hắn đi làm. Cái gọi là tính tu, đối với hắn mà nói dường như chẳng có ích lợi gì. So sánh với việc tính tu, hắn nghĩ mình phải trải qua sinh tử đại chiến thì mới có thể lột xác. Tám vương triều đã hạ lệnh ám sát, ta không thể để ngươi đi ra ngoài, Linh Lung nhàn nhạt nói. Tám vương triều đã hạ lệnh ám sát, Triệu Bân nhíu mày. Linh Lung không giải thích, nghĩ rằng tự Triệu Bân cũng có thể đoán ra. Quả thực, sau khi Triệu Bân buộc miệng hỏi xong thì liền không hỏi tiếp nữa. Không sai, hắn đã giết nhiều yêu nghiệt thiên tài như vậy, trong đó toàn là hoàng tử của các vương triều, thiếu chủ của các gia tộc lớn, nhân tài của các quốc gia hàng đầu. Giống như Thân Dung, hắn ta là ký chủ của rắn tám đầu, cũng chính là thái tử của vương triều Hắc Long, một người kế thừa ngai vàng trong tương lai đã bị Triệu Bân tiêu diệt, vương triều Hắc Long có thể bỏ qua cho hắn mới là lạ. Hầu hết các vương triều khác cũng vậy. Còn có không ít truyền nhân của các gia tộc ẩn giật lớn đã bị hắn giết, gia tộc của bọn chúng không muốn trả thù hắn mới là lạ, nếu như hắn đoán không sai thì tám vương triều lớn không chỉ phải cao thủ của nước mình đến giết hắn mà còn thuê thêm sát thủ La Sinh Môn có cảnh giới cao đến giết hắn. Những người này chỉ muốn hắn bước ra khỏi đế đô mà thôi. Một khi hắn bước ra khỏi đế đô thì bọn họ sẽ không do dự mà giết chết hắn. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Tám vương triều lớn hạ lệnh ám sát, xưa nay chưa từng có. Linh Lung nói rồi rót một tách trà cho Triệu Bân. Triệu Bân im lặng. Hắn nên cảm thấy vinh hạnh. Tuy nhiên, hắn sẽ không bao giờ sợ hãi. Nếu như tám vương triều lớn dám động đến vảy ngược của hắn thì hắn cũng không ngại phá nát thiên hạ này. Lời này có lẽ hắn đã quá phóng đại, bởi vì thực lực của hắn hiện tại chỉ mới đạt tới địa tạng tầng 1. Tuy nhiên, hắn vẫn còn trẻ, vẫn còn có nhiều thời gian. Rồi sẽ có một ngày hắn trở thành cường giả chuẩn thiên, hơn nữa còn có thể đạt đến cảnh giới thiên võ. Chọc đến hắn, hắn cũng không ngại đại khai sát giới. Nguyệt Thần nói không sai, trong một thế giới mà chỉ có kẻ mạnh được tôn trọng, thì nắm đấm mới chính là đạo lý. Bất tử bất diệt, đó là trạng thái gì vậy, Linh Lung lại nói. Ta không biết, Triệu Bân nhẹ lắc đầu. Hắn đã xem qua thiên thư huyền môn nhưng bên trong đó cũng không có viết về điều này, hắn chỉ biết trạng thái đó vô cùng bá đạo, nếu như không có trạng thái bất tử bất diệt đó thì hắn đã sớm mất mạng rồi. Sau này hắn đã cố mở trạng thái đó ra một lần nữa nhưng vô ích. Hắn không nói dối, Linh Lung thầm nghĩ. E rằng ngay cả bản thân Cơ Ngân cũng không biết đó là trạng thái gì. Cũng chỉ có thể trách võ đạo bác đại tinh thâm. Có một số trạng thái quái dị mà ngay cả chủ nhân của nó cũng không thể giải thích được. Cơ thể con người có tiềm năng vô hạn. Những gì họ biết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Có rất nhiều bí ẩn còn chưa được khám phá. Nghỉ ngơi trước đi. Linh Lung để lại một lời rồi quay người rời đi. Còn những nghi vấn khác, tạm gác lại để ngày sau hỏi. Bây giờ tốt hơn hết là không nên đề cập đến chuyện ở ma vực, đó chính là vết sẹo lớn của Cơ Ngân. Cho dù có tò mò đến đâu thì cũng không thể sát muối vào vết sẹo của người ta. Thiên Vũ sư huynh đâu, Triệu Bân hỏi. Thiên Vũ vẫn đang ngủ,
nếu như tỉnh lại thì ta sẽ bảo hắn đến tìm ngươi, Linh Lung đáp. Triệu Bân hít sâu một hơi. Ngày đó khi hắn tìm thấy Thiên Vũ thì thương thế của Thiên Vũ đã rất nặng, căn cơ đều đã bị phá hủy, sợ rằng cho dù có tỉnh lại thì cũng sẽ trở thành một phế nhân. Hắn không biết tẩy tủy dịch cân kinh của mình có thể giúp cho Thiên Vũ tái tạo lại căn cơ hay không. Hắn có nhu cầu gì thì cứ đáp ứng hết cho hắn. Khi rời khỏi rừng trúc, Linh Lung đã để lại lời nhắc cho Hắc Huyền và Bạch Huyền. Nghe ý tứ của câu này thì dường như cô ta thật sự muốn giam cầm Cơ Ngân ở đây cả 10 năm. Tất cả đều đáp ứng. Linh Lung đi rồi, để lại sau lưng hai lão già một đen một trắng đang cau mày thật chặt. Hai lão già đều đang nghĩ những chuyện bậy bạ trong đầu. Nếu như cái tên nhóc này muốn có cô nương nào đó bầu bạn thì chẳng phải chúng ta cũng phải mang tới cho hắn hay sao? Nếu như tên nhóc này muốn tìm Hoàng Phi tâm sự thì chẳng lẽ chúng ta cũng phải đem Hoàng Phi tới cho hắn hay sao? Tại sao bọn ta lại không có được đặc quyền này chứ? Hai lão già vuốt râu, bắt đầu nhớ lại quá khứ. Ai ra, chắc là sẽ bị đánh chết. Phá! Trong rừng trúc, Triệu Bân đã phá được phong ấn. Phong ấn thiên nhãn cũng đã bị hắn phá được. Mặc dù hắn đã nói sẽ ở lại đây nhưng thật ra hắn sẽ... Mặc dù hắn đã nói sẽ ở lại đây nhưng thật ra hắn sẽ không ở lại đây. Hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Dù phong ấn đã bị phá nhưng hắn vẫn không bước ra khỏi Riêng Trúc Tím. Bởi vì xung quanh Riêng Trúc Tím có một màn nước phong ấn, nếu muốn bước ra khôi rừng trúc thì màn nước sẽ tự động biến hóa đây hắn trẻ lại. Hắn đã thử phá màn nước nhưng ngay cả vạn kiếm quy nhất cũng bị màn nước hấp thụ dễ dàng. Thuật độn thể hay bay lên trời cũng không thể dùng đích. Thậm chí ngay cả thiên nhãn thuấn thân cũng không thể giúp hắn dịch chuyển ra ngoài. Không gian. Triệu Bân vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào màn nước. Đừng trông thủy mạc mềm mại thanh mát, trên thực tế nó là một loại trận pháp không gian, khả năng tấn công mạnh mẽ, chuyên dùng để nhốt người. Tất nhiên cũng có thể dùng để phòng ngự. Người bên ngoài muốn tiến vào, ví dụ như sát thủ của La Sinh Môn, cũng phải phá vỡ thủy mạc trước mới được. Trừ phi có phương pháp mở cửa. Đúng là đánh giá thấp đồ đệ của Hồng Uyên rồi, bên trong phủ đệ còn giấu một bí trận như thế này, đến cả thiên nhãn thuấn thân cũng bị ngăn lại. Tiếc rằng phân thân ở bên ngoài của hắn đã bị hủy hoại hết trong lúc độ thiên kiếp rồi, trước đó quên hóa ra cái mới, không dùng được thuật triệu hồi ngược hướng, cho dù có thể dùng thì chắc hẳn cũng không có tác dụng. Đều dính dáng tới không gian. Trận pháp không gian này dường như là một kiểu tiên trận sứt mẻ. Gừng càng già càng cay mà. Có lẽ Linh Lung đã dự đoán được tất cả. Những nơi bình thường thật sự không thể nhốt được Cơ Ngân. Vì thế, ta đành kiếm một nơi không bình thường. Thực tế chứng minh trận pháp không gian này thực sự khiến Triệu Bân bó tay. Chớ phí công vô ích, người không ra được đâu. Ở bên ngoài rừng trúc, Bạch Huyền lão đạo ung dung mỉm cười. Hắc Huyền lão đạo cũng ở đây, đang vắt chân ngồi trên mỏm đá, chẹp miệng hút thuốc. Trong màn khói thuốc lượn lờ như đang tu tiên, ánh mắt ông ta nhìn Triệu Bân cực kỳ thâm trầm. Đây là một nhân tài nghịch thiên. Cao thủ yêu nghiệt nhất của tám quốc gia gần như bị hắn đổ sát sạch bách. Vì thế, tám vương triều lớn liên hợp lại, mời tới La Sinh Môn, phát động cả chiến tranh, bây giờ chắc đang đánh trận ở biên quan nhỉ. Sát thủ ở bên ngoài, cường giả của các nước đều đang ẩn nấp ở đế đô kia. Chỉ đợi hắn xuất hiện ở đế đô kia kìa. Vì thế, thà cứ ở đây cho an toàn. Vãn bối có chuyện quan trọng, Triệu Bân chắp tay hành lễ. Sư muội nói rồi, nếu để lạc mất ngươi, nàng sẽ tống hai ta vào cung, Hắc Huyền lão đạo nói ít nhưng thâm ý rất nhiều. Câu này đáng ra còn nửa sau nữa, hai ta còn chưa lấy vợ nữa mà. Thế nên, ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây đi, tốt cho ngươi, tốt cho ta, tốt cho mọi người. Nói cho ông nội nghe xem nào. Vừa không chết vừa không bị thương là chuyện gì thế, Bạch Huyền lão đạo cười. Câu này vừa được nói ra, Hắc Huyền lão đạo cũng vểnh tai lên. Không biết, Triệu Bân xoay người quay lại rừng trúc. Nói thật lòng, hai lão đạo rất khó ở, đã chuẩn bị sẵn một câu chửi thề rồi đấy. Điều này quá oan cho Triệu Bân. Hắn nói thật mà, tiếc rằng hai ông già kia không tin. Quay về rừng trúc, Triệu Bân khoanh chân ngồi xuống. Phải ra ngoài chứ, nhưng trước khi ra ngoài phải hồi phục nội thương này đã. Dù sao thì khi ra ngoài sẽ phải đối diện với sát thủ đến từ các nước, quan trọng nhất là luôn phải duy trì trạng thái đỉnh cao.
Từ khi quay về từ ma vực, đây là lần đầu hắn tiến hành đắp bồi căn cơ trong trạng thái tỉnh táo. Thiên kiếp đúng là một lần may mắn. Qua lần rửa tội của thiên kiếp, hắn thực sự thoát xác niết bàn. Về điều này thì thuật luyện hóa và thuật luyện hồn không thể bì được. Không chỉ mình hắn thay ra đổi thịt, còn cả tiểu kỳ lân, cây thần tạo hóa, kiếm long uyên. Nhất là tiểu kỳ lân, qua một lần thiên kiếp, vóc dáng của nó to hơn hẳn, sức mạnh trong cơ thể cũng tăng mạnh. Hắn ngồi hết 3 ngày liền. Tới đêm ngày thứ 4, hắn mới mở mắt, thở ra một làn khói đục, nội thương trong cơ thể đã được chữa lành. Qua một trận giết chóc và chật vật, bây giờ hắn mới đạt đến trạng thái đỉnh nhất kể từ khi theo võ đạo tới nay. Tất nhiên, không tính trạng thái không chết không bị thương. Cơ sư đệ, cùng với một tiếng hô, thiên vũ tới. Trạng thái của thiên vũ không ổn, mặt mũi tái nhợt, khí tức ủ rũ, chỉ có tu vi của cảnh giới địa tạng chứ không có căn cơ của cảnh giới này, bởi vì căn cơ của hắn ta bị phá hủy rồi, chẳng bao lâu sẽ giáng tu vi, cho tới một ngày sa sút tới độ biến thành người thường. Hai người gặp nhau, chẳng nói gì nhiều. Tất cả đã ở trong những lời không nói. 3 người vào ma vực, 2 người quay trở về. Không chỉ riêng Triệu Bân áy náy vì điều này mà Thiên Vũ cũng thế. Kể từ khi tiến vào ma vực, hắn ta đã luôn đóng vai một người cản trở bước tiến của đồng đội, hôm đó đáng ra hắn ta không nên để một mình Sở Vô Xương đuổi theo Hoa Bồ Đề. Nếu hắn ta đi, Sở Vô Xương cũng không chết. Đến nay, 2 người vẫn không biết tại sao Hoa Bồ Đề lại bay đi. Dưới ánh trăng, cả 2 uống rất nhiều rượu. Khi rời đi, Thiên Vũ cứ lảo đảo. Hắn ta rời đi, Triệu Bân bèn tặng một bản tẩy tủy dịch cân kinh đã cải biên. Về việc Thiên Vũ có thể đắp lại được căn cơ hay không, hắn cũng không dám chắc. Dù sao thì tên này cũng bị thương quá nặng. Dù sao thì tẩy tủy dịch cân kinh cũng chẳng phải vạn năng. Tiền bối, có thể thả ta ra ngoài được không? Triệu Bân đã tới bên mép rừng trúc không biết bao nhiêu lần. Lần này, mặt mũi hắn tái nhợt cả đi. Vì muốn phá trận pháp, hắn liều mình cho nổ suốt một ngày đêm. Thế nhưng không thể lay động nổi lớp thủy mạc kia. Trận pháp không gian gặp phải đòn tấn công từ bên ngoài sẽ tự động vận hành, dù là công pháp hay uy lực gì cũng bị tháo gỡ. Điểm này khá giống với thủy mạc thiên hoa của Sở Vô Xương. Nhưng trận pháp không gian mạnh hơn thủy mạc thiên hoa nhiều. Dính tới không gian, phải có bí pháp mở cửa mới được. Hoặc phải dùng năng lượng tuyệt đối để cho nổ. Tiếc rằng hắn không sở hữu cả 2 thứ này, e là cao thủ chuẩn thiên bị nhốt ở đây cũng không ra ngoài được. Bất đắc dĩ, hắn đành phải cầu cứu 2 vị tiền bối, rõ ràng 2 lão già hắc bạch cách đó không xa. Thế nhưng ở giữa còn cách một lớp thủy mạc. Không cho ngươi ra ngoài là vì muốn tốt cho ngươi, Bạch Huyền lão đạo nhấp một hớp rượu. Chỉ một ngày thôi, Triệu Bân tràn ngập hy vọng. Nửa ngày cũng không được, Hắc Huyền lão đạo phủ quyết. Triệu Bân không nói nhiều, lại quay về rừng trúc. Thấy hắn đã đi xa, 2 lão già mới chụm đầu vào, lấy từ trong lòng ra một tập tranh. Đích thị là hàng tốt. Theo lời của 2 lão, rừng trúc này chính là một cái lồng. Cơ ngân là phạm nhân. Còn họ là cai ngục. Trông chừng tội phạm chán chết đi được, phải tự mình tìm niềm vui chứ. Đã thế còn chuẩn bị sẵn kính phóng to nè. Làm thế nào để phá trận đây? Ở sâu trong rừng trúc, Triệu Bân không ngừng lẩm bẩm. Hắn không hề rảnh tay, lại tiếp tục bận rộn. Chuyện bận rộn của hắn là lôi từng món binh khí ra tôi luyện, luyện chúng vào bên trong kiếm Long Uyên. Hắn vừa luyện, vừa lĩnh ngộ trận pháp. Còn về phần những mảnh vỡ kia, chúng được thu thập ở ma vực. Tất cả đã tàn tạ rồi, không thể khôi phục được. Tinh túy của mảnh vỡ vẫn còn, luyện vào kiếm Long Uyên có thể tăng thêm uy lực. Hắn từng thử luyện hóa ma tâm kính và ma long kiếm. Thế nhưng dấu ấn của 2 vật này quá mạnh, nếu không bỏ ra vài tháng trời thì không thể luyện hóa được. Đến chúng còn như thế thì nói gì tới bất diệt chiến kích, dấu ấn do ma quân để lại, người thường khó lòng luyện hóa nổi. Lại vào đêm, hoa nở trăng tròn. Phá trận không thành công, Triệu Bân đứng dưới ánh trăng, ngẩng đầu nhìn trời. Người chết giống như đèn tắt vậy, làm gì có chuyện biến thành vì sao trên trời. Thế nhưng, hắn vẫn muốn tin rằng Sở Vô Xương ở trên trời, hắn sẽ tìm ra ngôi sao sáng nhất. Triệu Bân khoanh chân ngồi xuống, lấy đàn đá ra. Dưới ánh trăng sáng, hắn khẽ gảy dây đàn. Linh của đàn đá đã hoàn toàn chìm xuống.
vì thế nên dù động tới dây đàn cũng không bị phản phệ nữa. Keng! Tiếng đàn hỗn loạn, nhưng có một thứ đau thương lan ra. Hắn không hiểu về âm luật không có nghĩa là không thể học. Huyền môn thiên thư có viết, gảy đàn cần dùng ý chứ không dùng lực. Cho dù không ai chỉ dạy, hắn vẫn tự mình thông hiểu. Quan trọng nhất là tâm cảnh và ý cảnh. Tiếng đàn chính là tiếng lòng. Mỗi một âm sắc nhảy múa chính là chân dung của tâm hồn. Trước kia hắn không biết, bây giờ hắn hiểu rồi. Hắn sẽ gảy ra một khúc đàn kỳ diệu vào đêm hoa nở trăng tròn để hiến tế cho vì sao lấp lánh nhất trên bầu trời. Keng! Đêm khuya thanh vắng, tiếng đàn càng thêm rõ rệt. Nói thật lòng, tiếng đàn của hắn dở ẹc. Chí lớn gặp nhau. Bên ngoài rừng trúc, hai ông già hắc bạch cầm theo nút bông nhét vào tai. Xong việc lại tiếp tục nghiên cứu hàng tốt. Tên này cố tình không để chúng ta đi ngủ đây mà. Trong bóng tối, không ít người dụi mắt, ẩn mình ở vòng vây bên ngoài rừng tử trúc. Tiếng đàn mà dễ nghe thì rất kỳ diệu. Chứ tiếng đàn đánh bừa thì là tạp âm rồi. Trông chừng tội phạm vốn đã là một việc khô khan. Bây giờ người nào đó còn gảy đàn lung tung, sao mà muốn chửi thề thế cơ chứ? Keng! Tiếng đàn rối bời vẫn chưa chịu dứt. Người bên ngoài, thế giới bên ngoài, tất nhiên Triệu Bân không biết, hắn chỉ lặng lẽ gảy dây đàn. Hắn đánh đàn đến quên cả chính mình. Một vài người nào đó không chịu nổi nữa. Không biết gảy thì đừng gảy nữa mà, ngủ không ngon giấc hả? Nếu không được nữa thì ta cho ngươi mượn hàng tốt nhé. Keng! Đáp lại họ là tiếng đàn rối bời. Khó nghe chết đi được. Nguyệt thần từng liếc mắt nhìn sang. Xem ra chỉ cần bản thân mình không lúng túng thì người khác mới phải lúng túng. Đêm hôm đó, quá nhiều người không được ngủ ngon giấc. Học đàn ấy mà, luôn cần cả một quá trình. Nhưng quá trình của Triệu Bân hình như có vẻ hơi dài, cho dù là khúc đàn tuyệt diệu nghe nhiều cũng thấy bực, huống hồ hắn đàn giam bữa nửa tháng không chịu ngừng. Đối với mấy ông già kia chẳng khác nào một loại tra tấn. Nửa tháng sau, quầng thâm mắt của họ đen xì, những cái ngáp bật ra liên tục. Và lại, tiếng đàn do Triệu Bân gảy rất là kỳ lạ, ban đầu nhét bông gòn vào tai còn hữu dụng, sau này cũng biến thành vật trang trí. Bất đắc dĩ, mấy ông già phải dùng tới chân nguyên, hình thành một lớp màng ngăn ở ngay lỗ tai, ngăn cách nó với tiếng đàn. Ban đầu chiêu này cũng rất hữu dụng. Về sau này cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Tiếng đàn kỳ lạ, xuyên thấu qua cả lớp màng ngăn bằng chân nguyên do họ ngưng tụ mà thành. Tóm lại bằng một câu thôi, không nghe cũng phải nghe. Mấy lão già không chỉ có quầng thâm mắt mà mặt mũi cũng xa sầm. Ai cũng nghĩ chắc, tên tiểu tử này lôi bọn họ ra đùa giỡn đúng không? Nếu không, ai rảnh rỗi tới mức ngồi đó đánh đàn 10 ngày nửa tháng hả? Ngươi không buồn ngủ chứ chúng ta buồn ngủ lắm, nhắm mắt còn mơ thấy ác mộng, mơ thấy một con heo đang gảy đàn cho bọn ta nghe. Tiếng đàn thao thao không dứt. Không phải Triệu Bân không biết mệt, là tâm trí quá lắng đọng. Dùng ý chứ không dùng sức. Đạo lý này rất cần thời gian để lắng lại. Về việc tiếng đàn này có lực xuyên thấu như thế, bởi vì nó là đàn đá. Nó không phải loại đàn thông thường, cho dù linh của đàn đã ngủ say, đàn thường cũng không bì được với nó. Xem ra lão phu phải cho ngươi biết thế nào là kỹ năng đánh đàn. Nửa đêm nửa hôm có lão già còn tái máy tay chân, lôi ra một chiếc đàn, sắn tay áo lên, ngồi trong đỉnh nghỉ mát. Chịu đựng sự dày vò cả tháng trời, đã đến lúc ông ta phản pháo, mà cách phản pháo ở đây là lấn át tiếng đàn hỗn loạn của cơ ngân. Không thể không thừa nhận, kỹ thuật đánh đàn của ông ta rất khá. Người ở bên cạnh cũng sở hữu tuyệt kỹ thổi tiêu rất thuần thục. Cách đó không xa còn có hai nhân tài đang kéo đàn nhị hồ, tiết tấu rất ăn nhập. Hăng máu nhất là người thổi kèn sona, vô cùng phấn khích. Tóm gọn lại, nhất định phải lấn át được tiếng đàn của tên kia. Thế nên, Linh Lung Phủ trở nên náo nhiệt hẳn. Náo nhiệt tới mức nào? Sáng sớm tinh mơ đột nhiên vang lên những âm luật rối tinh rối mù. Người của Linh Lung Phủ giật mình tỉnh giấc. Tiếng đàn phát ra từ phủ đệ, đến cả người đi đường cũng phải dừng chân ngó vào, làm gì thế? Người của Linh Lung Phủ đa tài đa nghệ thật. Có hoàng ảnh vệ đi tuần ngang qua cũng phải đúc kết một câu như vậy. Trên thế gian có 18 loại binh khí, trong phủ đệ này cũng có 18 loại nhạc cụ đấy. Mẹ kiếp, người của đại hạ toàn bị khùng. Sát thủ và cường giả của các nước ẩn mình bên ngoài phủ đệ cũng lộ vẻ thâm trầm,
sáng sớm tinh mơ, ăn no rừng mỡ, họ không đợi được cơ ngân xuất hiện, nhưng lại đợi được thứ âm thanh này. Lấn át hết cho ta. Hôm nay mấy lão già kia cực kỳ hăng hái. Vì muốn đè được tiếng đàn hỗn loạn kia mà ai nấy nhảy ra khoe tài nghệ, người nào biết thì hiểu việc họ đang làm, người nào không biết còn tưởng bên trong có một buổi biểu diễn mới mẻ đấy. Họ quậy phá như thế, linh lung phủ loạn cao cao. Đến mức linh lung từ bên ngoài trở về, sau khi bước chân vào phủ đệ còn phải bước ra nhìn lại Hoành Phi. Là linh lung phủ mà, có đi nhầm chỗ đâu. Nhưng cái đám nhãi danh này ăn nhầm tiết gà hay uống nhầm thuốc, sao lại phấn khích đến thế chứ? Hỏi ra mới biết, đầu óc họ uống nước cả rồi. Keng! Giữa bao nhiêu âm luật, tiếng đàn của Triệu Bân vẫn một mình một phách. Đàn đá bất phàm, tiếng đàn rối loạn cũng không tầm thường. Bao nhiêu âm luật đấu đá nhau 3 ngày 3 đêm mà không lấn át được nó. Vì thế, không ít lão già tới tìm Linh Lung. Lão Phu vẫn luôn ôm lý tưởng được đi ngao du thiên hạ. Câu nói này nghiễm nhiên trở thành câu cửa miệng của họ. Nói chung, họ không muốn ở lại trong Linh Lung phủ nữa. Tên tiểu tử cơ ngân kia, dường như sau khi trở về từ ma vực, chui vào rừng tử trúc là mở ra chế độ không cần thể diện, không phân biệt đêm ngày, suốt ngày gảy đàn lung tung, đàn suốt 10 ngày nửa tháng. Đàn mà hay thì đành chịu. Chứ đàn dở như thế, ma quỷ cũng không chịu nổi. Cút! Phản ứng của Linh Lung vẫn bá đạo như trước đây. Cút tức là cút về vị trí của mình, ngoan ngoãn ở đó. Nếu không thì sẽ cho ngươi tiến cung luôn. Kể từ hôm đó, Linh Lung đã ra khỏi phủ. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô ta không muốn ở lâu trong nhà, cảm thấy Thiên Tông vẫn thanh tĩnh hơn. Nếu như cô ta không phải là đồ đệ của Hồng Uyên thì Lão Phu đã dỡ nhà cô ta rồi. Đám lão già tụ lại với nhau rồi thốt lên một câu thật lòng. Nếu không phải vì đệ tử của Hồng Uyên không cho động đến hắn thì Lão Phu đã thiên hắn rồi. Bên kia còn có người nói nặng hơn. Hắn trong lời nói của bọn họ đương nhiên là đang chỉ cơ ngân. Nếu cho tên đó ngủ say thì cả thế giới sẽ trở nên yên lặng. Keng! Tiếng đàn không dừng lại mà còn trở nên kỳ dị hơn. Không biết từ lúc nào mà tiếng đàn lại truyền xa hơn, không chỉ vang khắp phủ Linh Lung mà còn truyền ra ngoài, len lỏi vào khắp đường lớn ngõ nhỏ, đến nỗi gần nửa đế đô cũng có thể nghe thấy được tiếng đàn hỗn loạn đó. Không phải nói khoát chứ tiếng đàn còn có tác dụng hơn cả tiếng gà gáy. Có rất nhiều người đã thức dậy khi trời còn chưa sáng. Sau đó toàn bộ đứng vòng tay bên ngoài phủ Linh Lung, muốn buông lời mắng nhiếc. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tiếng đàn hỗn loạn đã bớt đi chút ồn ào và có thêm chút âm luật, nghe kỹ thì thấy tiếng đàn của người đó có vẻ cũng không khó nghe như họ nghĩ. Ngày qua ngày, chẳng những không còn khó nghe nữa mà còn du dương hơn. Không có thầy mà cũng tự giỏi được thật à. Nguyệt Thần lại liếc mắt, không ngừng suýt xoa. Cái tên này đúng là học gì cũng nhanh, không ngờ lại có thể tự mình ngộ ra được cầm khúc, không chỉ tìm được lối đi mà còn khá có duyên. Trong tiếng đàn có chứa chút bi ai, chút thê lương, chút lạnh lẽo, chút đau buồn, không biết tại vì sao, nghe một lúc thì khiến người ta bỗng có cảm giác muốn khóc. Sao ta lại chảy nước mắt thế này? Mới nghe thì không biết được ý nghĩa trong tiếng đàn, nghe một lúc lại biến mình thành nhân vật bên trong khúc nhạc. Rất nhiều người nghe đến lòng dạ rối bời. Bất giác chảy nước mắt nơi khóe mắt. Có bản lĩnh đấy. Nguyệt Thần lẩm bẩm và hơi nheo đôi mắt xinh đẹp lại. Tiếng đàn bi thương lại đánh thức một phần linh trong đàn đá, chắc là do chủ nhân của cây đàn cũng đã từng bị tổn thương nên linh hồn của nó cũng kế thừa nỗi bi thương đó, cộng hưởng cùng với tiếng đàn của Triệu Bân thì tạo ra một âm thanh diệu kỳ. Thậm chí tiếng đàn đó không chỉ có khả năng xuyên thấu mạnh, khả năng lan tỏa rộng mà còn có thêm cả một loại đàn ý đáng sợ, mà loại đàn ý đó thì lại có thể dùng để sát phạt. Thực tế chứng minh đúng thật là như vậy. Trận pháp không gian đã rúng động. Thủy mạc che phủ cả rừng tử trúc cũng méo mó. Tiếng đàn vô hình. Tiếng đàn bá đạo. Không ngờ lại làm đảo lộn trận pháp càn khôn. Keng. Tiếng đàn dưới ánh trăng bi thương và lạnh lẽo. Triệu Bân thì đánh đàn như quên mất chính mình. E là đến bản thân cũng không biết tiếng đàn hỗn loạn đã biến thành một khúc nhạc tuyệt vời. Không biết đã có bao nhiêu người phải im lặng khi nghe khúc nhạc đó. Và cũng không biết có bao nhiêu người đã rơi nước mắt trong lúc lòng dạ rối bời. Tự học thành tài sao? Hai lão già hắc bạch ở bên ngoài rừng lẩm bà lẩm bẩm.
bên ngoài rừng tử trúc cũng có người lẩm bẩm y như thế. Nếu thật là như vậy thì thiên phú của Cơ Ngân thật sự quá đáng sợ. Nói về mặt ý nghĩa thì luyện đàn còn khó hơn cả luyện võ, phải có người dạy thì mới được. Tên này thì hay thật, không ngờ lại có thể không cần học cũng biết. Nghe kỹ lại thì có thể nghe ra được ý nghĩa trong khúc nhạc. Nhạc ý quá đỗi bi thương. Từ tạp âm tới bài nhạc, quá trình dài dòng buồn chán này lại vô cùng thê lương. Tiếng đàn đang thay đổi, tâm thái cũng đang thay đổi. Và cả người đời cũng đang thay đổi. Trước đó, rất nhiều người muốn mắng chửi. Nhưng bây giờ, người ở cả trong và ngoài phủ Linh Lung đều chăm chú lắng nghe. Thậm chí, đến cả các sát thủ ẩn nấp bên ngoài cũng rối bời, tâm trạng nặng trĩu. Nếu như cấp trên biết được thì chắc chắn sẽ mắng họ một trận, bảo các ngươi đi giết người chứ không phải đi nghe nhạc đâu. Đánh đàn cho nàng ấy nghe sao? Linh Lung đã quay về từ sớm, nghe đến lặng thinh. Là cô ta đã đánh giá thấp Triệu Bân, tưởng rằng hắn đang làm loạn. Thì ra là đang ngộ cầm pháp. Tiếng đàn bi thương đi thẳng vào tim khiến cô ta nghe mà cũng rơi nước mắt. Trong ký ức của cô ta thì người có thể đàn được đến cảnh giới như vậy chẳng được mấy ai, tên hậu bối đó lại một lần nữa khiến cô ta phải bất ngờ. Khúc Vô Xương sao, cô có thích không? Sau một tháng, cuối cùng Triệu Bân cũng tỉnh lại, lẩm bẩm ở âm lượng chỉ một mình hắn có thể nghe được. Khúc Vô Xương là cái tên mà hắn đặt cho khúc nhạc này. Có lẽ ông trời cũng bị cảm động, mưa rơi lất phất. Có vầng sáng ánh sao phản chiếu lên người hắn giống như một chiếc áo choàng che mưa giúp hắn. Thú vị! Nguyệt Thần lẩm bẩm và còn ngẩng đầu lên nhìn. Keng! Tiếng đàn vẫn chưa dứt mà vang vọng trong đêm kèm theo những giọt mưa phùn. Đàn đá không tầm thường. Linh của đàn đá càng không tầm thường, được đánh thức từng chút một từ trong giấc ngủ. Không chỉ có vậy, nó đã cho Triệu Bân một loại đặc quyền, đó là không bị phản phệ. Triệu Bân và đàn như có tâm ý tương thông. Chỉ cần hắn đồng ý thì khúc nhạc bi thương đó sẽ có thể phát huy khả năng sát phạt ngay lập tức. Cho hắn thêm ít thời gian nữa thì hắn sẽ có thể dùng tiếng đàn làm rối loạn trận pháp, có thể dùng ý đàn phá được thủy mạc. Nhờ bi mà được phúc. Nguyệt Thần mỉm cười, tiếp tục chống lại lời nguyền. Không biết đến lúc nào tiếng đàn mới dừng lại. Người bên ngoài rừng trúc đều vểnh tai lên nghe. Họ vẫn nghe chưa đã tai, còn muốn nghe thêm một bài nữa. Ngặt nỗi, một lúc lâu mà cũng không thấy động tĩnh gì. Triệu Bân đang lĩnh ngộ, hắn đang lĩnh ngộ về đàn và trận pháp. Hắn muốn tìm ra điểm đột phá tan thủy mạc chỉ bằng một đòn. Hơn nữa, còn phải chọn thời cơ thích hợp, tốt nhất là nhân lúc Linh Lung ra ngoài. Yên lặng. Sau một tháng, Phủ Linh Lung và Đế Đô đều trở nên yên lặng. Nói thật có rất nhiều người thấy không quen. Trước đây muốn ngủ thì không ngủ được, giờ thì lại càng khó ngủ hơn, quỷ mới biết sốt cuộc tiếng đàn của Cơ Ngân có ma lực gì mà người ta nghe xong lại muốn nghe tiếp nữa. Bên này thì yên ắng rồi nhưng tình hình ở biên quan thì lại căng thẳng. Từ khi tám nước phát lệnh truy sát thì liên quân của tám nước đã đánh nhau tròn một tháng. Long triều đại hạ nằm ở giữa. Còn tám vương triều lớn thì nằm xung quanh. Nhìn từ bản đồ thì có thể thấy đại hạ đang bị bao vây. Trong lần chiến tranh này, tám nước đã liên thủ tấn công đại hạ từ tám hướng. Tất cả các biên quan lớn đều có chiến sự, hơn nữa chiến sự đều rất gắt gao. Biên giới đông nam khói lia ngút trời. Đứng nhìn từ trên cao thì sẽ thấy đại chiến đang ác liệt, quân đội của vương triều đại. Nguyên tấn công đang dữ dội, diễm đang bay phân phật trong gió. Chiến lực của quân Xích Diễm Đại Hạ thật sự không phải chuyện đùa. 10 vạn quân Xích Diễm trấn thủ ở biên quan chặn đứng đợt tấn công của 50 vạn quân Đại Nguyên. Trận chiến kéo dài một ngày một đêm. Khi nữ soái Xích Diễm rút lui, cô ta đã kiệt sức, cả chiếc áo choàng đang tung bay của cô ta đều nhuộm đỏ máu tươi của cô ta và kẻ thù, mãi đến khi bước vào doanh trướng trung tâm cô ta mới vấp ngã rồi phun ra một ngụm máu. Kinh hoàng, trận chiến này quá kinh hoàng. Thân là thống soái, cô ta cũng bị thương nặng. Sư tôn, Sương Nhi. Cầu linh hồn hai người ở trên trời có linh thiên. Cô ta đang cầm trên tay hai miếng ngọc bội, một tím một xanh. Một trong số đó là do sư tôn của cô ta tặng, sư tôn cũng chính là cựu nữ soái Xích Diễm nửa tháng trước đã chết trận xa trường. Miếng ngọc bội còn lại là do cháu gái của cô ta tặng, cũng chính là Sở Vô Xương, so với sư tôn của cô ta thì còn chết trẻ hơn nữa. Chỉ trong một tháng,
Sở Lam đã mất đi hai người thân. Cô ta chỉ dám rơi những giọt nước mắt đau buồn khi ở một mình. Cầu mong họ phù hộ cho đại hạ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Đùng, đùng, đùng. Bất chợt lại nghe thấy tiếng trống xung trận. Quân Đại Nguyên vừa rút lui không lâu lại tấn công tới. Nữ soái cất ngọc bội, lau sạch đôi mắt ngấn lệ, mặc lại chiến y. Khi cô ta ở một mình thì cô ta là đồ nhi của sư tôn, là cô của Sương Nhi cho nên cô ta mới có thể rơi lệ. Nhưng khi mặc chiến y lên người cô ta không thể rơi lệ. Sau khi bước ra khỏi doanh trướng, cô ta chỉ có một thân phận duy nhất chính là thống soái của quân Xích Diễm. Đây là chiến tranh, tàn khốc đến mức không có thời gian để đau buồn. Thân là thống soái, là bộ mặt của quân Xích Diễm và cũng là bộ mặt của Triều Long Đại Hạ, cô ta tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm nhu nhược trước mặt các tướng sĩ Đại Hạ. Cho dù có đau đớn cỡ nào thì cô ta cũng phải chịu đựng, có thương tích nặng nề cỡ nào thì cô ta cũng không được lộ ra sự thống khổ. Hành động của cô ta sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của quân Đại Hạ. Giao cơ ngân ra. Tiếng gầm giống bên ngoài thành vang lên kinh thiên động địa. Giao cơ ngân ra. Những tiếng gầm giống này cũng vang lên ở khắp các biên quan lớn xung quanh Đại Hạ. Có một số việc có thể lừa được thiên hạ chứ không thể lừa được các vị nguyên soái đã chinh chiến lâu năm trên chiến trường. Chỉ vì một cơ ngân mà đủ để tám vương triều lớn phát động chiến tranh sao? Nói đến chuyện này thì tính ra cơ ngân cũng chỉ là một lý do tốt để cho tám vương triều lớn xuất binh, báo thù chỉ là giả, liên minh thâu tóm đại hạ mới là thật, cho dù đại hạ có giao ra cơ ngân thì chắc chắn tám vương triều lớn cũng không rút quân. Nhưng nhận ra thì đã sao? Các biên quan lớn của đại hạ liên tiếp báo nguy. Ngay cả quân Xích Diễm cùng quân Ngự Long bách chiến bách thắng mà cũng sắp không thể chịu nổi nữa. Ngoại trừ hai đội quân này, những đội quân khác tham chiến đều đã bị đánh bại. Trong đó quân Hổ Uy là thê thảm nhất, đã bị đánh bại 20 thành trì. Cắt đất đền tiền, cúi đầu xưng thần, hàng năm tiến cống, bằng không, đánh tới tận đế đô đại hạ. Đây là lời đe dọa tám vương triều lớn truyền đến. Có lẽ sẽ có người hỏi, chẳng lẽ bọn họ không sợ đại hạ Hồng Uyên sao? Không sợ, đây chính là đáp án. Thiên võ có chiến trường riêng của thiên võ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tham dự vào cuộc chiến giữa các quân đội. Đây là hiệp ước cổ xưa của các vương triều lớn, và nó cũng là điểm mấu chốt. Nếu có thiên võ tham gia vào cuộc chiến, điều gì sẽ xảy ra? Câu trả lời chính là, chắc chắn sẽ có người xử phạt. Về phần người đó là ai, thế nhân tất nhiên không biết. Sợ là chỉ có cường giả thiên võ mới có tư cách biết. Bất kể nói thế nào thì tám vương triều lớn cũng đã nói lên yêu cầu của mình. Hoặc là cắt đất đền tiền. Hoặc là cúi đầu xưng thần. Hoặc là hàng năm tiến cống. Các biên quan lớn liên tục báo nguy. Tình trạng khó khăn tương tự cũng tồn tại trong triều đình. Đêm nay trong điện Kim Loan đã xảy ra tranh luận gay gắt. Có phe chủ chiến, có phe chủ hòa. Có kẻ chủ trương giao ra cơ ngân, cũng có kẻ chủ trương cắt đất đền tiền. Có người vẫn chưa thấy chuyện này lớn, còn muốn tìm vài cô nương đưa đến tám vương triều lớn hòa thân. Lời này vừa nói ra, Hoàng đế Đại Hạ đã ngay lập tức phát hỏa. Hoàng đế Đại Hạ cũng tính là một đại hán tử, ông ta hết sức cương quyết, không hòa thân, không tiến cống, không cắt đất, không đền tiền. Chỉ có một chữ, đánh. Nghe một chữ này của Hoàng đế, Hoàng phi Vũ Linh mới có thể nở một nụ cười hiếm hoi. Hoàng phi liếc mắt nhìn Hoàng đế. Năm xưa cũng không biết có gân cốt nào trên người bị xếp sai mà bà ấy lại mơ mơ hồ hồ trở thành hoàng hậu của đại hạ. Thậm chí hoàng đế còn có bối phận nhỏ hơn Hoàng phi Vũ Linh. Ánh sao lấp lánh, ánh trăng sáng tỏ. Triệu Bân như một bóng ma lướt qua lướt lại trong rừng trúc. Không phải là do hắn nhàm chán không có chuyện gì làm mà là do hắn đang muốn xem xét kỹ trận pháp. Chỉ cần xem xét kỹ thì cho dù là trận pháp không gian hay tiên trận hắn cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Trận pháp này không hoàn chỉnh. Khi tấu lên khúc vô xương, hắn đã từng làm xáo trộn càn khôn, mơ hồ tìm được chỗ sơ hở. Hơn nữa, tối nay hắn đã tìm được. Trong nháy mắt hắn có thể phá chỗ sơ hở ra rồi chạy ra khỏi rừng trúc tím nhưng đây chỉ mới là bước đầu tiên, hắn có thể chạy ra khỏi rừng trúc tím cũng không có nghĩa là có thể chạy ra khỏi Linh Lung Phủ. Hắn phải nghĩ ra cách để có thể thoát hẳn ra ngoài. Nhóc con, đã ngủ chưa? Ngoài rừng trúc truyền đến giọng nói của Bạch Huyền lão đạo. Chưa,
Triệu Bân vừa quan sát trận pháp vừa thuận miệng đáp một tiếng. Đàn cho bọn ta nghe một khúc nhạc xem, Hắc Huyền lão đạo ha hả cười nói. Có thể thả ta ra ngoài không? Không. Vậy thì không đàn. Hai. Cuộc đối thoại vào lúc nửa đêm hết sức đơn giản. Hai lão già nhìn nhau, mặt mũi xám ngoét, tốt xấu gì thì bọn họ cũng là sư huynh của Linh Lung, cho dù không cùng một sư phụ nhưng so với Triệu Bân thì vẫn tính là sư tổ, vậy mà hắn lại dám không nể mặt bọn họ. Theo Nguyệt Thần thì chưa lớn tiếng mắng hai lão đã là may mắn cho hai lão rồi. Triệu Bân lại đứng yên, nhìn chằm chằm vào ba thân trúc. Bên trên đó ẩn hiện trận văn, có vẻ như còn có nhiều hơn một chỗ sơ hở. Hắn đã xác định được trận pháp này là một tiên trận không hoàn chỉnh, ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra manh mối thì cũng đủ biết tiên trận này đã bị phá hoại như thế nào, so với tiên trận ở ma vực thì chắc chắn không cùng một cấp bậc. Hừ! Khi đang quan sát hắn lại đột nhiên kêu lên một tiếng, khuôn mặt hồng hào ngay lập tức trở nên tái nhợt. Ngay sau đó hắn liền phun ra máu tươi, lồng ngực cảm thấy đau đớn như bị đao chém. Thuật áp tinh! Triệu Bân vịn vào thân trúc để đứng vững. Tựa hồ đã biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn không còn xa lạ gì với thuật áp tinh, đây là một loại vu thuật hết sức tà ác, cũng cực kỳ quỷ dị, nói đơn giản chính là tạo ra một con rối gỗ sau đó viết lên trên con rối tên cùng ngày sinh tháng đẻ của kẻ thù thì có thể dùng chú pháp để đả thương kẻ đó, hoặc dùng kim châm, đao chém, lửa thiêu, khiến cho kẻ bị yểm chết không rõ nguyên do. Có rất ít người biết cách thi triển thuật này. Ngày xưa ở thành vong cổ hắn đã từng trúng phải thuật này khi bị sát thủ La Sinh Môn vây sát. Hắn không ngờ lại có người dùng thuật này để ám hại mình lần nữa. Hắn không kêu la, ngay lập tức khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng chảy máu nhưng vẫn có thể chịu được. Từ ngày trúng phải thuật áp tinh hắn đã nghiên cứu rất nhiều về nó, tuy rằng hắn vẫn chưa biết cách thi triển nhưng có thể tìm ra được kẻ đang thi triển. Hắn nhắm mắt lại, dùng võ hồn cảm nhận. Đuổi theo đường đi của chú pháp quỷ dị. Chỉ cần tìm được ngọn nguồn của chú pháp thì có thể tìm được kẻ thi thuật. Thuật áp tinh tuy rằng khó lòng phòng bị và có thể gây ra vết thương chí mạng nhưng điều kiện tiên quyết là khoảng cách giữa kẻ thi thuật cùng người trúng thuật không được quá xa, đây chính là hạn chế của nó. Sự thật đã chứng minh, việc hắn thi triển võ hồn truy ngược dòng chú pháp rất có hiệu quả. Kẻ thi thuật quả nhiên không ở xa, đang ở ngay trong đế đô. Đáng tiếc đạo hạnh của hắn có hạn nên cũng chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh mơ hồ. Cũng có thể là do đối phương đã có phòng bị cho nên đã thi triển cấm chế che lấp để phòng bị người nhìn ra manh mối. Thậm chí hắn còn không thể nhìn rõ đó là kẻ nào. Hắn chỉ biết đó là một lão già với một cây trượng đầu rồng bên cạnh, một cây trượng đầu rồng lạ thường. Đầu rồng có ba mắt và răng nanh lộ ra bên ngoài. Ân chú! Trong lòng Triệu Bân hừ lạnh một tiếng. Nhận ra cây trượng đầu rồng này. Tối hôm đó khi chia tách sức mạnh cửu vĩ hắn đã nhìn thấy cây trượng đầu rồng này, nghe đồn nó là vật của tiên gia, về phần đầu rồng có ba mắt hắn cũng đã có tra cứu qua, đó có thể là một loài ác long hoặc là biến dị của ác long. Trên toàn cõi đại hạ chỉ có một mình ân chú mới có cây trượng đầu rồng này, đó là biểu trưng danh tính của lão ta. Rõ ràng là ân chú đã hiểm thuật áp tinh lên hắn. Đúng là đại tế ti hoàng tộc đa tài đa nghệ. Còn thông thạo cả thuật áp tinh. Tuy nhiên, chiêu thức này dùng ám hại được người khác chứ không thể ám hại được hắn. Làm sao hắn có thể chật vật bởi cùng một chiêu trong hai lần được? Phá! Hắn mở mắt ra, võ hồn cùng thân thể phối hợp, mạnh mẽ phá thuật áp tinh. Ban đầu hắn còn muốn báo cáo Linh Lung. Nhưng nghĩ lại thì hắn vẫn bỏ qua. Cho dù có phái người tới truy hỏi thì ân chú cũng sẽ không thừa nhận. Cơ Ngân! Ta đã đánh giá thấp ngươi. Bên dưới địa cung của Đại Tế Ti, ân chú cười nhạt nói. Cơ Ngân quả nhiên không tầm thường, đúng là lão ta đã dùng thuật áp tinh yểm lên người hắn nhưng không đơn giản như vậy. Bên cạnh thuật áp tinh lão ta còn bồi thêm một loại vu thuật hết sức tàn ác để khống chế hắn. Không ngờ vu thuật tà ác còn chưa kịp thi triển xong thì thuật áp tinh đã bị phá mất rồi. Âm mưu của ân chú đến nhanh mà đi cũng nhanh. Triệu Bân lại nhắm mắt, lộ ra sát ý tiềm tàng. Đối với ân chú, chỉ có bốn chữ, không chết không ngừng. Chuyện này người khác tất nhiên là không biết, Triệu Bân cũng sẽ không nói ra, bởi vì nói nhiều vô ích. Bất chợt có một làn gió nhẹ thổi qua cuốn theo một làn hương nữ tính. Bên ngoài khu rừng đã có một bóng người xinh đẹp đi vào, đó chính là Hoàng Phi Vũ Linh.
sự xuất hiện của bà ấy khiến hai lão già đang canh giữ phấn chấn tinh thần. Hoàng Phi Vũ Linh là người cùng thế hệ với bọn họ, năm xưa bà ấy chính là người tình trong mộng của cả một thế hệ. Nhưng, sư muội xinh đẹp của bọn họ đã bị một con lợn bắt đi mất. Hừm, con lợn đó chính là Hoàng đế Đại Hạ. Thứ khiến cho bọn họ tức giận hơn chính là cái tên Hoàng đế đó còn có bối phận nhỏ hơn Hoàng Phi. Bọn họ thường tự hỏi, cái tên Hoàng đế đó khi ngủ cùng Hoàng Phi thì sẽ gọi bà ấy là gì? Gọi tên hay gọi là sư thúc đây? Theo bọn họ thấy thì nhất định phải gọi là sư thúc. Bởi vì như vậy thì mới có cảm giác thành tựu. Chuyện khó khăn chính là Vũ Linh bị Hoàng đế bắt mất cho nên bọn họ không thể trêu vào. Nếu đổi lại là kẻ khác thì hai người bọn họ nhất định sẽ ngày ngày đi quấy rối. Sư muội, sao lại rảnh rỗi tới đây vậy? Hắc Huyền lão đạo bật cười ha hả, hai mắt như dán chặt lên người Hoàng Phi. Nhìn thấy Hoàng hậu Đại Hạ, đúng là cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nếu buổi tối được ôm mỹ nhân đi ngủ thì lại càng tuyệt diệu hơn nữa. Bạch Huyền lão đạo ở bên cạnh cũng nghĩ như vậy. Lại ngứa mình à? Hoàng Phi âm trầm liếc mắt nhìn hai lão già. Lời này vừa nói ra thì hai lão già đều ngẩng đầu lên nhìn trời như đang nói chuyện với ai đó trên không trung. Bọn họ quên rằng sư muội của mình có thuật đọc tâm. Trùng hợp, mới trong chớp mắt vừa rồi hai lão già đều đang nghĩ về những điều bẩn thỉu. Khi cả hai nhìn lại thì Hoàng Phi Vũ Linh đã vào rừng trúc tím rồi. Bái kiến Hoàng Phi, Triệu Bân vội vàng hành lễ. Ở đây đã quen chưa? Hoàng Phi Vũ Linh cười nhẹ nói. Quen rồi. Triệu Bân gật đầu, vội vàng che giấu suy nghĩ của mình, ở trước mặt Hoàng hậu Đại Hạ hắn phải loại bỏ hết tạp niệm. Trăm phương ngàn kế muốn thoát ra ngoài của hắn không thể để bị Hoàng Phi đọc được. Ngươi không phải vật trong ao, ngươi nên bay lên bầu trời cao kia, Hoàng Phi Vũ Linh hít một hơi thật sâu nói, bất đắc dĩ Đại Hạ xảy ra biến cố cho nên mới phải giam ngươi ở đây, đều là vì lợi ích của chính ngươi. Vãn bối hiểu được. Mau kể cho ta nghe chuyện ở ma vực đi. Hoàng Phi Vũ Linh lại nói. Tối nay bà ấy đến đây chính là vì muốn hỏi chuyện này. Triệu Bân kể lại mọi chuyện một cách thản nhiên như đang kể một câu chuyện xưa. Tất nhiên hắn cũng trở lại không ít bí mật, chẳng hạn như chuyện về bất diệt chiến kích. Hoàng Phi yên lặng lắng nghe. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thấy Triệu Bân kể lại mọi chuyện xảy ra bên trong ma vực một cách bình thản mà Hoàng Phi Vũ Linh lại cảm thấy hết sức khiếp sợ. Bà ấy có thể tưởng tượng được ba hậu bối đã gặp biết bao nhiêu thống khổ ở bên trong ma vực, tất cả đều là do lớp tiền bối như bà ấy đã không tính toán chu toàn cho nên mới hại Sở Vô Xương chết thảm, thân là Hoàng hậu Đại Hạ bà ấy cũng cảm thấy hết sức áy náy. Hai người đang làm gì ở trong đó vậy? Bên ngoài rừng trúc, Bạch Huyền lão đạo đang đứng giỏng lỗ tai vào bên trong nghe ngóng. Trò chuyện một chút, còn chưa muốn đi ngủ sao? Hắc Huyền lão đạo âm trầm nhả ra một vòng khói. Một lúc sau mới thấy Hoàng Phi Vũ Linh bước ra khỏi rừng trúc tím. Trước khi đi bà ấy còn không quên xử lý hai lão già mất nết này, bà ấy có thuật đọc tâm, mỗi lần nhìn thấy hai lão già này thì đều biết hai lão đang nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu, lần này bà ấy đã không thể nhịn được nữa. Tưng! Nửa đêm, bên trong rừng trúc vang lên tiếng đàn. Hai lão già ở trong bóng tối bị tiếng đàn làm cho tỉnh giấc, mê say lắng nghe. Có phong độ của ta hồi đó. Hắc Huyền lão đạo lau máu mũi, tỏ vẻ thâm trầm nói. Bạch Huyền lão đạo ở bên cạnh thì đang choáng váng đến mức hoài nghi nhân sinh. Hai lão già đã bị Hoàng Phi đánh rất nặng, tới tận lúc này vẫn còn cảm thấy hoa mắt. Tưng, tiếng đàn càng lúc càng trở nên bi phẫn hơn. Nghe đến đây, cả hai lão già đều nhướng mày. Hiển nhiên, thứ mà Cơ Ngân đang đàn ra không phải là một khúc nhạc bình thường mà là một đòn công phạt. Điều này thật đáng sợ. Người tu võ đạo cầm thuật rất hiếm thấy. Bởi vậy cho nên cầm thuật bí pháp cũng rất hiếm gặp, vậy mà Cơ Ngân thật sự có thể lĩnh ngộ được. Thiên phú của hắn đúng là nghịch thiên. Tưng! Trong lúc hai lão già còn đang kinh ngạc thì trong rừng trúc đã nổi lên sóng gió. Màn nước bao phủ quanh rừng trúc đã lộ ra một vết rách. Chuyện này! Hắc Bạch lão đạo thốt lên kinh hãi, ngay lập tức phóng tới. Hai người còn chưa kịp phóng tới nơi thì đã thấy một người từ trong lao ra. Ai? Hai lão già hô lên một tiếng rồi bắt đầu xắn tay áo. Nhìn đi, lại đánh giá thấp Cơ Ngân rồi, nó có thể phá được trận pháp cơ đấy. Soạt, soạt. Triệu Bân đã chuẩn bị từ trước, hắn rắc một đống bùa chú,
toàn là bùa lôi quang với cấp bậc không hề thấp. Hai lão già không kịp trở tay, bị trói đến mức hai mắt đen thui. Đợi khi mọi thứ sáng sủa trở lại thì không thấy bóng dáng Triệu Bân đâu nữa. Á! Mẹ kiếp! Chạy đâu hả? Vòng vây bên ngoài rừng trúc vang lên nhiều thứ tạp âm. Bởi vì Triệu Bân, bao nhiêu người ở vòng vây bên ngoài phải xuất đầu lộ diện, nhưng ai nấy rất chật vật. Ai bảo Triệu Bân đã chuẩn bị đầy đủ chứ? Bùa lôi quang cấp cao, hắn không dùng ở ma vực nhưng lại dùng cho người nhà mình. Không biết tới lúc nào, tiếng hô hào mới ngừng hẳn. Mấy lão già mặt mũi xám xịt, nhưng không thấy bóng dáng Cơ Ngân đâu. Phong tỏa thành. Họ phản ứng rất nhanh. Để Cơ Ngân ra khỏi phủ Linh Lung cũng không sao, nếu hắn chạy ra khỏi đế đô thì khỏi cần bàn cãi nữa. Không lâu sau, Linh Lung vội vàng hoảng hốt chạy về. Sau đó, mấy lão già bị mắng đến mức không ngóc được đầu lên, bình thường ai nấy tung tăng lắm, gặp lúc quan trọng thì đứt xích, bao nhiêu cao thủ chuẩn thiên mà không trông chừng nổi một võ tu địa tạng. Mắng thì mắng chứ vẫn phải đi tìm người. Nửa đêm nửa hôm, một đám người ra khỏi phủ Linh Lung, điều động thêm lượng lớn hoàng ảnh vệ. Lục soát từng nơi một. Động tĩnh lớn thế này khiến người rất nghi hoặc. Động tĩnh này cũng khiến sát thủ của các nước đang mai phục ở đế đô sợ tè ra quần, bất giác tưởng rằng hành tung của mình bị lộ nên đại hạ đang bắt người. Cũng là chiêu đóng cửa đánh chó trong truyền thuyết. Hoàng ảnh vệ không tìm thấy Cơ Ngân nhưng lôi ra được không ít sát thủ. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Vậy thì vấn đề đến rồi, Triệu Bân chạy đi đâu? Hắn vẫn còn ở phủ Linh Lung. Khi Linh Lung đi tìm hắn, hắn đang ngồi trên nóc nhà. Ngắm sao kìa. Mấy ông già chỉ thấy khóe miệng giật giật, tìm kiếm bấy lâu, hóa ra hắn vẫn ở phủ Linh Lung. Tờ mờ sáng, Triệu Bân lại bị nhốt vào rừng tử trúc. Linh Lung có mặt. Một đám già đầu cũng có mặt, ai nấy xa sầm. Nửa đêm nửa hôm bị Cơ Ngân xoay mòng mòng. Tên này đúng là đỉnh thật, bản lĩnh lớn đấy, đến cả trận pháp không gian cũng phá được. Có người sầm mặt, cũng có người chửi thề. Ai chửi thề đó, là đám sát thủ bị bắt sống đêm qua. Trong vở hài kịch này, đáng ra họ là người ngoài cuộc. Đến sau cùng, họ lại gặp vạ lây, không ít kẻ bị bắt tại trận. Nếu điều này cũng được tính công lao thì Triệu Bân đã lập công lớn rồi. Phong tỏa đi. Linh Lung chửi thề, tức quá bỏ đi. Chủ yếu là vì bực mình đó. Đường đường là đồ đệ của Hồng Uyên mà bị một tên đồ tôn hành cho lên bờ xuống ruộng. Cấm. Thiên Lang phong ấn. Phong. Sau lưng cô ta, mấy lão già ồn ào náo nhiệt, ai có mặt cũng muốn tham gia giúp sức, hoặc là bùa phong ấn, hoặc là thuật phong ấn, gia cố thêm vài trăm lần. Chạy à, người chạy nữa đi. Triệu Bân cũng rất ngoan, chẳng phản kháng gì. Đợi khi đám người kia đi hết rồi, hắn mới tìm chỗ ngồi xuống. Phá trận rất dễ, ra khỏi phủ Linh Lung cũng dễ. Nhưng muốn ra khỏi đế đô thì rất gian nan. Một khi cổng thành đóng lại, đừng nói là người, đến ma quỷ cũng không ra được. Chỉ cần không tìm được hắn thì cổng thành sẽ không mở, hắn vẫn không ra được khỏi đế đô. Thế nên mới phải động não. Đêm qua hắn không hề làm sằng làm bậy đâu. Bản tôn không đi được, nhưng có một phân thân đã thoát ra rồi. Hay nói cách khác, hắn gây ra động tĩnh lớn như thế là để phái phân thân ra ngoài. Mà phân thân kia đã thông qua đường hầm dưới lòng đất, tới chỗ linh mạch của mặt đất, dùng bí thuật hóa ra nhiều phân thân khác, lúc này đây, chúng đang sử dụng thuật triệu hồi ngược hướng ở nhiều nơi kia kìa. Dùng thuật triệu hồi ngược hướng, có lẽ có thể đưa bản thân ra khỏi nơi này. Dù cho không thể, hắn cũng vẫn ra ngoài được. Tiền đề là phải phá giải được phong ấn trên người hắn. Nói thật lòng, phong ấn khá là nhiều. Thế nhưng mấy ông già kia khá nương tay, không phong ấn quá chặt. Dù sao thì hắn còn phải tu luyện, nếu phong ấn chặt chẽ quá thì đúng là phạm nhân rồi. Mở cổng thành. Bên ngoài vang lên tiếng hô lớn. Tất cả nằm trong dữ liệu của Triệu Bân. Cổng thành mở, phân thân có thể ra khỏi thành. Đồng thời sử dụng thuật triệu hồi ngược hướng ở bên ngoài thành. Lần vượt ngục tiếp theo không phải là chiêu nghi binh nữa, mà hắn thật sự trốn đi rồi. Dưới ánh trăng, Thiên Tông yên tĩnh và hiền hòa. Trên đỉnh Vũ Hóa, Bát Nhã lặng lẽ ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, đắm mình dưới ánh trăng, tinh khiết vô ngần. Lúc mới nhìn, ai không biết còn tưởng cô ta là một vị Bồ Tát đấy. Bị cách tuyệt rồi. Tiếng lầm bầm của cô ta,
chỉ có mình cô ta nghe được. Bị cách tuyệt ở đây là chỉ Hoa Bồ Đề bị cách tuyệt, cô ta có thể cảm nhận được, nhưng không thể triệu hồi được, chắc hẳn nơi mà Hoa Bồ Đề đang ở có sức mạnh bí ẩn nào đó che giấu, đến mức cô ta không thể dẫn dụ được. Đến nửa đêm, Triệu Bân mới phá hết phong ấn. Dưới ánh trăng, hắn ngồi khoanh chân, định dùng phân thân để triệu hồi bản tôn. Tiếc là không dùng được. Vì dính dáng tới không gian, thiên nhãn thuấn thân không thể vượt qua thủy mạc của trận pháp không gian, triệu hồi ngược hướng cũng thế. Không thành vấn đề. Triệu hồi ngược hướng không dùng được thì dùng phương pháp ngốc nghếch này, nhưng hơi đau tay. Keng. Lại lần nữa, tiếng đàn phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Những ai nghe thấy, ví dụ như hai lão già hắc bạch, ví dụ như mấy lão già ở vòng ngoài, đều phải tỉnh giấc. Người nào đó lại đánh đàn rồi, chưa biết chừng là muốn vượt ngục đây, phải tỉnh táo lên. Dám chạy ra lần nữa, ta đấm chết ngươi. Hắc Huyền lão đạo mắng vậy, xách ra một cây gậy sắt. Bạch Huyền lão đạo cũng vậy, tiện tay lấy một cây chùy gai. Các lão già ở ngoài vòng vây cũng rất cảnh giác, trong tay cầm sẵn vũ khí, trước đó hắn quậy một hồi khiến họ bị Linh Lung mắng như tát nước vào mặt, nửa đêm nửa hôm chạy khắp thành, ai cũng tức anh ách đây. Dưới ánh trăng, Triệu Bân gảy nhẹ dây đàn, cả nửa canh giờ, không thấy động tình gì. Điều này tạo ra ảo giác cho đám người kia, tên này hoàn lương rồi, chỉ đơn giản là đánh đàn thôi. Trẻ nhà dễ dậy, Hắc Huyền lão đạo buông gây sắt, Bạch Huyền lão đạo buông chùy gai. Mấy lão già ở vòng vây bên ngoài cũng bả vũ khí xuống. Họ đặt xuống cũng không sao, nhưng tiếng đàn của Triệu Bân đột nhiên xoay chuyển, có thêm tính sát phạt. Một thứ âm đàn bá đạo thoáng chốc phá trận pháp, lại xé rách tầng thủy mạc. Soạt. Triệu Bân trốn mất chỉ trong tích tắc, hệt như một tia sáng lướt qua. Hắn vẫn dùng chiêu cũ, đó là bùa lôi quang. Chạy đi đâu? Bạch Huyền lão đạo hét lên, đưa tay ra, che hết cả bầu trời. Nhưng ông ta không bắt được ai cả. Vì Triệu Bân đã biến mất. Và những người vây xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Người đâu rồi? Tất cả mọi người đều muốn hỏi, ai cũng gãi đầu. Một người đang sống sờ sờ, sao nói biến mất là có thể biến mất được? Doẹt! Triệu Bân đã xuất hiện bên ngoài phủ. Triệu hồi ngược hướng đúng là dễ dùng, với chiêu triệu hồi thế này, hắn đã tạo ra rất nhiều phân thân, không chỉ ở trong thành mà cả bên ngoài thành. Tất cả đã tạo thành một đường dây liên kết, chẳng qua chỉ là phải chịu vất vả một chút trên đường di chuyển thôi. Phong tỏa thành. Câu nói đó lại được truyền khắp đế đô. Khi câu nói đó được thốt ra thì những sát thủ đang ở trong thành đều muốn tè ra quần, lại nữa sao? Không sai, lại tiếp tục nữa rồi. Rất nhiều người ra khỏi phủ Linh Lung. Trước phủ, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn lên mái nhà. Chủ yếu là muốn nhìn Cơ Ngân, liệu có phải hắn lại chạy lên đó ngắm sao nữa rồi không? Nhìn lên thì không thấy hắn ở đó. Ngươi đúng là không chịu an phận mà. Linh Lung xoa chân mày, để hắn ở trong phủ Linh Lung thì mọi thứ cứ loạn hết lên thật. Tìm đi, tìm từng nhà một. Đế đô lại náo loạn trong đêm. Hoàng ảnh vệ luôn có mặt khi cần, len lỏi khắp các đường lớn ngõ nhỏ. Giống như lần trước, tuy không bắt được Cơ Ngân nhưng họ lại tóm được rất nhiều kẻ có hành tung đáng ngờ. Trong đó có tới hơn 8 phần là những kẻ có mục đích không đơn thuần. Nếu không phải là sát thủ của các nước thì là gián điệp của quốc gia khác. Vì sóng gió lần này mà trùng hợp bị tóm cổ ra. Lúc này, bọn họ đều đang tụm lại chửi cha mắng mẹ. Đại hạ đúng là cao tay. Đường phố không một dấu hiệu bất thường. Cũng không có dấu hiệu lục soát nào. Làm bọn này không kịp trở tay. Soạt, soạt. Bên này, Triệu Bân đang liên tục triệu hồi. Đến lần cuối cùng thì hắn đã ra đến giữa vùng đồi núi bên ngoài đế đô rồi. Đúng vậy, nhưng hắn phải chịu chút đau đớn. Bị không gian cắt rách da thịt, thương tích đầy người. Có điều không sao cả, hắn sẽ hồi phục lại như thường nhanh thôi. Hắn không về Thiên Tông mà chạy thẳng đến thành Thiên Thu. Có ngu mới về lại Thiên Tông, ít ra là bây giờ không thể về. Quay về là sẽ bị bắt ngay. Hả? Hắn vừa mới ra khỏi vùng núi đó thì liền thấy nhẫn ma rung lên. Sau đó thì thấy Hoa Bồ Đề bay từ trong nhẫn ma ra, bên trên nó còn nhuốm màu đỏ thắm. Đó là máu của Sở Vô Xương. Lúc ở ma vực, chính vì đuổi theo đóa hoa này mà Sở Vô Xương mới phải mất mạng, đấy là nỗi đau cả đời của hắn.
có người đang kêu gọi nó, Triệu Bân hơi nheo hai mắt lại. Lúc ở ma vực, vì hôn mê nên hắn không biết được chuyện xảy ra sau đó. Lần này, hắn tận mắt nhìn thấy hoa bồ đề bay ra thì đã biết được vấn đề ngay. Giống như những gì hắn suy đoán, hoa bồ đề sẽ không tự dưng bay ra, nhất định là có người đang âm thầm triệu hồi nó. Sát ý trong hắn bỗng dưng trỗi dậy. Hắn không thu hồi hoa bồ đề về lại mà chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Đi theo hoa bồ đề thì sẽ tìm ra được kẻ đang triệu hồi nó. Hắn muốn xem thử là ai mà lại có bản lĩnh đến vậy, lại có năng lực triệu hồi được hoa bồ đề từ trong nhẫn ma của hắn. Nhưng bất luận là ai thì hắn cũng phải tính sổ với người đó, nếu như không phải người đó triệu hồi hoa bồ đề thì hoa bồ đề cũng sẽ không bay đi, Sở Vô Xương cũng sẽ không đuổi theo, Sở Vô Xương không đuổi theo thì cũng sẽ không bị mất mạng. Nói hắn bá đạo cũng được, nói luật nhân quả cũng chẳng sao, tóm lại hắn chắc chắn sẽ giết người đó. Thiên Tông, Triệu Bân lẩm bẩm. Hướng bay của hoa bồ đề vừa hay ngược hướng với núi bất tử. Hoặc cũng có thể nói là nó đang hướng về phía Thiên Tông. Bát Nhã. Triệu Bân hơi nheo hai mắt lại và đã có suy đoán của mình. Người tu vi bình thường thì có lấy hoa bồ đề cũng chẳng làm được gì cả. Người có tu vi bình thường cũng sẽ không biết cách triệu hồi hoa bồ đề như thế. Nếu như đã là hoa của nhà Phật thì đương nhiên phải do nhà Phật triệu hồi. Cả Thiên Tông, chỉ có mỗi một người theo Phật, đó là Bát Nhã. Hắn mang theo sát ý đi theo suốt quãng đường, mặc dù có suy đoán và cũng có phần dám chắc nhưng hắn muốn biết có phải là Bát Nhã hay không thì phải nhìn thấy mới biết được. Nếu như thật sự là cô ta thì hắn cũng sẽ không nể tình. Vẫn là câu nói đó. Nói hắn bá đạo cũng được, nói do luật nhân quả cũng chẳng sao, hắn nhất định phải giết chết cô ta. Màn đêm dần dần trở nên mờ ảo. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chút xuống, phủ lên mình Thiên Tông một lớp áo khoác thiện lành. Các đệ tử chăm chỉ đã ra khỏi phòng, kẻ thì ở trên đỉnh núi, người thì ngồi xếp bằng trên núi, hít thở linh khí của trời đất. Ai cũng biết linh khí của cả ngày đều nằm hết vào buổi sáng, muốn làm cao thủ thì phải biết cố gắng, đâu phải ai cũng giỏi được như Cơ Ngân đâu. Ế! Bỗng có một tiếng hét vang vọng khắp núi. Những người ở gần cửa núi đều bất giác ngước đầu nhìn lên. Đập vào mắt họ là một đóa hoa đang bay lơ lửng. Họ chưa từng nhìn thấy đóa hoa đó, trên thân hoa có Phật quang bao bọc và còn phát ra những ánh sáng kỳ lạ, thỉnh thoảng còn có thể thấy dị tượng xuất hiện, rất thần bí. Nổi bật nhất là màu đỏ trên hoa, mới nhìn thì ngỡ là trang trí, nhìn kỹ lại thì mới biết đấy là máu tươi. Vì toàn bộ đóa hoa màu trắng toát nên vết máu đó mới nổi bật đến vậy. Hoa ở đâu bay đến thế? Loại hoa gì mà chưa thấy bao giờ? Bảo bối. Rất nhiều người bàn tán, còn có người đưa tay lên định lấy về nghiên cứu thử. Nhưng người đó vẫn chưa kịp chạm đến hoa bồ đề thì đã bị khí thế cực mạnh đẩy lùi. Lúc hắn ta đứng vững lại thì đã nhìn thấy một bóng người gầy ốm. Không sai, đó là Cơ Ngân. Hắn đi theo hoa bồ đề đến thẳng Thiên Tông. Lần này đến hắn chỉ cần một đáp án, dù có bị bắt lại thêm lần nữa thì hắn cũng không hối tiếc. Cơ Ngân hả? Các đệ tử nhìn thấy hắn thì lập tức ngây ra. Hắn là người nổi tiếng, hót hòn họt trong cuộc chiến ở ma vực. Mấy ngày nay, những lời đồn về hắn đều đã được thêu dệt thêm màu sắc thần thoại. Vì hắn mà 8 nước liên thủ với nhau, phát lệnh truy sát. Cũng vì hắn mà 8 vương triều lớn đã liên thủ tấn công, tất cả cả biên quan lớn đều có chiến sự. Từ xưa đến giờ, người có thể khiến cho 8 nước gây ra sóng gió lớn như thế cũng chỉ có một mình Cơ Ngân mà thôi. Xét về chiến tích thì tuyệt đối có thể đè bẹp các bậc tiền bối cùng thời, trong đó cũng bao gồm cả Đại Hạ Hồng Uyên và Bất Diệt Ma Quân. Xét về khả năng chiến đấu thì e là ngoài những vật chủ cá biệt thì không ai có thể khống chế được hắn. Nghe nói hắn vẫn còn đang hôn mê, tỉnh lại khi nào thế? Hắn có khả năng tái sinh, chắc là đã tỉnh lại từ lâu rồi, chỉ là chưa về Thiên Tông mà thôi. Có biết bao nhiêu sát thủ đang để mắt đến hắn mà không ngờ hắn còn dám lang thang ở bên ngoài. Đám đông tụ lại, mồm năm miệng 10, ồn ào náo nhiệt, ai nấy đều nhìn Triệu Bân với vẻ kính nể. Đúng vậy, là kính nể, tên này quá mạnh và cũng quá nghịch thiên. Trong trận chiến ở ma vực, e là thiên tài đỉnh cao nhất của lứa trẻ ở các nước đã bị hắn đổ sát bằng sạch nhỉ, trong đó bao gồm cả Thương Xà Thân Dung và Hung Hổ Ma Khôi, hai kẻ này là túc chủ hàng thật giá thật, vậy mà vẫn bị hắn tiêu diệt.
Sát khí mạnh quá. Hắn đã giết bao nhiêu người thế? Nhiều người kính sợ, từ đằng xa đã nhường đường cho Triệu Bân. Không ai dám đến gần, chỉ vì sát khí của Triệu Bân quá mạnh khiến người ta bất giác tưởng rằng hắn từng lên chiến trường, từng giết ra núi thây biển máu, nếu không phải vì thế cũng không tích tụ được sát khí mạnh đến vậy. Đối với họ mà nói, đây là sự trấn nhiếp đến từ tận sâu trong linh hồn. Trạng thái bình thường trông vẫn thuận mắt hơn. Nếu mà đẹp trai hơn tí thì càng hoàn hảo. Cũng có khá nhiều nữ đệ tử đến, ai nấy hai mắt lúng liếng. Anh hùng thích mỹ nữ, đâu phải mỹ nữ không ngưỡng mộ anh hùng. So với những điều này thì tướng mạo không quan trọng. Triệu Bân không nói gì, chỉ đi theo Hoa Bồ Đề. Trời ơi, đúng là cơ ngân thật kìa. Hắn vẫn dám quay về à? Trên đời này không bao giờ thiếu kẻ hô to gọi nhỏ. Ví dụ như kẻ này, nhìn thấy cơ ngân mà như thấy ma vậy. Triệu Bân nhíu mày, nghe mà không hiểu gì. Ân Minh đợi hắn lâu lắm rồi. Nam đệ tử trên đỉnh Thanh Vũ có người tàn, có người phế luôn đó. Câu này mới dứt, Triệu Bân đột ngột đứng lại, bước tới trước mặt kẻ vừa lên tiếng, có lẽ vì tốc độ quá nhanh nên trông hắn như một bóng ma, cũng có thể vì sát khí quá nặng khiến kẻ kia sợ hết hồn. Cơ sư đệ, chào, chào buổi sáng ha. Đệ tử kia cười gượng, không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Bân, bị Triệu Bân nhìn mà toàn thân lạnh toát, dường như nửa cơ thể rơi xuống địa ngục, không thể gánh chịu nổi nỗi sợ từ tận linh hồn. Người trên đỉnh Thanh Vũ bị làm sao, đôi mắt Triệu Bân không hề đảo sang chỗ khác. Nam đệ tử đều bị Ân Minh đánh tàn phế rồi, người kia nói năng cũng lắp bắp. Triệu Bân không đáp, thu lại Hoa Bồ Đề, chạy thẳng tới đỉnh Thanh Vũ. Tuy mặt mũi hắn không có biểu cảm gì, nhưng sát khí bốc lên ngùn ngụt, những nơi hắn đi qua, hoa cỏ cây cối bị đóng băng hết, đến cả đệ tử không may đi ngang qua cũng có thêm một lớp xương giá. Hắn rời đi rất lâu rồi vẫn thấy đệ tử kia đang run lên cầm cập, cảm giác như vừa đi dạo một vòng qua quỷ môn quan. Náo nhiệt đây, Thiên Tông sắp náo nhiệt đây, nhiều người lầm bầm. Lại có kịch hay để xem rồi. Người nào không cam lòng chịu cô đơn, hai mắt sáng ngời lên. Một cơ ngân, thêm một Ân Minh, chẳng phải người hiền lành gì, toàn là những kẻ tàn nhẫn. Một người nổi danh từ ma vực, một kẻ là túc chủ của cửu vĩ, nếu hai người này đánh nhau, đúng là tuyệt đỉnh. Sao lại chạy tới Thiên Tông rồi? Dương Huyền Tông nghe tin mà biến sắc. Nếu ông ta không nhầm thì cơ ngân đáng ra phải ở phủ của Linh Lung mới đúng, hắn trốn ra từ bao giờ vậy? Chẳng nói nhiều lời, Dương Huyền Tông vội vàng xuống núi. Không quên để lại lời dặn sau lưng, đi gọi sư muội Vân Yên với sư thúc Linh Lung. Ở bên này, Triệu Bân đã tới chân núi Thanh Vũ. Đập vào mắt hắn là khung cảnh nhếch nhác. Dưới chân núi chất đầy tạp vật bị người ta vứt bỏ, cây cỏ mục nát, xác động vật thối rữa, muốn gì cũng có. Ngoài ra còn treo không ít tranh chữ. Trên tranh viết toàn ngôn từ ô uế, nào là phế vật, nào là rùa rụt đầu, câu gì cũng có. Không cần phải hỏi cũng biết là Ân Minh phái người làm chuyện này. Chẳng qua là muốn sỉ nhục, trà đạp, chẳng qua là chiêu khích tướng. Nếu không về Thiên Tông, hắn không biết các bằng hữu trên đỉnh Thanh Vũ lại thê thảm đến vậy. Chẳng trách Linh Lung không cho hắn về. Chẳng trách đòi nhốt hắn trong phủ. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân nhỉ. Chết tiệt! Triệu Bân nhanh như một tia chớp, lao thẳng lên đỉnh núi. Gặp đúng lúc sáng sớm. Trên đỉnh Thanh Vũ sương khói lượn lờ. Thấy hắn quay về, Thanh Giao và Mục Thanh Hàn đều sững sờ. Họ định nói gì đó mà lại thôi, sau cùng chỉ mỉm cười miễn cưỡng. Két! Triệu Bân mở cửa phòng của Tô Vũ. Tô Vũ ở trong phòng, nhưng đang ngủ say, khí tức héo rũ, mặt mũi trắng bệch, thỉnh thoảng còn thấy máu tươi trào ra từ khóe miệng. Ở cách đó không xa, Tiểu Vô Niệm còn bị thương thê thảm hơn, căn cơ đã nứt vỡ. Lúc rời đi, hắn nhớ rõ tên đầu chọc này ở cảnh giới Huyền Dương, bây giờ Tu Vi đã giáng xuống chân linh. Cả Dương Phong, Man Đằng, Kiếm Nam và Lâm Tà đều bị thương rất nặng. Người thê thảm nhất, hẳn là Lăng Phi. Cả đỉnh Thanh Vũ này, vóc dáng của nó là thấp nhất, nó cũng bị thương nặng nhất, mất một cánh tay, căn cơ vốn có vỡ nát đến mức không còn hình dạng, dù dùng tẩy tủy dịch cân kinh cũng chưa chắc có thể khôi phục nổi, chắc tới 9 phần sẽ trở thành một phế nhân. Răng rác. Răng rắc. Trong phòng, âm thanh Triệu Bân siết chặt nắm đấm vang lên rất rõ, không rõ là vì giận hay là vì áy náy. Giận là vì Ân Minh.
áy náy và tự trách là vì hắn quay về quá muộn. Hắn có thể tưởng tượng, trong thời gian hắn không ở đây, Đỉnh Thanh Vũ đã gặp phải chuyện gì. Đối diện với Ân Minh, chắc hẳn họ rất bất lực, chắc hẳn đã bị bắt nạt rất nhiều, dưới chân núi thì nhếch nhác, ở nơi này thì thê thảm, chính là minh chứng tốt nhất. Sự im lặng của hắn khiến các nữ đệ tử chạy tới cũng không dám lên tiếng. Họ quá hiểu hắn, hắn càng im lặng thì càng đáng sợ, giống như con mãnh thú hồng hoang say ngủ cả năm sắp thức tỉnh. Ta, không nằm mơ chứ, Lăng Phi tỉnh dậy, nói một câu cũng khó khăn, khóe miệng vẫn còn chảy máu, định ngồi dậy nhưng lực bất tòng tâm, chỉ gắng gượng nở nụ cười với Triệu Bân. Đánh không lại mà vẫn muốn đánh, đầu người uống nước rồi hả, Triệu Bân buông lỏng nắm đấm cánh tay còn lại của Lăng Phi, không ngừng rót chân nguyên vào, giúp nó đánh thức tâm cơ, bởi tên này bị thương quá thê thảm. Hắn mắng ngươi, mắng mẹ của ngươi, Lăng Phi lại ho ra máu. Chớ nói gì nữa, giữ vững tâm thế, Triệu Bân điềm nhiên nói, cố gắng đè sát ý, cũng cố gắng áp chế sát khí, sợ mình làm Lăng Phi bị thương thêm. Bây giờ Lăng Phi không thể chịu nổi chút sóng gió nào nữa. Cơ Ngân, Mục Thanh Hàn khẽ gọi một tiếng. Sư tỷ không cần nói nhiều, ta hiểu, giọng nói của Triệu Bân rất khàn. Cơ Ngân, ta đợi ngươi đánh một trận. Bên ngoài vang lên tiếng cười khẩy, tựa như có ma lực, vang vọng khắp Thiên Tông. Kẻ này tất nhiên là An Minh, từ khi Cơ Ngân tiến vào Thiên Tông, hắn ta đã biết rồi. Chẳng qua, hắn ta không quấy dây. Xì phải để Cơ Ngân nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Đình Thanh và đã. Đó là, món quà lớn mà hắn ta cất công chuẩn bị cho Cơ Ngân. Mau mau mau, đám đệ tử kéo bè kéo cánh chạy thẳng lên núi. Chiến trường do Ân Minh chọn nằm ở bên ngoài núi. Là túc chủ của cửu vĩ mà, một khi đánh nhau thì thể nào cũng gây ra động tĩnh lớn, nếu như thật sự đánh trong Thiên Tông. Vùng núi này sẽ bị đánh tới hoang tàn mất. Bắt Ân Minh về đây cho ta, Dương Huyền Tông lạnh lùng hét lên. Hậu bối đánh nhau, tốt nhất chúng ta không nên can dự vào. Rất nhiều trưởng lão thờ ơ đáp. Mấy trưởng lão đó đều là họ hàng của bọn quỷ minh được phái đến. Ai cũng giữ chức vụ quan trọng trong Thiên Tông. Giống như Dương Huyền Tông từng nói trước đây, vai trò trưởng giáo Thiên Tông của ông ta đang từng bước bị khống chế, sở dĩ Ân Minh ngông cuồng phách lối như thế là vì có người chống lưng ở phía sau và đó cũng chính là Vô Mi đạo nhân. Đương nhiên, Quỷ Minh và Lão Tổ U Huyền đã xem Ân Minh như một thanh kiếm bén, một thanh kiếm có thể dùng để đoạt quyền, còn về phần họ sẽ đối xử ra sao với Ân Minh sau khi đoạt quyền thì nói sau. Linh Lung cũng đã đến. Cô ta cũng không thể xoay chuyển được cục diện này. Sư phụ của cô ta có đồ đệ thì lẽ nào bọn quỷ minh lại không có sao? Hơn nữa, tất cả đều ở Thiên Tông, đều cùng cấp bậc với nhau, uy nghiêm của cô ta khó phát huy tác dụng, mà mấy người đó thì cũng đã quyết tâm muốn chống lưng cho Ân Minh rồi. Trừ khi cao thủ cấp thiên võ đến, nếu không thì không ai có thể ngăn được sự thách đấu của Ân Minh. Vì vậy muốn ngăn chặn được trận đại chiến này thì phải bắt tay từ phía Cơ Ngân. Ép Cơ Ngân ở lại Đỉnh Thanh Vũ thì họ sẽ không thể đánh nhau được. Hèn cũng được, sợ cũng chẳng sao. Tóm lại, không thể để Cơ Ngân đi, một nửa cửu vĩ cấp bậc đỉnh cao không phải loại mà hung hổ và thương xà yếu ớt có thể so bì được. Cơ Ngân có thể đánh thắng được hung hổ và thương xà không có nghĩa là hắn có thể đánh thắng được Ân Minh có cửu vĩ. Cơ Ngân, ta đợi đánh một trận với ngươi đây. Nụ cười nham hiểm của Ân Minh giống như ma chú. Vang vọng khắp bầu trời Thiên Tông. Không chỉ có Thiên Tông, đến cả bên đế đô cũng đã có người đến, đương nhiên là đến để xem kịch. Vẫn chưa đánh nhau mà đã có cả biển người tập trung ngoài núi. Cơ Ngân đánh nhau với Ân Minh, nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi. Bên trong phòng, Triệu Bân không nói gì, hắn vẫn đang chuyển chân nguyên cho Lăng Phi. Đừng đi, Thanh Giao khẽ nói. Cô ấy cũng đã từng được chứng kiến sự độc ác của Ân Minh. E rằng trận chiến này không phải là để phân thắng bại mà là trận quyết đấu sinh tử. Một là Cơ Ngân diệt Ân Minh. Hai là Ân Minh giết Cơ Ngân. Khi gặp phải thúc chủ của cửu vĩ thì Triệu Bân hoàn toàn không có cơ hội giành được phần thắng. Sức mạnh của hai người họ vốn dĩ không thuộc cùng một đẳng cấp. Mục Thanh Hàn, U Lan, Xích Hiên và Triệu Tuyết cũng cùng nói chung một câu. Đừng đi. Chỉ có mình Lăng Phi đang tỉnh táo là nắm chặt lấy tay Triệu Bân. Yên tâm nghỉ ngơi đi. Triệu Bân mỉm cười,
sờ lên mặt Lăng Phi rồi quay đầu bỏ ra ngoài phòng. Bên ngoài đã có rất nhiều người. Dương Huyền Tông, Linh Lung, Vân Yên, Chư Cát Huyền Đạo, Đan Huyền. Đều có mặt. Mục đích của họ rất rõ ràng. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, Vân Yên nói. Nhưng ta cũng chưa chắc sẽ thua, Triệu Bân nói. Đúng vậy, hắn không dám chắc có thể đánh bại được Ân Minh, càng không cần phải nói đến việc tiêu diệt đối phương. Nhưng, dù cho chỉ nắm được 3 phần thắng thì hắn cũng sẽ chiến đấu. Nguyệt Thần từng nói, sợ là đã thua về tinh thần rồi, sau này sẽ trở thành tâm ma cản trở sự thăng cấp, không giữ tín niệm vô địch thì sẽ không thể nào bước lên được đỉnh cao. Nếu cuộc chiến này là một cuộc thử thách, vậy thì dù có chết hắn cũng phải vượt qua, không chỉ vì bạn tốt của mình mà còn là để chút giận cho bản thân. Đừng đùa nữa, lần đầu tiên Vân Yên nói với sự uy nghiêm của một sư phụ. Sư phụ có thể ngăn ta được nhất thời nhưng không ngăn được ta cả đời. Lời của Triệu Bân vẫn thản nhiên như thế, hắn từ từ đi xuống núi. Vân Yên không nói gì và cũng không ngăn cản thêm nữa. Những người có mặt ở đó cũng đều thở dài. Bọn họ hiểu rõ tính cách của Cơ Ngân, một khi đã quyết định gì đó rồi thì dù thần tiên cũng không thay đổi được. Dù bọn họ có cưỡng chế giữ được Cơ Ngân ở lại nhưng cũng giống như những gì hắn đã nói, ngăn được hắn một lúc, không ngăn được hắn cả đời. Hắn và Ân Minh nhất định phải đánh với nhau một trận. Là lỗi của ta. Dương Huyền Tông lắc đầu ngao ngán, ánh mắt đầy sự tự trách. Cơ Ngân, Thiên Vũ và Sở Vô Xương đều vì đại hạ mới đến ma vực. Nhưng ông ta lại không bảo vệ được bạn bè của Cơ Ngân. Trên thực tế, từ cái đêm Hồng Uyên bị trọng thương thì đại hạ lại có gặp thêm khó khăn, có những chuyện đã không còn là việc mà bọn họ có thể kiểm soát nữa. Chẳng hạn như Thiên Tông, có vẻ như ông ta chỉ là một trưởng giáo trên danh nghĩa, có quá nhiều người đứng sau lưng Ân Minh. Linh Lung cũng thở dài, xoa chân mày. Cũng phải trách cô ta, hay nói cách khác là do cô ta đã không trông chừng tốt Cơ Ngân. Đến lúc này cô ta vẫn chưa hiểu, Cơ Ngân làm thế nào chạy ra khỏi được đế đô. Bên ngoài núi, người đông như biển, phần lớn đều vòng tay, nhón chân, nhìn về phía Thiên Tông. Nói thật, bọn họ đã hết kiên nhẫn chờ đợi rồi. Sao vẫn còn chưa ra? Nếu ngươi là Cơ Ngân thì ngươi có ra ứng chiến không? Ta đâu có ngốc, rõ ràng Ân Minh muốn diệt Cơ Ngân, ra ứng chiến thì sẽ chết. Đến ngươi cũng nhìn ra được vấn đề, chẳng lẽ Cơ Ngân lại nhìn không ra sao? Cả đám người tụ lại thì bảo sao không náo nhiệt cho được. Tiếng bàn tán lúc trầm lúc bổng, vang lên không dứt. Quạc! Theo sau tiếng kêu là một con ưng già màu vàng bay vút qua bầu trời, ngồi bên trên nó là một ông già, trên tay cầm một cây gậy đầu rồng. Đấy là ân chú. Sao ông ta có thể không có mặt trong trận chiến sắp làm cháu trai mình nổi danh chứ? Đợi đấy đi, sau trận chiến này, những huy hoàng mà Cơ Ngân đã tạo lên từ trước đến nay và cả những chiến tích chưa từng xảy ra đó nữa, tất cả đều sẽ là của cháu trai ông ta. Ông ta thật sự không nghĩ ra được, Cơ Ngân có thể lấy gì để đánh bại được cửu vĩ. Ân Minh thì đang lơ lửng trên không trung. Hắn ta nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi nở nụ cười đầy khiêu khích. Chắc là không dám đến. Ngô Khởi và Tử Đô cũng có mặt ở đó, ngẩng đầu chờ đợi. Biểu cảm của bọn họ cũng tương tự như Ân Minh. Sau bao ngày bí bách, cuối cùng hôm nay đã có thể trút được cơn giận rồi. Ân Minh độc ác như thế, nhất định sẽ giết chết Cơ Ngân, vậy thì bọn họ sẽ phải phấn khích đến mức nào? Càng có nhiều người đến hơn nữa. Đến những người bế quan cũng chạy đến xem náo nhiệt. Người đông như kiến, trên các ngọn đồi nhỏ đều đầy ắp người. Cả các đệ tử và trưởng lão đều có mặt hết tại đó. Tất cả đã đông đủ, chỉ thiếu mỗi nhân vật chính. Nhìn đi, đến rồi kìa. Không biết là ai đã hét lên. Triệu Bân đã đến, hắn dùng bùa lơ lửng, từng bước tiến lên không trung. Đến thật rồi à? Một tên không sợ chết. Bỗng nhiên, tiếng tặc lưỡi không ngừng vang lên. Có người thích thú. Có người chau mày. Thích thú là vì có thể xem kịch hay và cũng là vì không thích Cơ Ngân. Chau mày là vì tiếc nuối cho một nhân tài. Nếu như Cơ Ngân chết trong tay của Ân Minh thì sẽ là tổn thất rất lớn. Ngươi nói xem Cơ Ngân có thể cầm cự được mấy hiệp. 10 hiệp, không thể nào hơn được nữa. Theo như ta thấy thì e là 5 hiệp thôi cũng khó.
vẫn chưa bắt đầu đánh nhau mà không khí đã nóng hẳn lên, rất nhiều người suy đoán về kết quả của cuộc chiến. Dù sao thì Cơ Ngân đối đầu với vật chủ của cửu vĩ, dù chỉ là một nửa cửu vĩ thôi thì cũng không phải là đối tượng mà hung hổ và thương xạ yếu đuối có thể bì được, sức mạnh của họ không tương đương, nếu đánh nhau thật thì chắc chỉ cần một trường thôi. Tất nhiên, nếu có thể mở năng lực không bị thương không chết thì lại là cách nói khác nha. Nhưng trạng thái đó cũng không phải cứ muốn là mở. Dưới ánh mắt của đám đông, Triệu Bân vẫn bình tĩnh giữa không trung. Qua thời gian lâu như vậy, đây là lần đầu hắn gặp lại Ân Minh. Mạnh, rất mạnh. Điều này thì hắn không thể không thừa nhận. Làm túc chủ của cửu vĩ, Ân Minh có thể không mạnh sao? Sức mạnh của hắn ta rất đáng sợ, khí huyết dồi dào như đại dương, vượt xa những gì Triệu Bân dự đoán. Nếu chỉ so sức mạnh thì hắn và Ân Minh đúng là không cùng cấp bậc. Vì thế, rất có thể hắn sẽ chết trong trận chiến này. Nhưng hắn có niềm tin vững chắc là mình có thể vượt qua kiếp nạn này. Cơ Ngân, ta chờ ngày này lâu quá rồi. Ân Minh cười vô cùng âm u, hé mở mắt, bên trong là ý cười cợt nhả. Hắn ta đang cuồng loạn vì quá hưng phấn, tia sáng trong mắt đỏ ngầu đầy khát máu, như một con sói hung ác đang nhìn chằm chằm vào một miếng thịt mỡ. Hôm nay sẽ là bữa thịnh yến của con ác thú. Như người mong chờ, ta tới rồi. Triệu Bân lãnh đạm, so với sự tàn bạo bên Minh thì con ngới của hắn lại trong vắt như nước. Không bằng cá cược một trận nhé, An Minh cười nhìn Triệu Bân. Tay người, Triệu Bân chi lãnh đạm đáp hai chữ. Cú ê ợc mạng là đi hấp dẫn nhi, thế thì cê cê không chết không ngàng đồ can đảm đấy. Ân Minh cười lớn, triển khai sức mạnh ngay tại chỗ. Một bước dẫm xuống khiến bầu trời vang lên tiếng ầm ầm. Hắn ta không dùng cửu vĩ mà tung một chưởng đánh tới. Hắn ta muốn xem thử nếu không dùng cửu vĩ thì chênh lệch giữa mình và Cơ Ngân là bao nhiêu. Nếu dùng cửu vĩ, vài ba chiêu là thắng, không thú vị lắm. Kẻ bạo tàn thì thích thấy máu, dù là máu của mình đi chăng nữa. Ầm. Triệu Bân cũng tiến lên một bước, tung ra một chiêu hám sơn vô cùng bá đạo. Quyền và trưởng va chạm tạo thành cả khoảng không sấm chớp và gió mạnh, huyết quang tràn ngập. Đó là máu của Ân Minh. Không dùng cửu vĩ, một đòn của hắn ta hoàn toàn bị đè ép, xương bàn tay nổ tung, cả người bay xa ra ngoài. Vèo. Triệu Bân theo sát như hình với bóng, xuất kiếm trong tích tắc. Nhưng chiêu thuấn thân tuyệt sát của hắn lại vô dụng với Ân Minh. Một kiếm này thì trúng mục tiêu nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Việc này thì Triệu Bân cũng đã đoán trước được, không dùng cửu vĩ mà đánh với hắn, Ân Minh sao có thể không có tuyệt chiêu để cậy vào chứ? Một sức mạnh biến hóa kỳ lạ lan ra khắp toàn thân giống như đang cởi ra chiếc giáp đã hư hao. Người xem nhìn mà phải ho gượng. Nếu thuấn thân tuyệt sát không có tác dụng thì phải đánh từ từ thôi. Gào. Một tiếng gào giống vang lên, Ân Minh lập tức triển khai cửu vĩ hóa. Trong điều kiện không dùng cửu vĩ, hắn ta đã nhận thức được chênh lệch giữa hai bên. Hai bọn họ hiển nhiên không cùng cấp bậc. Không dùng cửu vĩ, chỉ một chiêu là hắn ta bị đánh bại. Ầm. Boss được mời ra, Triệu Bân bị chấn tới mức phải nhảy ra xa. E là sống không quá ba hiệp đâu, mấy người xem đều ngước mắt mà nhìn. Dù chỉ là nửa cửu vĩ thì sức mạnh cũng rất khổng lồ, như một ngọn núi to lớn, chín cái đuôi cửu vĩ như chín cột chống trời. Hướng thẳng lên trời mà bế nghế. Con mắt như vò rượu, tàn bạo khát máu, khí huyết cuồng bá như đại dương đang cuồn cuộn. Phụt. Khán giả đứng khá gần đều không kịp tránh né nên bị hất ngã lăn quay. Thậm chí còn bị cắn nuốt, biến thành cho tàn. Hóng chuyện cũng phải có bản lĩnh nha. Thực lực không đủ thì đừng có mà sớn xác chen lên trên. Nói tới Triệu Bân thì hắn đã nhảy ra xa hơn 10 trượng. Nửa cửu vĩ ở trạng thái đỉnh cao đúng là không phải thứ mà hung hổ và thương xà suy yếu có thể sánh bằng. Đêm đó, dù mở ra trạng thái không thương không chết, đánh với hai con kia, chính hắn cũng thấy khó nhọc. Hôm nay, hắn không có trạng thái bá đạo kia mà còn gặp phải một cửu vĩ có thực lực mạnh hơn hai con kia. Chẳng trách mấy người đứng xem nói hắn không sống nổi ba hiếp. Hắn và Ân Minh đã thêm sức mạnh cửu vĩ chênh lệch tới mức nào? Thế này thì làm sao đánh? Gia Cát Huyền Đạo tái nhợt, Thanh Doa và mấy người Mục Huyền Thanh chạy tới xem cuộc chiến cũng trắng bệch cả mặt,
còn Dương Huyền Tôn, Vân Yên và Linh Lung cũng mang vẻ mặt căng thẳng. Cơ Ngân không chịu nhận thua là chuyện tốt. Nhưng lần trở về này, hắn đụng xương cứng rồi. Giết! Giết hắn đi! Đám kẻ thù của Triệu Bân cũng nghiến răng nghiến lợi, nở nụ cười dữ tợn hung hăng nói. Còn sát thủ các nước khác cũng tới không ít, chúng đều lẩn trong đám đông, trong lòng cũng kêu gào. Ẩn núp ở đế đô một tháng nay mà chẳng ai dám ra tay ám sát, nếu Cơ Ngân chết trong tay Ân Minh thì là kết quả tốt nhất rồi. Không phải người nhà mình, chúng không đau lòng đâu. Nói cho cùng, đại hạ tự mình nội chiến đều là chuyện tốt dù về công hay tư. Đây chính là sức mạnh cửu vĩ, Ân Minh cười gằn. Sức mạnh tiên hồ trong cơ thể hắn ta nên hắn ta cũng bị ảnh hưởng bởi tính khí cuồng nộ của nó, con mắt còn đỏ hơn cả cửu vĩ. Không chờ Triệu Bân kịp định thần, một móng vuốt hồ ly ảo khổng lồ chụp xuống, mang theo sức mạnh từ trong cơ thể mà đánh xuống Triệu Bân. Trong tích tắc, người ở hiện trường ngừng thở. Nếu không có gì bất ngờ thì Cơ Ngân sẽ bị tóm lấy, lập tức biến thành làn xương máu thôi. Sức mạnh áp chế tuyệt đối. Bùm! Triệu Bân giải trừ định thân, không lùi lại mà còn tiến lên. Phong lôi quyết, vạn kiếm quy nhất. Trong lòng Triệu Bân quát lớn, bên ngoài có rất nhiều phân thân của hắn. Trước khi khai chiến, hắn đã cho họ tản ra, tất cả đều gom lại sức mạnh thêm vào cho bản thể chỉ trong tích tắc. Dù là kiếm ý hay kiếm uy, tất cả đều đạt đến đỉnh cao. Nhìn xuống dưới, nó như một mũi tên sắc bén. Phụt! Móng vuốt ảo đang giáng xuống bị một chiêu của hắn đâm thủng, mọi người nhướng mày. Uy lực một kiếm kia cũng quá dữ dội. Không chỉ quần chúng mà Ân Minh cũng nhướng mày, liếc sang Triệu Bân một chút. Nhưng Ân Minh không nóng nảy, một chiêu kết thúc trận đấu thì buồn chán lắm. Ngươi còn có thể cho ta bao nhiêu bất ngờ đây? Ân Minh hơi cong khóe môi, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Vừa dứt lời thì phía hắn ta lại có móng vuốt ảo thò ra. Lúc này không phải một mà là bốn, chúng như những con rồng khổng lồ gào thét lạo tới chỗ Triệu Bân. Trước mặt chúng... Triệu Bân nhỏ bé như một con châu chấu. Bù! Long Uyên tham chiến, chân nguyên cuồn cuộn truyền vào, nó kéo dài mấy chục trượng. Đánh cửu vĩ thì phải dùng vật siêu to khổng lồ. Trước đó ở ma vực, hắn cũng làm thế. Chân nguyên không phải vấn đề. Có sức mạnh đại địa không ngừng truyền tới, hắn có thể chịu được sự tiêu hao này. Quan trọng vẫn là, thực lực. Điều này, hắn cũng đã có tính toán. Không biết hắn đã biến ra bao nhiêu phân thân tản ra ngoài. Nếu mỗi một bản phân thân truyền lại sức mạnh thì như thi triển vạn kiếm quy nhất vậy, mỗi một đòn của hắn đều phải đạt tới uy lực của vạn kiếm quy nhất mới được. Phải như thế thì hắn mới có đủ sức mạnh để đối kháng với cửu vĩ Ân Minh. Điều này đòi hỏi sự hợp tác hoàn hảo giữa chân thân và phân thân. Không còn cách nào khác, thực lực của hắn so với sức mạnh cửu vĩ bên trong cơ thể Ân Minh không cùng một đẳng cấp. Hắn chỉ có thể dùng cách này thì mới đủ sức đối kháng với cửu vĩ. Dù sao hắn cũng không phải là một ký chủ. Đối chiến với ký chủ đồng cấp, cho dù hắn có thực lực vượt trội thì cũng không thể mạnh hơn tiên thú. Trong lúc đang nói thì bốn móng vuốt khổng lồ đã đánh tới. Triệu Bân không hề nào núng, hắn thi triển vạn kiếm quy nhất xuyên thủng một móng vuốt hồ ly, sau đó lại trở mình chém một kiếm thi triển bá đao phách thiên trảm chém nứt móng vuốt thứ hai. Móng vuốt thứ ba đang đánh tới cũng bị hắn mạnh mẽ chém đứt. Tới móng vuốt thứ tư thì hắn không thể đỡ được cho nên bị tóm gọn. Thất bại rồi, có rất nhiều người thở dài. Cho dù Cơ Ngân rất mạnh thì cũng phải xem là đang chiến đấu với ai. Có lẽ hắn vẫn không phải là đối thủ của cửu vĩ Ân Minh. Liên tiếp cản được hai đòn chí mạng đã là điều đáng tự hào rồi. Yếu. Quá yếu. Ân Minh bật cười gian ác nhìn Triệu Bân. Thành thật mà nói, hắn ta đã muốn nhìn thấy cảnh tượng này từ lâu. Chỉ cần một ý niệm của hắn ta thì liền có thể nghiền nát Cơ Ngân thành từng mảnh. Có không ít kẻ đứng xem cũng đã chờ cảnh này từ lâu, đều tụ tập lại hò hét. Ngươi nghĩ mình diệt ta được sao? Triệu Bân lạnh lùng nói, mạnh mẽ mở ra thiên cương hộ thể. Thiên cương hộ thể của hắn không phải thiên cương hộ thể bình thường mà còn được thêm vào năng lượng của tất cả các phân thân,
nó không chỉ mạnh mẽ mà còn hết sức khổng lồ tràn lan ra ngoài tầng tầng ánh sáng chói mắt, sau đó ầm ầm nổ tung tiêu diệt bộ vuốt hồ ly hư ảo, thậm chí hai ba ngọn núi ở xung quanh cũng bị thiên cương hộ thể chấn đến sụp đổ. Đó là thiên cương hộ thể. Có rất nhiều người đứng xem chết lặng. Thân là thiếu chủ Dương Thiên Thế Gia, Vệ Xuyên cũng hết sức khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn ta mới thấy có người thi triển được ra thiên cương hộ thể lớn đến như vậy. Thiên cương hộ thể của hắn ta so sánh với thiên cương hộ thể của Cơ Ngân chẳng khác nào một trời một vực. Uy lực quá bá đạo. Không chỉ có đám tiểu bối bất ngờ, lớp người già như Dương Huyền Tông cùng Linh Lung cũng đều hết sức sửng sốt, thật sự không ngờ với tu vi của Cơ Ngân mà có thể tạo ra một thiên cương hộ thể khổng lồ đến như vậy. Sợ rằng ngay cả cường giả chuẩn thiên cũng không thi triển ra được. Sợ rằng ngay cả cường giả chuẩn thiên cũng không chống đỡ nổi uy lực này. Hóa ra ngươi cũng không ngốc. Nguyệt Thần lẩm bẩm, khẽ liếc nhìn hắn. Đánh nhau cũng cần có đầu óc. Cũng may Triệu Bân còn nhớ mang theo đầu óc ra chiến trường. Trên thực tế, Triệu Bân đã muốn làm điều này ngay khi còn ở ma vực. Tuy nhiên ở ma vực có rất nhiều ma quỷ. Hắn lại bị càn khôn hạn chế cho nên đại đa số thời gian phân thân của hắn đều rất khó có thể tập hợp sức mạnh. Bên ngoài ma vực hắn không còn bị hạn chế nữa. Chỉ cần hắn có đủ nhiều phân thân và phân thân tập trung sức mạnh đúng lúc thì hắn hoàn toàn có thể đánh bại cửu vĩ ân minh. Đây là một trận chiến so xem ai sẽ tiêu hao hết năng lượng trước. Để xem ân minh sẽ giết chết được hắn trước hay là hắn sẽ khiến cho sức mạnh cửu vĩ khô kiệt trước. Phần thắng của hắn chiếm 3 phần. Phần thắng của ân minh chiếm 6 phần. Một phần còn lại đều tùy thuộc vào ý trời. Nếu hôm nay trời nổi giông bão thì phần thắng của Triệu Bân sẽ tăng lên 4 phần. Triệu Bân đã xem xét thiên tượng nhưng không thể nhìn thấu. Dường như đã có một nguồn sức mạnh kỳ lạ che lấp thiên tượng. Theo như Nguyệt Thần nói là bởi vì càn khôn ở phàm trần đã bị tổn hại cho nên thiên tượng cũng không còn chuẩn xác nữa. Triệu Bân không nhìn thấu. Nhưng một vị thần như cô ta chắc chắn có thể nhìn thấu. Hôm nay có giông bão. Tuy nhiên, thời gian giông bão sẽ không kéo dài quá lâu. Triệu Bân có khả năng mượn lôi uy trợ chiến trong hôm nay, nhưng khả năng này vô cùng hạn chế. Cơ Ngân, ngươi lại khiến cho ta bất ngờ nữa rồi. Ân Minh mỉm cười âm hiểm, móng vuốt hồ ly bị tiêu diệt là điều mà hắn ta không thể ngờ được. Tuy nhiên, điều đó cũng không quan trọng. Hắn ta vẫn chưa tức giận. Trận chiến này có vẻ còn thú vị hơn mong đợi của hắn ta. Triệu Bân im lặng, sắc mặt hơi tái đi. Phân thân tập trung năng lượng trong chớp mắt thêm vào trên người chân thân quả thật có thể khiến cho uy lực công phạt của chân thân trong chớp mắt tăng lên đến đỉnh điểm. Nhưng phương pháp này dùng một hai lần thì được, nếu dùng nhiều quá thì thân thể của hắn ta không thể nào chống đỡ được. Suy cho cùng, nguồn năng lượng truyền vào quá khổng lồ đã vượt quá giới hạn của thân thể hắn. Nhờ vào việc luyện thể hàng ngày và trải qua 3 trận thiên kiếp cho nên thể chất của hắn mới đủ mạnh, cộng thêm vạn pháp trường sinh quyết thì mới có thể chống đỡ được nguồn năng lượng cực hạn này. Nếu đổi lại là một võ tu bình thường thì sợ rằng đã nổ tung thành cho bụi từ lâu. Ân Minh tấn công một lần nữa, những bộ vuốt hồ ly khổng lồ lại từ trên bầu trời giáng xuống. Từ bên dưới nhìn lên trời thì vuốt hồ ly đã không còn là vuốt hồ ly nữa mà chính là núi lớn đang giáng xuống. Triệu Bân có thể cảm nhận được rõ ràng. Trước khi móng vuốt hồ ly giáng xuống thì hắn đã cảm nhận được khí thế hùng vĩ giống như núi lớn nghiền ép, hắn có muốn bỏ chạy cũng không thể chạy được bởi vì uy áp quá mạnh mẽ, uy thế quá nặng nề bao trùm khắp bầu trời khiến cho ai cũng phải bất động, đừng nói đến bỏ chạy, ngay cả xoay người cũng không được, toàn thân mất sức phản kháng, nếu không cẩn thận sẽ bị nghiền thành cho bụi. Vì vậy, hắn phải dốc hết toàn lực để chống lại. Chân nguyên của hắn quay cuồng. Năng lượng chảy vào trong cơ thể rồi ngưng tụ trên song trường, hóa thành bàn tay khổng lồ đánh thẳng lên trời. Móng vuốt hồ ly khổng lồ đã giáng xuống, nghiền nát xương chân của Triệu Bân. Bàn tay to hóa ra từ chân nguyên của hắn đã bị tiêu diệt trong nháy mắt. Thần long vẫy đuôi. Triệu Bân vừa quát lên thì phân thân đã truyền thêm năng lượng vào cho hắn thi triển thần long vẫy đuôi. Con mợ nó. Đám người đứng xem giật mình thon thót. Đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn thân long dài tận mấy trăm trượng mà Cơ Ngân vi ừa thi triển ra. Không phải bạn họ chưa từng nhìn thấy thần long vẫy đuôi, nhưng thần long này thật sự quá khủng bố. Uy lạc của nó có mạnh hay không thì chưa biết,
nhưng dáng vóc khổng lồ của nó thật sự hết sức dọa người. Thần long vẫy đuôi uy lực vô song, trong nháy mắt đã hất bay móng vuốt hồ ly, ngay cả Cù Vi An Minh cũng bị chấn lui nửa bước, khiến cho đám người đang đứng xem đều thất kinh hôn vía. Cơ Ngân chỉ mới đạt tới cảnh giới địa tạng tầng 1 vậy mà đã có thể đánh lui cửu vĩ. Chuyện này quá đáng sợ. Sức mạnh khổng lồ này đến từ đâu? Dương Huyền Tông lẩm bẩm. Linh Lung và Vân Yên bên cạnh cũng khẽ cau mày. Trước là thiên cương hộ thể, sau là thần long khổng lồ, hai chiêu này đều tiêu hao nguồn năng lượng vô cùng khủng khiếp, cho dù Cơ Ngân có đan hải thì cũng không thể gánh nổi. Là do phân thân tập trung năng lượng, Đan Huyền trầm ngâm nói. Sao ta lại quên chuyện này chứ? Ngô Huyền Thông vuốt râu nói. Trong trận tỷ thí Tân Tông, vạn kiếm quy nhất của Cơ Ngân cũng được thi triển nhờ vào sự tập trung năng lượng của phân thân trong chớp mắt, cho nên mới có thể đánh bại Sở Vô Xương. Hiện giờ Cơ Ngân có thể liên tục thi triển những bí pháp đáng sợ bậc này nhất định là do phân thân đã tập trung năng lượng truyền vào chân thân của hắn. Hơn nữa, số lượng phân thân còn phải vô cùng lớn. Chính vì vậy mới càng kỳ quái, Dương Huyền Tông hít sâu một hơi nói. Phải biết rằng để biến ra một phân thân thì phải tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Mà nguồn chân nguyên đó tất nhiên được lấy từ chân thân mà ra. Với tu vi hiện giờ của Cơ Ngân, có thể biến ra được nhiều phân thân đến như vậy sợ là chưa kịp thi triển thêm bí pháp thì chân nguyên đã khô kiệt rồi. Cho dù hắn có đan hải cũng không thể có nhiều chân nguyên dự trữ đến như vậy. Điều này cũng nghĩa là chắc chắn Cơ Ngân còn có những nguồn sức mạnh khác bổ sung cho mình. Chỉ có điều bọn họ không biết đó là sức mạnh gì. Những nghi vấn tương tự, các tiền bối khác cũng có. Bọn họ đứng xem trận chiến tới mức hồ đồ. Chủ yếu là bởi vì phương pháp chiến đấu của Cơ Ngân đã phá vỡ hết tất cả các quy tắc bình thường, hắn đáng lẽ ra không thể có được nhiều chân nguyên đến như vậy, lại có thể đối kháng ngang ngửa với Cửu Vĩ Ân Minh. Hay! Hay lắm! Cửu Vĩ Ân Minh định thân, từng bước đạp sụp đổ một ngọn núi. Hai mắt của hắn ta hừng hực lửa, hiện lên một màu đỏ tươi đáng sợ. Hắn ta dường như đang phát điên lên vì phấn khích. Thật không hổ là kẻ đã hạ sát hết đám yêu nghiệt thiên tài của các quốc gia khác, Cơ Ngân quả nhiên không tầm thường, trận đại chiến này thực sự rất thú vị. Trong lúc đang cười, Ân Minh lại vung tay lên. Đột nhiên có một nguồn năng lượng cuồng bạo xông ra ngoài biến thành sóng lớn ập về phía Triệu Bân. Đám người đến xem đều lùi về phía sau, sức mạnh cửu vĩ biến thành sóng lớn không phải là chuyện đùa, từng đợt sóng thủy triều đều mang khí thế trầm trọng. Nếu như đứng quá gần thì sẽ bị khí thế đó nghiền nát thành cho bụi. Đến đây, Triệu Bân cũng đứng vững vàng, thi triển ra từng làn sóng lôi điện khổng lồ. Hai làn sóng đối nghịch nhau va chạm cực mạnh khiến cho thiên địa đều bị xé rách, không biết có bao nhiêu người đã bị chấn trở mình. Xem tình hình thì có vẻ như làn sóng lôi điện của Triệu Bân đã không thể địch lại làn sóng thủy triều của Ân Minh, ngay lập tức đã bị làn sóng thủy triều nuốt chừng. Làn sóng lôi điện không yếu, nhưng tu vi của Triệu Bân không đủ để thi triển ra uy lực cực hạn của nó. Nếu như Triệu Bân có tu vi cảnh giới chuẩn thiên thì mọi chuyện đã khác, cho dù không địch lại thì cũng sẽ không thể bị đánh bại dễ dàng như vậy. Vèo. Nhìn thấy làn sóng lôi điện của mình bị làn sóng thủy triều nuốt chừng, Triệu Bân ngay lập tức phi thân ra phía sau. Đi đâu? Ân Minh mỉm cười âm hiểm, thay đổi ấn quyết. Ngay lập tức làn sóng thủy triều cuồng cuộn đã biến thành làn sóng kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí lại hết sức sắc bén bao phủ cả bầu trời rồi đồng loạt giáng xuống như mưa. Cảnh tượng này khiến cho da đầu của Linh Lung tê dại, đòn công phạt này quá bất phàm, tốc độ thi triển cũng nhanh như chớp. Xét về uy lực thì từng đạo kiếm khí đều hết sức sắc bén, nếu không cẩn thận Triệu Bân có thể bị mưa kiếm khí này chém thành một đống máu thịt bê bết. Hự! Những người có tu vi yếu kém đều cố hết sức bịt lỗ tai lại, thất khiếu đều đã đổ máu không thể chịu nổi được thanh âm của kiếm khí đang ngân vang hết sức quỷ dị. Dường như chỉ cần thanh âm của kiếm khí cũng có thể xuyên thấu chân nguyên hộ thể của bọn họ, có một số người không kịp bịt tai còn bị chấn diệt tinh thần trở thành người điên dại. Triệu Bân đang thối lui thì bất ngờ đứng lại, phân thân tiếp tục tập trung năng lượng truyền vào cơ thể hắn giúp hắn vũ động kiếm Long Uyên. Keng, keng, keng. Kiếm Long Uyên liên tục đánh bay kiếm khí tạo ra những thanh âm vang dội cùng những tia lửa mãnh liệt đầy trời. Không khó để nhìn thấy bàn tay của Triệu Bân đã bị chém nát,
Kiếm Long Uyên càng lúc càng run lên bởi vì mưa kiếm khí quá mạnh mẽ, từ đông sang tây không có chỗ nào là không có kiếm khí, nếu như phòng ngự không chặt chẽ thì chỉ sợ hắn sẽ sớm bị chém thành thịt vụn. Khi kiếm khí tan biến hết, Triệu Bân đã không còn ra hình người nữa. Cơ Ngân, ngươi còn thứ gì chưa tung ra nữa? Ân Minh cười khoái trá, chậm rãi bước tới giống như đang thong thả dạo bước trong sân nhà mình. Sức mạnh cửu vĩ bao trùm toàn bộ cơ thể của hắn ta. Hắn ta đi tới đâu thì sức mạnh cửu vĩ liền đi tới đó, gây ra động tĩnh rất lớn. Theo bước chân của hắn ta, từng ngọn núi cao đều ầm ầm băng diệt, mỗi một bước chân giáng xuống đều khiến cho trời long đất lở. Triệu Bân không nói lời nào, ổn định thân hình, cố gắng trụ vững. Thấy vậy, ánh mắt của Ân Minh lại càng nóng hơn. Sau đó, cửu vĩ khổng lồ lại giống lên rồi phóng tới chỗ Triệu Bân. Chiến! Triệu Bân cầm chắc kiếm Long Uyên trong tay nghênh chiến. Ầm, ầm, ầm. Đại chiến vẫn tiếp tục. Sức mạnh cửu vĩ bá thiên tuyệt địa, khí huyết ngập trời, nhất cử nhất động của cửu vĩ đều mang khí thế khiến cho thiên địa rung chuyển. Nhìn sang Triệu Bân, cơ thể hắn đã thấm đẫm máu tươi nhưng vẫn ra sức vũ động kiếm Long Uyên. Trong khi các phân thân bên ngoài cật lực tập trung sức mạnh truyền cho hắn sau đó đều lần lượt nổ tung. Một phân thân nổ tung thì lại có thêm một phân thân được biến ra đảm bảo sức mạnh truyền cho chân thân không được yếu hơn, nếu như nguồn sức mạnh bị giảm xuống thì vạn kiếm quy nhất của Triệu Bân chỉ có thể gãi ngứa cho Ân Minh. Nhờ vào số lượng lớn phân thân bên ngoài tập trung năng lượng truyền vào cho nên Triệu Bân mới miễn cưỡng đứng vững được trước công phạt của cửu vĩ Ân Minh. Tuy nhiên, hắn đã hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong. Máu tươi liên tục đổ ra ngoài. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, còn chưa đợi hắn đánh gục được cửu vĩ Ân Minh thì hắn đã tự nổ tung rồi. Sức mạnh mà phân thân truyền vào cơ thể của hắn quá lớn đã vượt quá giới hạn mà cơ thể của hắn có thể chống đỡ, đang dần dần làm tổn thương căn cơ của hắn. Thời gian càng trôi qua thì kết cục thân hủy hồn diệt của hắn cũng càng gần. Quá mạnh, đám người đứng xem đều nuốt nước bọt. Bọn họ đang nói về cửu vĩ Ân Minh. Cũng đang nói về Cơ Ngân. Cơ Ngân chiến đấu với cửu vĩ Ân Minh đã mấy chục hiệp nhưng vẫn chưa bị đánh bại, hắn có thật sự là con người không? Đừng nói là mấy người Dương Huyền Tông, ngay cả Đại Tế Ti Ân chú cũng đang cau mày, ánh mắt khó che giấu được sự kinh hãi, lão ta đã quá coi thường Cơ Ngân rồi. Trong số thế hệ trẻ, ngươi là người mạnh nhất. Thiên phú chiến đấu cùng ý chí chiến đấu của Cơ Ngân khiến cho bọn chúng cảm thấy vô cùng bị đe dọa. Chấm. Ầm, ầm, ầm. Trận chiến giữa Cơ Ngân và cửu vĩ Ân Minh khiến cho thiên địa khắp nơi như bị xé toạc ra. Bọn họ đánh tới đâu là chỗ đó liền biến thành đống đổ nát hỗn độn. Hay lắm. Những tiếng tán thưởng vang lên nối tiếp nhau. Chỉ là không biết đám người đứng xem đang tán thưởng Ân Minh hay tán thưởng Cơ Ngân. Hơn phân nửa là tán thưởng Cơ Ngân. Chiến đấu đến tận lúc này. Không còn kẻ nào dám nghi ngờ chiến lực của Cơ Ngân. Thảo nào hắn lại có thể giết chết nhiều thiên tài yêu nghiệt của các quốc gia như vậy. Bọn họ có thể tưởng tượng ra được cảnh Cơ Ngân ở trong ma vực tàn sát tứ phương đẫm máu như thế nào. Phụt! Trong những thanh âm trầm trồ khen ngợi, Triệu Bân lại đổ máu. Một lần nữa, hắn lại đổ máu. Từ lúc khai chiến tới tận bây giờ người đổ máu vẫn luôn là Triệu Bân, trái lại. Ân Minh đang ở trong trạng thái cửu vĩ thì không bị tổn hại tới một cọng tóc, thậm chí còn không cảm thấy chút chật vật nào. Hắn ta đang bật cười một cách điên cuồng. Sảng khoái, trận này đánh rất sảng khoái. Quả nhiên mọi chuyện còn thú vị hơn những gì mà hắn ta tưởng tượng. Hắn ta phải hành hạ Cơ Ngân đến chết thì mới có được cảm giác thành tựu thật sự. Phụt! Triệu Bân hộc máu, bước đi loạng choạng, cố gắng đứng vững. Sao, không thể động đậy được nữa sao? Khóe miệng Ân Minh hơi nhếch lên, hắn ta lại thong thả bước tới từng bước một. Triệu Bân không nói gì, chỉ thu kiếm Long Uyên lại sau đó lấy ra cây đàn đá. Bàn tay đẫm máu của hắn đặt trên cây đàn đá khiến cho dây đàn cũng bị máu nhuộm đỏ, toàn thân hắn run rẩy khiến cho cây đàn đá dường như cũng hơi run rẩy. Đàn đá! Đám người đứng xem hết sức sửng sốt. Bị đánh thảm đến vậy mà còn có tâm trạng chơi đàn. Tiếng đàn của hắn quá tà hồ. Hắc Huyền lão đạo cùng Bạch Huyền lão đạo cũng đều có mặt, cầm gậy gõ gõ vào lòng bàn tay.
Những người khác có thể không biết nhưng bọn họ thì biết rõ ràng. Tiếng đàn của Cơ Ngân mang theo cẩm ý bá đạo, ngay cả trận pháp không gian mà tiếng đàn của hắn còn có thể phá, xé rách cả màn nước bao phủ xung quanh rừng trúc tím. Chỉ không biết khi sử dụng trong thực chiến thì nó sẽ có uy lực thế nào thôi. Dù sao thì kẻ mà hắn đang đối chiến chính là ký chủ của cửu vĩ, nếu như uy lực bộc phát ra không đủ thì ngay cả phòng ngự của đối phương hắn cũng không thể phá được. Keng! Triệu Bân gảy đàn, tấu lên khúc vô xương. Tiếng đàn bi thương vang vọng khắp thiên hạ. Những người có tâm tình bi ai như người của Sở Gia khi nghe được khúc nhạc này đều không khỏi rơi lệ. Đám người đứng xem khi nghe thấy tiếng đàn này cũng không khỏi bồi hồi nhớ về quá khứ đau buồn. Khúc nhạc bi thương quá. Có không ít người lẩm bẩm, đa phần là người của Thiên Tông. Lúc trước khi Triệu Bân bị nhốt trong Linh Lung Phủ thì hắn đã ngộ ra khúc vô xương. Người ở Đế Đô đều đã nghe qua khúc nhạc này nhưng người ở Thiên Tông thì chưa bao giờ nghe qua, vừa nghe xong liền cảm thấy muốn òa khóc. Lúc đầu bọn họ còn không tin. Lần này bọn họ mới thật sự tin. Cơ Ngân Thiên Tông quả nhiên là đa tài đa nghệ, lại có thể tấu nên một khúc nhạc quái dị thế này. Khúc nhạc như có ma lực tác động lên tâm cảnh của con người khiến cho rất nhiều người đều không kìm được nước mắt. Nén bi thương. Dương Huyền Tông bất ngờ lên tiếng khiến cho Ngô Huyền Tông cùng Chư Cát Huyền Đạo đều không hiểu. Một lúc sau bọn họ mới nhận ra hai mắt Linh Lung cùng Vân Yên đều đã đẫm lệ. Ngẫm lại cũng không lạ, một người là sư muội, một người là sư thúc đều có những chuyện xưa đau buồn mà thế nhân không biết, nay lại bị tiếng đàn này chạm đến tận cùng tâm hồn khiến cho nước mắt tuôn rơi lã chã. Ở đây còn có rất nhiều người khác giống như bọn họ. Người lầm lĩ nói như Đao Vô Ngân cũng đã rơi lệ đầy mặt. Cho nên mới nói, cầm khúc của Cơ Ngân rất quỷ dị, không chỉ lọt vào tai mà còn đánh thẳng vào tâm hồn của mỗi người. Thanh Giao cũng là người tu luyện cầm pháp, giờ phút này liền cảm thấy tinh thần mông lung. Nếu như không tận tai nghe thấy thì cô ấy cũng không biết Triệu Bân lại thông hiểu âm luật đến như vậy. Cô ấy cũng tinh thông cầm khúc nhưng vẫn còn cách xa trình độ có thể khiến cho người nghe phải rơi lệ. Bởi vì một đoạn cầm khúc, bầu không khí bỗng nhiên trở nên hết sức kỳ quái. Đám người đều đến xem kịch hay không ngờ mình lại rơi nước mắt không dứt. Con mợ nó, đã lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên bọn họ lại khóc khi xem kịch. Ầm, cảnh tượng bi thương bị một tiếng ầm ầm đánh vỡ. Cửu Vĩ Ân Minh đã đi tới, mỗi một bước đi đều làm sụp đổ một ngọn núi. Cầm khúc không tồi, Ân Minh cười nhạt nói. Keng, đáp lại hắn ta, cầm khúc vẫn tiếp tục. Tấu khúc dụng ý không dụng lực. Tiếng đàn của Triệu Bân đột ngột biến chuyển, phảng phất có chút sát khí. Cầm ý bá đạo như đã ngưng tụ thành một thanh thần kiếm cái thế từ trên trời chảm xuống khiến cho không gian trở nên vặn vẹo. Hửm, Ân Minh nhất thời cau mày. Không biết vì sao trước mặt hắn ta đã xuất hiện một nguồn năng lượng vô hình cản bước hắn ta. Không chỉ vậy, ngay cả cơ thể cửu vĩ cũng đã bị chém ra một vết thương dù rất nhỏ. Chuyện này, tất cả mọi người có mặt đều giật mình thon thớt. Cầm khúc của Triệu Bân có thể chặn Đi Ưng được bước tiến của Chiêu Vĩ. Ngay cả Hoàng Phi Vũ Linh nhìn thấy cũng cả kinh. Bà ấy đã tự ưng gặp không ít người tu luyện cầm pháp nhưng người có thể đánh ra cơ ý mạnh mẽ chặn đường được bu ước tiến của một ký chủ thì chỉ có một mình Cơ Ngân. Hắn phải trải qua chuyện gì mới có thể nghệ ra được cơ ý khủng khiếp nhường này chế. Thú vị! Ân Minh cười âm hiểm, nhận ra cầm ý. Hắn ta không tin cầm ý này có thể cầm chân được mình. Hắn ta ngay lập tức mạnh mẽ điều khiển cửu vĩ bước tới từng bước, muốn nhìn thử xem cho tới khi hắn ta giết tới thì Cơ Ngân có còn bình tĩnh như vậy được nữa hay không. Đánh đàn. Người nghĩ mình có thể đánh bại ta bằng cách đánh đàn sao? Đúng là nực cười. Keng. Cầm khúc của Triệu Bân càng lúc càng bộc phát ra nhiều sát ý. Cửu vĩ Ân Minh đang bước tới cũng càng lúc càng gặp phải nhiều áp lực hơn, ngay cả bước chân cũng bị đẩy lùi. Hắn ta đã quá xem thường Cơ Ngân, không ngờ hắn lại có thần thông bậc này, chỉ dựa vào cầm khúc mà có thể chặn đứng được bước chân của tiên thú. Ngay cả hắn ta cũng cảm thấy như thế thì thế nhân lại càng hoảng sợ. Xem ra cầm ý vô hình mới là đáng sợ nhất. Chẳng hạn như Cơ Ngân, cầm ý của hắn vô hình vô dạng lại bá tuyệt vô song, hắn đã lấy nguồn sức mạnh đó từ đâu chứ? Tuy nhiên, muốn dùng cách này để đánh bại cửu vĩ Ân Minh thì vẫn chưa đủ đạo hạnh. Triệu Bân biết điều này.
hắn chặn đứng được Ân Minh không có nghĩa là sẽ đánh bại được Cửu Vĩ. Hoặc cũng có lẽ là do sự lĩnh ngộ của hắn đối với Cầm Khúc vẫn còn chưa đủ thâm sâu cho nên không thể thi triển ra uy lực cực hạn. Nhưng chỉ dựa vào chuyện này cũng đã đủ khiến cho tất cả mọi người phải chấn kinh rồi. Thử nghĩ xem, nếu như đối thủ của Cơ Ngân không phải là một ký chủ mà chỉ là một võ tu bình thường thì chắc chắn sẽ bị Cầm Ý tiêu diệt. Đáng tiếc Cửu Vĩ không phải là vật bày trí, nó chẳng những có thể tấn công mãnh liệt mà còn chịu đòn rất tốt. Phá cho ta! Cửu Vĩ Ân Minh quát lớn một tiếng, đánh một chưởng xuống đất. Đột nhiên có tầng tầng khí tức vô hình tỏa ra hào quang từ chưởng ấn của hắn ta lan tràn ra bốn phía, mạnh mẽ phá vỡ Cầm Khúc của Triệu Bân rồi cũng mạnh mẽ phá luôn Cầm Ý của hắn. Ngay cả những người chỉ đang đứng xem cũng đều gặp tai ương, tất cả đều bị chấn trở mình, những kẻ có nội tình yếu còn bị chấn diệt thành tro. Phụt! Triệu Bân hộc máu chấn động. Không phải do hắn không đủ mạnh mà là do Cửu Vĩ Ân Minh quá đáng sợ. Đàn đi, sao không đàn nữa? Cửu Vĩ Ân Minh cười, nét mặt hung tợn đáng sợ. Năm lần bảy lượt bị chặn đứng khiến cho hắn ta rất khó chịu. Triệu Bân lảo đảo thở hổn hển, toàn thân đổ máu giàn giụa, thương tích vô cùng kinh khủng, nguồn năng lượng khổng lồ liên tục truyền vào đã tàn phá cơ thể của hắn, không chỉ tàn phá bên ngoài mà còn tàn phá cả lục phủ ngũ tạng. Tứ chi xương cốt, kỳ kinh bát mạch, bất cứ lúc nào hắn cũng có khả năng bị nổ tung. Ầm. Đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn. Nghe vậy, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn. Lọt vào trong tầm mắt của bọn họ là mây đen vần vũ, lôi điện đầy trời. Thiên kiếp. Có không ít người nhìn thấy cảnh này thì đều cảm thấy sởn tóc gáy. Chẳng hạn như Ngô Khởi. Chẳng hạn như Tử Đô. Những người từng bị thiên lôi đánh đều bất giác lui lại một bước. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Đám yêu nghiệt từng bị thiên lôi đánh đều đã có bóng ma tâm lý, thậm chí ngay cả một cơn giông tố bình thường cũng có thể khiến cho bọn chúng nghĩ là thiên kiếp, vừa nhìn thấy thiên lôi thì sẽ sợ bị thiên lôi đánh. Tới đúng lúc lắm. Triệu Bân định thân rồi phóng thẳng lên trời. Bay lên thật cao thì hắn mới dừng lại. Cùng lúc đó hắn lại lấy ra kiếm Long Uyên nhuốm đầy máu giơ lên cao. Ầm. Một luồng lôi điện đánh thẳng xuống kiếm Long Uyên. Sau đó lại có thêm rất nhiều lôi điện đánh xuống, liên tiếp đánh vào kiếm Long Uyên, ngay cả Triệu Bân đang cầm kiếm cũng bị đánh trúng, toàn thân như bị lôi điện xé rách. Như vậy, cũng được sao? Đám người nhìn lên bầu trời đều giật giật khóe miệng. Ngày thường bọn họ nhìn thấy thiên lôi đánh đều bỏ chạy rất nhanh. Còn cái tên này thì hay rồi, vừa thấy thiên lôi đánh xuống đã ngay lập tức phóng lên chịu đòn. Hơn nữa khi thiên lôi đánh xuống thân thể, hắn lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là yêu nghiệt đã từng trải qua thiên kiếp không giống với người thường. Công pháp huyền ảo quá. Các trưởng lão hơi nheo mắt lại, đã nhìn ra manh mối. Cơ Ngân chắc hẳn đã tu luyện một loại công pháp kỳ dị để có thể dùng thân dẫn lôi. Như vậy thì hắn không sợ bị thiên lôi đánh. Trên đời lại có loại công pháp bá đạo vậy sao? Có không ít người đều hướng mắt về phía Vân Yên. Vân Yên cũng đang ngẩng đầu nhìn trời, cô ta không biết phương pháp dẫn lôi, ai đã dạy cho hắn vậy? Nếu như không tận mắt chứng kiến thì cô ta cũng không biết rằng đồ nhi của mình còn biết loại công pháp nghịch thiên đến thế. Đổi lại là người thường thì đã bị đánh thành bụi từ lâu. Ầm, ầm. Thiên lôi càng lúc càng lớn. Triệu Bân đang dùng thân dẫn lôi trông hết sức chói mắt, cả thân thể bị lôi điện xé rách, hào quang bắn ra bốn phía. Dường như hắn không còn là người nữa mà đã trở thành một vị thần, chính là một vị lôi thần. Ân Minh lần đầu tiên cau mày. Không hiểu sao hắn ta lại có dự cảm không lành. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Tiếng quát của Triệu Bân có lôi uy trợ oai đã vang vọng khắp bát hoang. Tất cả những ai nghe thấy tiếng quát của hắn, bao gồm cả Cửu Vĩ Ân Minh, đều cảm thấy rùng mình. Bọn họ đều nghe được uy nghiêm vô thượng giống như hắn thật sự là một vị thần đang giáng sự trừng phạt xuống thế gian. Tất cả là vì Triệu Bân. Chính xác mà nói, vì hắn đã sống sót qua ba trận thiên kiếp cho nên sức mạnh của thiên kiếp vẫn còn nằm trong cơ thể hắn. Uy thế sẽ lộ ra vào lúc hắn gặp thiên lôi. Ông! Triệu Bân vừa dứt lời thì kiếm Long Uyên cũng hướng thẳng về phía Cửu Vĩ Ân Minh.
đột nhiên, hàng vạn luồng lôi điện từ trên trời đánh xuống giống như một trận mưa xối xả đang trút xuống. Ân Minh biến sắc, vội vàng bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn ta không thể trốn thoát. Thiên lôi đang tung hoành bốn phương tám hướng. Cửu vi Ân Minh khổng lồ nhất ở đây cho nên cũng hứng chịu thiên lôi nhiều nhất, ngay lập tức bị thiên lôi đánh trúng khiến cho da thịt bốc lên khói đen, rách toạt ra những vết thương lớn nhỏ. Dùng thiên lôi công phạt cửu vĩ, thật không ngờ. Chư Cát Huyền Đạo thốt lên, trái tim cũng giật thót. Đừng đánh sai hướng. Đám người đứng xem lại lui về sau lần nữa. Nhất là những người từng bị thiên lôi đánh đều rút lui nhanh nhất có thể, thiên địa đã ngập tràn lôi điện, chẳng khác nào một trận thiên kiếp, chẳng qua cửu vĩ Ân Minh quá khổng lồ cho nên đã hứng chịu phần lớn mà thôi. Thật mạnh. Hoàng Phi Vũ Linh cũng khiếp sợ. Tên nhóc này có quá nhiều thủ đoạn. Giống như trận pháp thiên lôi này, không ai có thể ngờ được. Uy lực của thiên lôi quả thật bá đạo, lôi đình vạn quân khiến cho cửu vĩ Ân Minh bị đánh đến mức muốn ngẩng đầu lên cũng hết sức chật vật. Chết tiệt! Ân Minh tức giận gầm lên, liên tục di chuyển tránh né thiên lôi. Nhưng đáng sợ chính là, cho dù hắn ta có chạy tới đâu thì đều bị thiên lôi đuổi theo. Cửu vĩ đã bị thiên lôi đánh tan nát. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không chỉ cửu vĩ gục ngã mà hắn ta cũng sẽ bị đánh thành cho bụi, lần này hắn ta đã tính toán sai lầm rồi. Chết tiệt! Ân chú không thể ngồi yên được nữa, trông có vẻ định ra tay. Thế nhưng, sấm sét ngập trời, ông ta cũng không dám đến gần. Nhân lực không mạnh thì thiên uy mạnh. Mấy ông già lầm bầm, cơ ngân đang mượn sức của thiên kiếp. Nếu không có gì bất ngờ thì cơ ngân sẽ thắng. Không ít lão bối vuốt râu. Thần thái khá thâm trầm. Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được, nếu cứ bị sét đánh như thế thì Ân Minh sẽ chết. Ấy vậy mà điều bất ngờ vẫn xảy ra. Trận mưa giông đến nhanh mà đi cũng nhanh. Không có sấm sét thì không còn uy lực ngàn cân của lôi đình nữa. Trời muốn diệt ta ư. Trên đỉnh trời, Triệu Bân cất tiếng khàn khàn, lảo đảo trong thoáng chốc rồi cắm đầu lao xuống như một thiên thạch, trong lúc rơi xuống vẫn còn lan tỏa nốt chút ánh sáng cuối cùng. Toàn thân chồng chất vết thương, cơ thể mỏi mệt rã rời, hắn không còn lấy ra được chút sức lực nào nữa. Ba phần chiến thắng. Bởi vì mưa giông, thêm được một phần. Ba phần chiến thắng. Bởi vì mưa giông, cũng bớt đi một phần. Nếu mưa giông đủ mạnh, hắn sẽ chém chết được cửu vĩ Ân Minh. Thế sự đa đoan khó lường, suy cho cùng ngoại lực không phải thứ mà hắn có thể điều khiển được. Dù không cam lòng đến đâu cũng vô dụng. Người đời thở dài, sấm sét đâu kéo dài chi ê. Đủ để tự hào rồi. Người xem trận đấu lâm bẩm, Esti sâu một hơi. Cùng đẳng cấp mà đánh nhau với chủ nhân, có thể đánh siêu vi An Minh tới tả như vậy, cơ. Ngân có thể ngạo nghề nhìn đời rồi. Chiến tích này trước nay chưa từng có, sau này chắc hẳn cũng không ai vượt qua được. Cơ Ngân. Ân Minh gào ầm lên, lại giơ móng vuốt hồ ly. Triệu Bân vẫn đang rơi. Không còn sức để kháng cự, bị hắn ta tóm được. Chỉ cần hắn ta dùng lực một chút là có thể bóp nát Triệu Bân. Nhưng hắn ta không nỡ giết cơ ngân. Chí ít thì không thể tiêu diệt cơ ngân dễ dàng như thế này. Hắn ta muốn cơ ngân phải chết, muốn hắn chịu đủ dày vò rồi chết, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ân Minh. Dương Huyền Tông thét lên, lao vọt ra ngoài. Thế nhưng, có người nhanh nhẹn hơn. Ngăn ông ta lại. Linh Lung, Vân Yên và những người khác. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào họ, đã vậy còn rất nhiều, ngăn từng người lại. Mục đích rất rõ ràng, để cơ ngân chết. Đùng, đùng huỳnh huỳnh. Bên ngoài chiến trường, đâu đâu cũng là sát ý. Mâu thuẫn của Thiên Tông. Mâu thuẫn của Đại Hạ. Bởi vì cơ ngân, tất cả những điều này bùng nổ chỉ trong một thoáng chốc. Cơ ngân, trận chiến này thật tận hứng, Ân Minh mỉm cười dữ tợn. Mượn sức của ai, ai cho ta mượn sức? Tiếng gào thét trong lòng Triệu Bân là tiếng gào thét phát ra từ tận linh hồn. Sốc cạn tinh lực, liều cả tính mạng, cũng không đánh thắng nổi cửu vĩ Ân Minh. Sức mạnh. Hắn cần một thứ sức mạnh để hủy diệt cửu vĩ tiên hồ. Trong lúc tuyệt vọng, một tiếng gào thét vang lên trong đầu hắn. Là tiểu kỳ lân đồ đằng chậm chậm tỏa sáng. Giết hắn đi. Bên ngoài kia, tiếng la hét rung chuyển đất trời. Toàn là kẻ thù của Triệu Bân,
Kẻ nào kẻ nấy hết sức phấn khích, hô hào rõ to. Thêm cả sát thủ từ các nước cũng chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên nhảy ra giúp sức. Cơ Ngân. Tiếng hô của Thanh Giao và những người khác thì nghẹn ngào bởi tiếng khóc. Tiếc rằng họ không qua đó được, đến cả Dương Huyền Tông còn không qua được, huống hồ là họ. Growl. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm của loài thú vang vọng khắp tứ hải bát hoang. Sau đó là một tiếng nổ lớn, trên vùng trời có thêm một anh bạn to lớn, chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt móng vuốt ảo ảnh, đến cả cửu vĩ ân minh cũng phải lùi về sau vì chấn động. Khi nhìn lại, anh bạn kia không hề nhỏ hơn cửu vĩ, cũng là ảo ảnh, cũng sừng sững như cả ngọn núi, toàn thân hừng hực ngọn lửa, đôi mắt to sáng lấp lánh, quan trọng là khí thế của nó cực kỳ bá đạo, khí huyết cuồn cuộn, từng luồng khí huyết rực lửa tạo nên một biển lửa, thỏa thích lăn lộn, thiêu cánh rừng bị tàn phá đến nhếch nhác thành một nắm đất cháy xém. Kỳ, Kỳ Lân, cả hiện trường kinh ngạc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kỳ, Kỳ Lân. Ai nấy kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người sững sờ nhìn anh bạn khổng lồ kia, tuy là thể năng lượng hư ảo thôi, nhưng đúng là hình thái của Kỳ Lân, cũng là thánh thú trong truyền thuyết. Đáng kinh ngạc nhất không phải điều này, mà là Cơ Ngân đang ở trong đó, vết thương trên người đã khôi phục, khí huyết tan tác lại bùng cháy lên lần nữa. Hắn, cũng là chủ nhân, Đan Huyền sững sờ. Câu này còn có nửa sau, chủ nhân của Kỳ Lân. Cũng có nghĩa là, trong cơ thể hắn có một con Kỳ Lân. Đúng là làm lão phu bất ngờ. Rất nhiều lão bối khẽ nheo mắt, dồn hết thị lực, muốn nhìn thấu đan điền của Triệu Bân. Thế nhưng đan hải của Triệu Bân rất kỳ dị, dường như được che giấu bởi một sức mạnh thần bí nào đó, ngăn cản họ nhìn trộm, nhưng ai cũng dám chắc rằng trong cơ thể hắn chắc chắn có một con Kỳ Lân. Nếu không, cũng không ra được hình thái này. Không nên chứ, Hoàng Phi Vũ Linh lầm bầm nói. Nếu trong cơ thể Cơ Ngân có Kỳ Lân thì khi phân tách cửu vĩ nên sinh ra bài xích mới đúng. Chẳng lẽ, hắn có được Kỳ Lân khi ở ma vực? Đúng là Kỳ Lân kìa. Cơ Ngân kiếm đâu ra Kỳ Lân vậy, còn kết khế ước nữa. Trời ơi, đó là thánh thú đấy. Bởi vì hình thái của Triệu Bân mà bên dưới ồn ào hẳn lên. Có người ngạc nhiên. Có người sững sờ. Có người đờ đẫn. Đủ mọi hình thái. Mẹ kiếp, quá bất ngờ luôn. Đánh đấm lâu như thế, hóa ra cả Cơ Ngân và Ân Minh đều là chủ nhân. Như vậy xem ra Cơ Ngân rất đỉnh nha. Giấu lâu như vậy, đến thời khắc sinh tử mới mở ra hình thái này, định dùng trận đấu với cửu vĩ Ân Minh để rèn luyện. Để ép bản thân niết bàn, đánh không lại mới mở Kỳ Lân hóa. Lại một lần nữa, các trưởng lão Thiên Tông nhìn về phía Vân Yên. Đây là đồ nhi của ngươi đó. Vân Yên hoa mắt chóng mặt. Trời đất chứng giám, cô ta không biết gì thật mà. Đến cả cô ta còn mờ mịt, nói gì tới người khác. Bao gồm sát thủ ẩn mình của các nước cũng mất một lúc mới hiểu ra, trước giờ họ tưởng rằng đại hạ chỉ có hai chủ nhân, một người là Ân Minh, một người là Long Phi, hai người chia đều cửu vĩ, không ngờ rằng còn giấu một kẻ bá đạo hơn, chơi hẳn chủ nhân của Kỳ Lân. Chết, hắn phải chết. Cường giả các nước đều lộ ra vẻ dữ tợn. Cơ Ngân của Thiên Tông quá yêu nghiệt rồi. Mới đạt cảnh giới địa tạng đã khủng khiếp như thế, nếu hắn tiến vào chuẩn thiên há chẳng phải lên trời được luôn. Người như thế, tuyệt đối không thể để hắn sống trên đời, để hắn sống là mối họa tài trời với các phương triều khác. Sao có thể chứ? Cửu vĩ Ân Minh liên tục lùi về sau, cuối cùng mới đứng vững được, nhìn kẻ khổng lồ phía đối diện với vẻ khó tin. Tuyệt đối không nhầm được, đó là hình thái của Kỳ Lân, hóa ra Cơ Ngân là chủ nhân của Kỳ Lân. Nực cười là đến giờ hắn ta mới biết. Kết quả hắn ta mới là tôm tép nhãi nhép. Cơ Ngân không dùng Kỳ Lân cũng có thể làm hắn ta chật vật thê thảm, thế càng không cần nói tới việc đối phương đã Kỳ Lân hóa, cửu vĩ tiên hồ và thánh thú Kỳ Lân, ai yếu ai mạnh, còn cần phải nói sao? Là Kỳ Lân non. Trong đan hải của Ân Minh, cửu vĩ hồ cất tiếng. So với sự kiêng dè của Ân Minh, cửu vĩ hồ lại tỏ ra tham lam, ánh mắt tàn nhẫn bạo ngược. Thánh thú Kỳ Lân, nếu cắn nuốt được nó chính là tạo hóa nghịch thiên. Con non sao? Trong mắt Ân Minh lóe lên tia sáng như hiểu ra gì đó.
khó trách sao giờ Triệu Bân mới kỳ lân hóa, sức mạnh của con non kỳ lân hoàn toàn không thể sánh bằng con trưởng thành. Mà nếu sức mạnh không cao, một khi kỳ lân hóa thì cũng vẫn bị đánh thôi. Sức mạnh quá khổng lồ. Triệu Bân lẩm bẩm, vô thức xem xét toàn thân, mấy vết thương đều đã khôi phục nhờ vào sức mạnh của kỳ lân. Cũng đúng, kỳ lân là thánh thú, còn không phải thánh thú bình thường nữa mà. Máu tươi của nó là linh dược nghịch thiên trời ban. Điều hắn không ngờ là một con kỳ lân non lại có thể tạo ra sức mạnh khổng lồ như vậy. Hắn và kỳ lân tâm ý tương thông, nhanh chóng nhìn ra manh mối. Nhưng sống chết trước mắt, hắn mới kích phát tiềm năng của tiểu kỳ lân, từ đó mới phóng ra được năng lượng như thế. Trời chưa muốn Triệu Bân hắn chết mà. Hắn triệu hồi người có thể ban cho mình sức mạnh, vào thời điểm quan trọng, điều này đã biến thành thật. Kỳ lân là thánh thú, cũng là thủy thú sao, mang theo điềm lành, sự may mắn này cũng đã được ban cho hắn. Sao linh thú, thần thú mang điềm lành, may mắn và điều tốt trong thần thoại. Ta đã nói rồi mà, Nguyệt Thần hài lòng mỉm cười. Không tới sớm hay quá muộn, vừa đúng lúc. Triệu Bân có phải là chủ hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là hắn và Tiểu Kỳ Lân có kết nối về tâm ý, kiểu kết nối này còn sâu sắc hơn khế ước chủ tớ, cũng không có nhiều hạn chế như khế ước. Ân Minh và Cửu Vĩ, thân thể của Cửu Vĩ không thể phóng ra khỏi đan điền, chỉ có thể phóng sức mạnh mà thôi. Mà Triệu Bân và Kỳ Lân thì chân thân của Kỳ Lân lại có thể phóng ra, không chỉ có thể ra ngoài mà còn có thể hợp nhất với Triệu Bân. Còn về chuyện chiến đấu thế nào, đó phải do chính họ quyết định. Vì thế mới nói quan hệ của hắn và Tiểu Kỳ Lân còn cao hơn cả quan hệ chủ tớ. Điều này, Triệu Bân cũng hiểu rõ, tâm ý kết nối mà. Giết! Ân Minh khàn giọng quát, đánh tới chỗ Triệu Bân, thân hình cao lớn như nghiền nát cả đất trời. Đến đây! Triệu Bân cũng quát, tiến lên đỡ đòn. Đã có sức mạnh của Kỳ Lân. Hắn còn sợ thứ này sao? Không đánh người tàn phế thì ông đây sẽ không họ cơ, à? Không họ Triệu nha. Gào. Cửu Vĩ Ân Minh bay lên không, bổ từ trên xuống.